có rất nhiều người tỏ ra hung dữ với hắn, chẳng hạn như Nghiêm Khang và Hoa Đô. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, sớm đã căn dặn người bên dưới, bất luận thế nào cũng phải tra ra lai lịch của thần gài bẫy, một khi tra ra, thì hắn ắt phải chịu đựng lửa giận của cả mấy gia tộc lớn. Bọn ta đi trước. Lão Mập, trừ Cát Huyền Đạo, Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím đều lạnh hết cả người, họ biết rằng thần gài bẫy đã khiêu khích quá nhiều người, cho nên không dám đi quá gần hắn. Lỡ như các gia tộc lớn trả đũa, thì bọn họ có thể bị liên lụy, ai bảo bọn họ ngồi cùng bàn chứ. Bọn họ không quen biết hắn đâu. Bất cứ ai ở hiện trường đều cố tình giữ khoảng cách với hắn, chỉ dám đứng từ xa kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái, có lẽ tu vi của hắn không cao, nhưng đạo hạnh gài bẫy người khác của hắn quả thực có thể khiến cho thế tục phải kinh hãi. Nhờ vào thần gài bẫy, bọn họ mới được xem một màn kịch lớn. Phần lớn mọi người vẫn chưa thỏa mãn, cho đến tận bây giờ vẫn còn choáng váng đầu óc, đặc biệt là món tiền 200 vạn lượng kia, vẫn còn vang rền bên tai của họ như tiếng sấm. Về nhà thôi. Cuối cùng, Triệu Bân cũng đứng dậy dưới sự chú ý của mọi người, mạnh mẽ vươn vai. Đúng lúc này, gia chủ Vương gia cũng bước xuống lầu 2. Trong lúc hắn bước đi, hắn đã liếc mắt nhìn gia chủ Vương gia đứng ở phía xa. Hành động nhỏ này đã bị những người âm thầm quan sát nhìn thấy rõ ràng. Thật là bí ẩn. Đến lúc này, ai nhìn vào cũng bất giác cho rằng Triệu Bân và gia chủ Vương gia có mối quan hệ gì đó khó giải thích, có lẽ bọn họ còn ở cùng một nhóm. Thật sao? Không chỉ có Triệu Bân thu hút được nhiều sự chú ý, mà bây giờ gia chủ Vương gia cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đây chính là thủ đoạn đổ tội lên người khác trong truyền thuyết. Thủ đoạn này cũng là do Nguyệt Thần dạy, không cần làm quá rõ ràng, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ rồi. Thực tế đã chứng minh, hành động nhỏ này đã thành công gây ra được sự nghi ngờ. Trong nháy mắt, gia chủ Vương gia liền cảm thấy có vô số ánh mắt lạnh như băng đang dán lên người mình, cũng có những ánh mắt vô cùng hung hăng, giống như có thù giết cha với lão ta, lửa giận ngút trời. Chết tiệt! Gia chủ Vương gia hừ lạnh một tiếng, cái tên đáng chết kia lại hại lão ta rồi. Kẻ hại người bây giờ chính là ông đấy. Triệu Bân ngoài mặt thì thản nhiên, nhưng trong lòng đã lạnh lùng nói. Sau đó, hắn lại hướng về phía gia chủ Vương gia liếc mắt nhìn, ánh mắt ti hí đầy thích thú, ngụ ý rất rõ ràng, chúng ta là huynh đệ tốt, xong việc rồi nhớ đi uống rượu. Làm xong, hắn xoay người đi. Hắn cũng không phải vô cớ muốn đổ tội cho Vương gia, bởi vì lúc trước Vương Dương đã hãm hại hắn, người của Vương gia lại chèn ép Triệu gia, bao nhiêu năm qua cuối cùng hắn cũng đã có thể trút giận, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội. Phía sau lưng có rất nhiều người trừng mắt nhìn gia chủ Vương gia. Các vị, ta không quen biết hắn. Gia chủ Vương gia vội vàng nói, lão ta không thể chịu cái oan này được, nếu để cho người ta hiểu lầm nói không chừng còn bị diệt tộc, cũng chỉ có thể trách Triệu Bân đã khiêu khích quá nhiều người, hơn nữa còn khiêu khích toàn các gia tộc lớn. Không ai đáp lại lão ta, thần thái của mọi người đã nói lên tất cả, đừng cãi chảy cãi cối nữa. Đúng vậy, chỉ bởi vì một ánh mắt của Triệu Bân, Vương gia nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này, mà các gia tộc lớn cũng rất lạ lùng, trên đầu ai cũng đang bốc hỏa, cần tìm một người để phát tiết, tìm không ra thân phận của Triệu Bân thì tìm tới đồng bọn của hắn cũng được, dù sao thì cũng phải có người chịu đựng lửa giận của bọn họ. Thật đúng lúc, lại có một tên đồng bọn xuất hiện ngay tại chỗ. Có đúng hay không cũng không quan trọng là họ đã có người để phát tiết rồi. Đương nhiên, bọn họ sẽ không ra tay ở đây. Bọn họ đã có mục tiêu, ngày sau nhất định sẽ toàn lực đập chết. Vương Liêu, người thật khốn kiếp. Liễu Thương không đi qua, sắc mặt vô cùng khó coi, hừ một tiếng lạnh lùng, xen lẫn sự tức giận vô hạn. Ta không quen biết hắn. Gia chủ Vương gia có trăm cái miệng cũng không thể cãi. Đáng tiếc, chẳng có ai tin lão ta, ai cũng chắc chắn lão ta là đồng bọn của thần gài bẫy, dù có nói gì cũng uổng công. Khi Triệu Bân đi ra phía sau đài đấu giá, hầu như đã không còn ai ở đó. Nhìn thấy hắn, Huỳnh Nham bật cười ha hả, hắn đã giúp đấu giá các kiếm được nhiều tiền, còn giúp cho lão ta kiếm được nhiều tiền hoa hồng, không phải cũng nên tiếp đãi hắn thật nồng hậu hay sao? Đạo hạnh gài bẫy người khác cao thâm như thế, nếu như hắn bảo mình không có nghề, thì chỉ có quỷ mới tin. Loại người này tuyệt đối không được khiêu khích. Nếu không, mỗi khi có cuộc đấu giá, thần gài bẫy sẽ đến gây rối, khiến cho lão ta làm ăn không được.
vị đạo hữu này đấu giá thắng áo cà sa, thú hỏa viêm sư và chiến kích lôi thiên. Huỳnh Nham cười và nói rằng ba thứ mà Triệu Bân thắng được lần này đã được đóng gói hoàn chỉnh. Triệu Bân nhẹ giọng nói, đưa túi tiền ra. Quả là người hào phóng. Huỳnh Nham không khách sáo, vội vàng cầm lấy túi tiền đếm ngay tại chỗ, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Tất nhiên, sau khi mở túi tiền, lão ta không khỏi nhướng mày. Trong túi tiền, ngoài ngân phiếu, còn có một sấp bùa tốc hành. Cái này, Huỳnh Nham ho khan một tiếng. Lão ta có thể hiểu, tiền không đủ, nên hắn mới mang bùa đến góp. Nhưng lão ta không hiểu được, ở đâu ra mà hắn có nhiều bùa tốc hành như vậy. Còn nữa, cái tên này đúng là liều mạng, dám tay không bắt sói. Hắn căn bản không có được bao nhiêu tiền, nhưng cái miệng của hắn lại rất dọa người, khí thế ngút trời, hắn không sợ bị người khác quật lại hay sao? Không sợ. Triệu Bân vô cùng bình tĩnh, hắn có Tú Nhi bên cạnh, cô ta chính là một vị thần. Dám hỏi đại danh của đạo hữu. Huỳnh Nham nhận túi tiền, dò xét nhìn Triệu Bân. Danh xưng chỉ là một ký hiệu mà thôi. Triệu Bân hờ hững nói, phất tay áo thu ba món bảo bối lại, giọng điệu vẫn già nua như vậy. Cho nên, không cần hỏi nhiều. Hẹn ngày gặp lại. Triệu Bân phất tay, xoay người rời đi, một câu hẹn ngày gặp lại đã nói lên rất nhiều thâm ý, lần tới tổ chức đấu giá ta sẽ đến nữa, kẻ nào không có mắt thì sẽ tiếp tục rơi xuống bẫy của ta. Sau khi hắn rời đi, có một người nữa lại bước ra phía sau đài đấu giá. Đó là một lão già tóc đã bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lão ta chính là các chủ của đấu giá các, thiên hạ gọi lão ta là lão huyền không, là võ tu cảnh giới địa tạng chân chính. Các chủ, Huỳnh Nham đưa túi tiền của Triệu Bân cho lão ta. Nhiều bùa tốc hành thế này. Lão huyền không vuốt râu, đôi mắt già nua khôn ngoan đầy ẩn ý sâu xa, bùa tốc hành cũng giống như bùa nổ, trong dân gian hiếm ai có được, là một bí mật rất ít người biết. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã chứng tỏ tên thần gài bẫy này không hề đơn giản. Đã phái người tra xét, Huỳnh Nham nhỏ giọng nói một câu. Nhớ lấy lời ta nói, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Đã rõ. Thành Vong Cổ về đêm vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Đêm nay còn đặc biệt sôi động hơn nữa. Cuộc đấu giá kéo dài một ngày cuối cùng cũng đã kết thúc, người từ trong đấu giá các tràn ra phố, nhưng thứ tràn ra phố không chỉ là dòng người, mà còn là một huyền thoại. Lần đấu giá này thật không uổng công. Sao vậy, có món bảo bối lớn nào được bán ra sao? Bảo bối thì cũng có rất nhiều, nhưng điều khiến cho người ta lóa mắt nhất lại chính là một tên thần gài bẫy. Thần, gài bẫy. Ngươi chưa thấy đâu, chỉ một tên thần gài bẫy đã có thể khiến cho con em các gia tộc lớn phải te tua, món đấu giá cuối cùng còn bị hắn nâng giá lên tới 200 vạn lượng. 200 vạn lượng, con mợ nó điên rồi sao? Mấy gia tộc lớn đó cũng thật thảm, ngàn dặm chạy tới đây, lại gặp Vọng Nguyệt lâu bị nổ, bị phủ thành chủ làm thịt, bị đấu giá các gài bẫy, người bình thường làm gì mà chịu nổi đả kích dồn dập như thế. Đám thích khoe mẽ thì sẽ bị trời đánh thôi. Trên những con phố, ngõ hẻm, quán trà, quán rượu, lời bàn tán vang lên không dứt, có vô số người gác chân lên ghế kể chuyện, khua chân múa tay, phun nước miếng khắp trời, cũng có rất nhiều thính giả vây quanh, lắng nghe chăm chú. Hai mắt như phát sáng. Được nhắc đến nhiều nhất vẫn là thần gài bẫy. Cho đến bây giờ cũng chưa có ai biết được thân phận của hắn, chỉ biết hắn là một diễn viên thứ thiệt, kỹ thuật biểu diễn vô cùng xuất thần, chỉ cần hắn ra tay, thì cũng chỉ có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị gài bẫy đến mức phải chửi cha mắng mẹ. Vương gia. Nói đến thần gài bẫy, bọn họ lại nghĩ đến gia chủ Vương gia. Hầu hết mọi người đều tin rằng thần gài bẫy và gia chủ Vương gia là đồng bọn với nhau. Giờ phút này, đã có không ít người đến tìm Vương gia uống trà. Chỉ có gia chủ Vương gia mới biết là thần gài bẫy đã cố tình đổ tội lên người lão ta. Ta không muốn nghe về Vương gia, tiếp tục kể chuyện của thần gài bẫy đi. Vậy thì chầu rượu ngày hôm nay. Cứ uống thoải mái rồi kể chuyện tiếp đi, ta trả tiền rượu cho ngươi. Nói đến thần gài bẫy. Thành Vong Cổ dưới ánh trăng ngày hôm nay náo nhiệt một cách không tầm thường. Tú Nhi, chúng ta nổi tiếng rồi. Triệu Bân bước ra khỏi đấu giá các, hắn mặc áo choàng đen, thong thả đi dạo trên phố, đường phố nhộn nhịp đông đúc, đi tới đâu cũng có thể nghe thấy tên của thần gài bẫy. Nói thế nào nhỉ, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngại.
lúc này nếu như hắn cởi áo choàng đen ra, thì đường phố sẽ càng thêm náo nhiệt. Cẩn thận sau lưng. Nguyệt thần lười biếng nằm trên mặt trăng nói, trải qua một ngày đi gài bẫy người khác thực sự rất mệt mỏi. Ta hiểu, Triệu Bân mỉm cười. Kể từ khi hắn rời khỏi đấu giá các, có rất nhiều người đã bí mật theo dõi hắn, có người của các gia tộc lớn trong thành, có người của đấu giá các, nhưng nhiều nhất vẫn là người của các gia tộc lớn ngoài thành đã bị hắn gài bẫy. Phủ thành chủ không biết đã nhận được tin tức từ bao giờ, cũng phái người theo dõi. Ai cũng muốn biết hắn là thần thánh phương nào. Nếu như không phải trong thành cấm đánh nhau, thì đã sớm có một trận mưa máu gió tanh rồi. Ở khúc quanh phía trước, hắn đi vào một con hẻm nhỏ. Tiếng gió rít lên, mấy chục bóng đen khác cũng xông tới. Nhưng người đâu? Mọi người xông vào, nhưng Triệu Bân đã biến mất, giống như đã bốc hơi trong không khí. Chết tiệt! Người của mấy gia tộc lớn đều nghiến răng nghiến lợi, làm sao họ có thể mất dấu hắn được? Ta thật cơ trí. Triệu Bân đã tháo áo choàng đen, trở về với thân phận thật của mình. Cánh tay giả của hắn cũng đã được tháo xuống, hắn chậm rãi bước đi trên đường lớn, bên tai vẫn truyền tới câu chuyện về huyền thoại thần gài bẫy, huyền thoại đó thậm chí còn có thể làm lu mờ một người nổi tiếng như hắn ở thành vong cổ này, không còn ai chú ý tới hắn nữa. Rất hiển nhiên, thần gài bẫy đã lấn át danh tiếng của hắn. Như vậy là tốt rồi, hắn cũng có thể vui vẻ tự do. Khi đi ngang qua vương gia, hắn từ xa liếc nhìn vào trong thì thấy có rất nhiều người. 8 phần trong số đó đều là trưởng lão của các gia tộc lớn. Nói một cách hoa mỹ, thì họ tới đây là để uống trà. Nhân tiện, họ còn muốn tìm gia chủ vương gia để đàm đạo một chút về lý tưởng của đời người. Phủ đệ của Liễu gia lúc này cũng rất náo nhiệt. Buổi đấu giá đã hạ màn, con em của các gia tộc lớn cũng chạy tới cầu hôn, họ đều không đến tay không. Ví dụ như Nghiêm Khang có mang theo Tiên Y Lạc Hà, vì món đồ chơi này mà hắn ta đã bị Triệu Bân gài mất 10 mấy vạn lượng. Muốn biết ai có thể ôm được mỹ nhân về nhà, còn phải chờ xem bản lĩnh của mỗi người. Về chuyện này, Triệu Bân hoàn toàn không quan tâm, không ai có liên quan gì đến hắn. Tú Nhi, chiến kích lôi thiên đã có trong tay rồi, làm sao để có thể lột xác võ hồn? Triệu Bân cười hỏi, hai mắt như phát sáng. Trên chiến kích có cấm chế. Hôm nay ngươi không thể thức tỉnh tia tiên lực kia đâu, Nguyệt thần khoan thai nói, chờ ngày trời nổi giông tố, mượn sấm sét của trời mới có thể kích động tiên lực. Ta có thiên lôi. Tu vi của ngươi quá thấp, áp chế uy lực của thiên lôi. Rõ rồi. Triệu Bân cười, bước nhanh hơn. Quay trở lại cửa hàng binh khí, trước khi bước vào vườn, hắn nghe thấy tiếng của tên mập tiểu hắc đang kể chuyện về buổi đấu giá, về thần gài bẫy, những thị vệ khác nghe gã kể xong thì đều sửng sốt. Khi hắn bước vào, mấy người bên trong đều đang rất vui vẻ. Lỗ Mãng, Lão Tôn, Dương Đại, Võ Nhị cùng mấy người Chư Cát Huyền Đạo đều đã có mặt, bọn họ ngồi dưới tán cây, có người kể chuyện, có người hóng chuyện, còn có người ôm túi tiền đếm bạc. Ta nói, người đã chạy đi đâu vậy? Nhìn thấy Triệu Bân đã trở lại, tiểu hắc mập mạp liền chạy tới, kéo Triệu Bân lại, sau đó lại tiếp tục kể chuyện, thêm mắm dặm muối loạn hết cả lên. Nào, uống rượu. Triệu Bân rất hiểu chuyện, cầm lấy bình rượu rót cho mấy người Chư Cát Huyền Đạo, khi rời khỏi đấu giá các, hắn đã nói tối nay sẽ uống vài ly với bọn họ. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều không biết thân phận của hắn. 200 vạn lượng. Không nói ngoa đâu, đám con em của mấy gia tộc lớn đó thậm chí còn không dám đánh giám. Tên mập này, đủ rồi, đừng nói điêu quá. Đừng có ồn, ta đều đang nói sự thật, ngươi ngồi một bên nghỉ ngơi đi, đừng có xen vào. Ngưu Anh xách bầu rượu, vẫn tiếp tục kể chuyện, phun nước miếng đầy trời. Trong vườn, người nào người nấy cũng ngồi nghe chăm chú, ngay cả Lão Mập và Chư Cát Huyền Đạo cũng ngồi yên lặng lắng nghe, tuy bọn họ đã được nhìn thấy tận mắt, nhưng bọn họ vẫn muốn nghe kể lại một lần nữa, tiểu hắc mập nguyện ý nói thì bọn họ cũng nguyện ý lắng nghe, hơn nữa còn lắng nghe một cách nồng nhiệt, đôi lúc cũng chen miệng vào, thể hiện cảm giác tồn tại. Ta nói, sao ngươi một chút cũng không kinh ngạc vậy? Thằng nhóc tóc tím chọc chọc Triệu Bân, cái tên này từ nãy đến giờ sao chẳng thể hiện chút thái độ nào. Trước khi về đây thì ta đã nghe người ta kể câu chuyện này rồi. Triệu Bân ho khan, tùy tiện đưa ra một lý do, thật sự không muốn đả kích mọi người. Nói thật, kỹ năng diễn xuất của thần gài bẫy cũng giống như ngươi vậy. Chư Cát Huyền Đạo thổn thức không ngừng. Ở đấu giá các, ông ta ngồi gần Triệu Bân nhất,
người kia một khi đã diễn thì không nhận người thân, so với kỹ thuật diễn xuất của Triệu thiếu gia thì quả thực không thể phân cao thấp. Nghe nói ông thắng được không ít bảo bối. Triệu Bân ẩn ý nói. Ngươi không nói thì ta quên mất đấy, lại đây. Chư Cát Huyền Đạo tiện tay ném bầu rượu, kéo Triệu Bân trở về phòng. Tại đấu giá các, đúng là ông ta cũng có thu hoạch, chính là một viên đan tinh nguyên, sao Triệu Bân có thể không biết được, hắn còn sợ ông ta quên cho nên mới cố ý nhắc nhở. Thu được đan dược, Triệu Bân rất vui vẻ. Công pháp mà, đừng bảo hắn keo kiệt, có lẽ là do hôm nay cao hứng, cho nên hắn viết nhiều thêm được mấy nét, chỉ có điều nó vẫn chưa hoàn chỉnh, nét mặt của Chư Cát Huyền Đạo liền đen lại. Nếu còn đan được thì cứ tìm ta. Cút. Được. Triệu Bân cười tâu toét, cất viên đan dược vào. Đêm dần sâu. Vẫn có rất nhiều người tới vương gia uống trà, buổi tối có người đi qua còn có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng chửi bới, rất ồn ào. Những người đến Liễu gia cầu hôn cũng đã trở về. Liễu gia không đưa ra câu trả lời rõ ràng, có quá nhiều người đến cầu hôn, dù sao thì cũng chỉ có thể chọn một. Điều này còn phụ thuộc vào ý của Liễu Như Nguyệt. Phố lớn huyên náo đã dần dần thưa thớt bóng người. Không gian chìm vào tịch mịch. Trong đêm đen, bên ngoài thành vong cổ lại truyền tới tiếng ầm ầm. Nghe động tĩnh này, chắc chắn là ngoài đó đang có đại chiến, hơn nữa còn có rất nhiều phe tham gia vào. Cũng không còn cách nào, trong buổi đấu giá đã bán ra quá nhiều bảo bối, luôn sẽ có những người không đấu giá được để mắt tới, ở bên trong thành vong cổ bọn họ không dám ra tay, nhưng một khi đã bước chân ra khỏi cổng thành. Chắc chắn sẽ xảy ra một trận mưa máu gió tanh, có cướp được bảo bối hay không thì phải xem đạo hạnh của mỗi người. Tại cửa hàng binh khí, Triệu Bân đã khóa cửa phòng, đứng ở bên giường, dùng chân nguyên để bồi bổ khí lực cho Liễu Tâm Như, chỉ cần hắn có ở đây thì mỗi ngày hắn đều làm như vậy. Một lúc sau, hắn liếc nhìn xung quanh, rồi hắn lại liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Sau đó, nhìn thấy cô gái đang ngủ say trên giường, hắn mới duỗi ngón tay. Lén lút chọc chọc vào đôi gò bồng đảo của Liễu Tâm Như. Chọc một chút rồi lại chọc thêm một chút nữa, rất nhẹ nhàng, hai mắt hắn như cũng đang mở to. Chủ yếu là vì hắn tò mò. Từ lúc trưởng thành tới nay, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào một cô gái, khi còn là tình nhân với Liễu Như Nguyệt, hắn còn chưa từng được hôn môi, chứ đừng nói đến chuyện gì khác. Chọc thử một cái, cảm giác rất thần kỳ, rất đàn hồi. Có mềm hay không? Nguyệt Thần đột ngột lên tiếng, lúc cô ta nói, ngay cả mắt cũng không thèm mở. Một lời của cô ta khiến cho Triệu Bân giật thót mình, hoảng hốt thu tay lại, giống y như một tên trộm bị bắt quả tang ngay tại chỗ, không khỏi hoang mang. Một tên thần diễn xuất như hắn, thế mà bây giờ gương mặt cũng đỏ lên không ít. Mềm. Triệu Bân ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Không phải cô ngủ rồi sao? Nửa đêm rồi còn làm người ta giật mình. Hơn nữa, đây là vợ của ta đó, ta sờ một cái cũng không được sao. Có ai nói là không cho ngươi sờ đâu. Nguyệt Thần không nói lời nào, nhưng thần thái đã đại biểu cho tất cả, sờ thì cứ sờ đi, lén lén lút lút làm cái gì. Giáo giác cứ như ăn trộm vậy. Ngày thường thì mặt dày như cái thớt, tới thời khắc mấu chốt còn bày đặt kinh sợ sao. Xì. Triệu Bân phản đối, hắn đứng thẳng người, cảnh tượng này thực là ngượng ngùng. Đang sợ còn có người nhìn chằm chằm, khiến cho cả người hắn mất tự nhiên. Nếu như đi ngủ, còn mất tự nhiên hơn nữa. Hắn quay người, rón rén đi ra khỏi cửa. Không thể không nói, cảm giác thật không tệ, rất đàn hồi. Cánh cửa đóng lại, Liễu Tâm Như từ từ mở mắt. Trước đó nàng còn chưa ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dưới ánh trăng. Phòng kế bên, Triệu Bân ngồi khoanh chân, thú hỏa đỏ thấm cầm bên tay trái. Thú hỏa viêm sư cầm bên tay phải, trong lòng mặc niệm đại hoang viêm quyết, khiến cho hai món thú hỏa chậm rãi dung hợp với nhau. Có pháp môn dung hỏa, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều, một món thú hỏa màu đỏ, một món thú hỏa màu vàng, khi dung hợp lại tạo ra một món thú hỏa màu đen, hắn không biết màu sắc của thú hỏa phân chia cấp bậc như thế nào, nhưng món thú hỏa màu đen này so với thú hỏa màu đỏ bá đạo hơn rất nhiều, ngọn lửa đen nhánh cháy bùng bùng. Khiến cho không khí nóng lên nhanh chóng. Không tệ. Triệu Bân cười ha hả, cầm thú hỏa trên lòng bàn tay, quan sát trên dưới, sau đó mới thu vào bên trong cơ thể, phối hợp với sấm sét, cộng thêm việc luân chuyển tẩy tủy dịch cân kinh và thái sơ thiên lôi quyết, hung hăng rèn luyện khí lực, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau đó,
tới lượt áo cà sa Phật môn. Trước ánh nến, Triệu Bân cầm áo cà sa nhìn qua một lượt. Hắn nhìn mãi cũng không ra chiếc cà sa này có ẩn giấu điều gì, trừ việc nó được tạo ra hết sức tinh xảo, thì những khía cạnh khác chẳng có gì đặc biệt. Để có được chiếc áo cà sa này, hắn đã phải mất 10 vạn lượng. Đốt nó đi, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Đốt đi sao, Triệu Bân nhướng mày, bắt ta đốt 10 vạn lượng của mình đi sao? Đừng nói nhảm nữa. Đốt đốt đốt. Lời nói của Nguyệt Thần, đương nhiên Triệu Bân phải nghe. Hắn dùng đến thú hỏa, bao trùm chiếc áo cà sa. Chất liệu của áo cà sa này quả thực rất kỳ lạ. Thú hỏa bá đạo và đen kịt, thế nhưng nhất thời không thể khiến nó bắt lửa. Xem ra nó không chỉ có thể tránh tà mà còn chống cháy nữa. Phải mất tận một khắc, nó mới bắt đầu bốc cháy. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, áo cà sa hóa thành tro tàn, từng tấc một. Cứ mỗi khi áo cà sa cháy được một tấc, tên này lại đau lòng thêm một phần. Nếu là dăm 3.000 lượng thì đành thôi, chứ mẹ kiếp, cái áo này 10 vạn lượng đấy. Để mua được nó, hắn dồn hết tích lũy của mình vào rồi. Áo cà sa cháy hết, nhưng có một vật còn sót lại. Hóa ra là một chữ vạn oan tỏa ra ánh sáng màu vàng kim lấp lánh, dù áo cà sa đã cháy hết nhưng nó vẫn lơ lửng trên không trung. Nhìn qua thì rất bình thường, phải quan sát kỹ mới thấy được điểm phi phàm của nó. Trong mơ hồ, dường như hắn có thể nghe được thứ âm thanh rất huyền ảo, giống như khúc nhạc thần cổ xưa, khiến lòng hắn hoảng loạn. Đây chính là độn giáp thiên tự, Nguyệt Thần thong dong nói. Độn giáp thiên tự, Triệu Bân gãi đầu, mặt mày hiếu kỳ, lai lịch thế nào? Độn giáp thiên tự xuất phát từ độn giáp thiên thư, nếu tập hợp đủ độn giáp thiên tự có thể triệu hồi độn giáp thiên thư. Tương truyền rằng thiên thư có thể thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai, Nguyệt Thần thong thả nói, tiếc rằng từ cổ chí kim, bao gồm hàng vạn vị thần cũng chưa có ai tập hợp đủ, càng không ai thực sự được thấy độn giáp thiên thư. Nghe có vẻ rất khó tin đấy, Triệu Bân ngơ ngác nói. Khắc chữ vạn độn giáp này lên thanh kiếm, ngày sau ắt có tác dụng lớn. Đã hiểu. Triệu Bân không hỏi nhiều, dẫn chữ vạn này khắc lên kiếm Long Uyên. Uỳnh. Có chữ này khắc vào, kiếm Long Uyên bỗng chốc vang lên một tiếng vang khe khẽ. Bây giờ nhìn lại, toàn bộ thanh kiếm được phủ một quầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, có khí thức của rồng lượn quanh, đồng thời cũng có tiếng rồng ngâm vang vọng, trông khá hơn hẳn lúc xưa. Đúng là kỳ diệu. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời lên, hắn dùng thiên lôi và thú hỏa bao quanh kiếm Long Uyên. Dùng thú hỏa để tôi luyện, dùng thiên lôi để mài bóng, khiến kiếm và thiên tự hoàn toàn hòa vào làm một. Điều duy nhất không đủ hòa hợp chính là bề ngoài của Long Uyên. Bao nhiêu lâu nay, Long Uyên trông vẫn rất đần độn, nó được đúc bằng vẫn thiết, cực kỳ cứng rắn, rất khó mài mòn, đến nay vẫn chưa thể mài ra được cảnh sắc cho thanh kiếm này. Mà hắn, về cơ bản chỉ dùng nó để đập người ta. Khỏi nói chứ, dùng nó để đập người khác cũng có tác dụng lắm. Với võ tu cùng đẳng cấp, hiếm ai có thể đỡ được. Vẫn thiết nặng trịch, Long Uyên cũng nặng trịch, cực kỳ bá đạo. Thu kiếm về, hắn lấy ra bộ đồ nghề vẽ bùa. Bùa nổ tích trữ được khá nhiều còn bùa tốc hành thì không thừa lá nào vì đem bù hết vào giá chênh lệch của ngân lượng rồi. Bùa chú giữ mệnh mà, phải chuẩn bị nhiều chút. Ngày hôm sau, sắc trời vừa mới sáng đã nghe thấy truyền thuyết về thần bịp. Những kẻ thích buôn chuyện chứ không màng đến tu đạo thì ở đâu cũng có, mỗi một quán trà hay tửu lâu luôn có một người. Sau một đêm nghỉ ngơi, bồi dưỡng tinh lực, họ lại bắt đầu chém gió. Triệu Bân, ra khỏi thành đấu một trận. Chưa được bao lâu đã nghe một tiếng gào to, gào cực kỳ ngang ngược. Tiếng gào bắt nguồn từ bên ngoài thành. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Nghiêm Khang thiếu chủ tộc Huyết Ưng. Người bị lừa đến mức thổ huyết trong phiên đấu giá ngày hôm qua chính là hắn ta đấy, không tìm được thần bịp, hắn ta bèn tìm một người để chút giận. Triệu Bân của Triệu gia rất thích hợp đấy, kẻ vô dụng bị đánh ở Vọng Nguyệt lâu, hắn ta vẫn nhớ kỹ lắm. Trong thành không được phép đánh nhau, vậy thì kiếm lại thể diện ở bên ngoài thành vậy. Ta đã bảo rồi mà, không thể xong chuyện được đâu. Làm loạn ở Vọng Nguyệt lâu nên bị thành chủ mời đi uống trà, hắn ta cam lòng mới lạ đấy. Triệu Bân e là không đi đâu. Nghiêm Khang là chân linh đạt đỉnh rồi, Triệu Bân mới là chân linh tầng 2 thôi, còn kém tận 7 tầng kia. Và lại Triệu Bân chỉ có một tay, tình cảnh như thế, có bị ngu mới đi. Cũng khó nói lắm, Triệu Bân không đơn giản mà.
Trên đường lớn của thành Vong Cổ vào sáng sớm rộn ràng những lời thảo luận. Đến mức mà truyền thuyết về thần bịp cũng bị chuyện này đè xuống. Bấy giờ đã có người ra khỏi thành. Từ đằng xa đã trông thấy một con huyết ưng to lớn đang sải cánh giữa không trung, mà Nghiêm Khang thì đứng trên lưng huyết ưng, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống thành Vong Cổ, cực kỳ oai phong. Lại còn có cả huyết ưng kia. Ta ngần này tuổi rồi, lần đầu thấy thứ tọa kỵ có thể bay được đấy. Tộc huyết ưng quả là danh bất hư truyền. Rất nhiều người trèo lên tường thành mà vẫn phải ngẩng đầu nhìn lên, so với Nghiêm Khang thì người ta hứng thú với con huyết ưng kia hơn. Hai cánh của nó sải rộng ra đến vài ba trượng, đôi mắt sắc bén, ánh mắt hung hãn, sát khí bao quanh cơ thể, nhìn là biết, muốn huấn luyện và nuôi dưỡng được loại linh thú biết bay này phải cho an toàn vật sống, đến mức nhuốm mùi máu tanh nồng nặc, chỉ nhìn thôi đã đủ chết khiếp rồi. Triệu Bân, ra khỏi thành đấu một trận. Thấy người đứng xem có vẻ nhiều, Nghiêm Khang hô thêm lần nữa, tiếng hô dõng dạc, tràn đầy tự tin, trên đỉnh đầu hắn dường như còn có thêm một quầng sáng. Từ khi tới thành Vong Cổ, chỗ nào cũng làm hắn uất hận. Hôm nay, hắn phải đòi lại được thể diện, cũng phải để cho Liễu gia thấy được, ông đây rất đỉnh nhé. Nói là tìm Triệu Bân tính sổ, chẳng qua cũng chỉ vì muốn thể hiện bản thân. Nếu Liễu gia thấy vui, chưa biết chừng sẽ đồng ý, thế là công đức viên mãn. Người muốn tìm Triệu Bân để tính sổ đâu chỉ có mình hắn ta. Ví dụ như Hàn Triều, Vũ Văn Hạo hay đám con cháu các gia tộc lớn bị lừa, về cơ bản họ có mặt ở đây hết, chẳng qua là Nghiêm Khang lên tiếng trước, đành phải đợi vậy. Không chỉ riêng họ đến, còn có rất nhiều người quen. Đương nhiên không thể thiếu được Lâm Tà, xách theo bầu rượu, ngả người lên tường thành mà uống rượu. Hắn ta vẫn ăn mặc lôi thôi lếch thếch, cà lơ phất phơ, phóng đãng bất kham. Có lẽ hắn là người duy nhất trong đám con cháu của các đại gia tộc không tới cầu hôn, vì không ưa gì Liễu gia, cũng không ưng gì Liễu Như Nguyệt nên không tham gia góp vui. Cách đó không xa, Doãn Hồn cũng có mặt. Tên này nhìn chằm chằm vào Lâm Tà, định tìm hắn ta đánh thêm trận nữa. Đương nhiên người trong thành cũng đến không ít. Có thể thấy sắc mặt Vương Dương khá khó coi, thần bịp gây họa khiến vương gia của hắn ta trở tay không kịp. Đêm qua, vương gia quả thực đã nói hết những lời tốt đẹp, lòng cũng đang uất nghẹn đây, muốn tìm người này đó để trút giận. Thế mà vẫn còn phần kịch sau, thật là không yên phận. Lão Vong Cổ cũng tới rồi, chắp tay đứng rất thẳng người, lão ta tới hóng chuyện. Hay nói cách khác, thành chủ cử lão ta tới. Họ biết Triệu Bân là đồ đệ của hoàng tộc, nhưng đến giờ vẫn chưa biết Triệu Bân mấy cân mấy lạng, đồ đệ mà hoàng tộc dạy chắc cũng có bản lĩnh nhỉ. Chớ đến. Thanh Giao cải trang thành nam tử, ẩn mình trong một góc của đám đông mà lầm bầm tự nhủ. Cô ấy biết Triệu Bân đánh đấm rất khá, nhưng Nghiêm Khang không thể so với Hán Triều được. Tu vi võ đạo cao hơn một tầng thì khả năng chiến đấu đã cao hơn rất nhiều, và lại Triệu Bân chỉ còn một cánh tay, đã vậy Nghiêm Khang còn có huyết ưng trao liệng trên đầu. Một khi khai chiến, Triệu Bân sẽ biến thành cái bia di động. Một người cải trang thành nam tử khác là U Lan. Đúng vậy. Cô ta vẫn chưa rời đi, nhiệm vụ mà cấp trên giao phó là hành thích Triệu Bân của Triệu gia, đến nay vẫn chưa hoàn thành, cũng chưa tìm được cơ hội. Phen này đứng hóng trận đấu chẳng qua cũng vì muốn xem thử căn cơ của Triệu Bân, ngày sau dễ dàng ra tay. Nhìn kìa, Liễu Như Nguyệt đến rồi. Không biết ai đã nói câu này, khiến mọi ánh mắt hướng về phía thành lâu. Thiên chi kiêu nữ mà, đi tới đâu cũng được đám đông ngưỡng vọng. Hôm nay cũng không nằm ngoại lệ. Cô ta đứng trên tường, trong trẻo nhưng lạnh nhạt, giống như tiên tử đứng trong mây, có cảm giác thánh khiết và cao ngạo, khiến người ta ngắm nhìn đến mức thần trí mê mẩn. Thiếu chủ, người có chắc là không suy xét. Đám đông trưởng lão của tộc Thiên Dương lại lải nhải bên tai Lâm Tà. Không có hứng. Lâm Tà nhấp một ngụm rượu, tuy tuổi tác không cao nhưng hắn ta nhìn người rất chuẩn. Trong những ngày này, hắn ta đã nhìn thấu tính cách của Liễu Như Nguyệt rồi. Đạo bất đồng. Bất phi mưu. Hắn ta không hứng thú, chứ con cháu của các đại gia tộc khác thì cực kỳ nhiệt tình. Nhất là Nghiêm Khang. Thấy Liễu Như Nguyệt, hắn ta bỗng có tinh thần hẳn, đứng trên con huyết ưng mà lưng ưỡn thẳng tắp. Lần này là cơ hội tốt để thể hiện, nhất định hắn ta phải giả ngầu thành công. Triệu Bân, ra khỏi thành đấu một trận. Nghiêm Khang quát ầm lên như thế, không chỉ phấn khích mà còn có vẻ rất nghĩa lý. Khiến người ta bất giác nghĩ rằng trận đấu của hắn ta là nhằm thay trời hành đạo,
cũng tự giác đẩy nó lên một tầm cao mới của đạo nghĩa, nói thẳng ra là đại diện cho chính nghĩa. Nếu bắn một mũi tên từ hướng này thì có hạ được con chim kia xuống không nhỉ? Một cái nồi không hầm hết được. Lão Phu cho rằng nướng lên ăn thơm hơn, cho thêm ít thì là với bột ớt. Nghe ngươi nói như thế, ta cũng thấy đói rồi. Chư Cát Huyền Đạo, Lão Mập, Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím cũng tới, thêm cả tên mập đen thui và nhóm hám tiền cũng lên tường thành, họ đang túm tụm vào mà nói nhảm. Họ đã đến thì Triệu Bân đâu thể vắng mặt. Trong ánh mắt của thế nhân, kẻ một tay này chậm rãi bước ra khỏi cổng thành. Trận chiến này không thể tránh né, bởi hắn ta mắng Triệu Bân thì được, nếu lôi cả Triệu gia vào thì phải xem xét lại. Thân phận võ tu của hắn đã được công bố nên cũng không cần phải che giấu nữa. Hắn không gây rối không có nghĩa là hắn sợ rắc rối. Người của Triệu gia chẳng sợ gì trận chiến này. Thế mà đến thật này. Bị chỉ mặt chửi thẳng tổ tông rồi, nếu là ta cũng đến. Thế này chẳng phải đi tìm chết à. Còn thở là còn gỡ, Triệu Bân cũng cương liệt lắm đấy. Điểm này thì ta tin. Âm thanh nghị luận liên tục vang lên, sự xuất hiện của Triệu Bân khiến bên ngoài thành càng thêm huyên náo. Nhiều người ra ngoài đều biết Triệu Bân là võ tu rồi, nhưng đa số chưa từng thực sự thấy hắn ra tay. Tất nhiên, đám người bị nổ ở Vọng Nguyệt Lâu không nằm trong số này, bởi đã diện kiến thân pháp của Triệu Bân, quả thực cực kỳ huyền diệu. Thù cũ nợ mới, tính cả một lần. Nghiêm Khang cất tiếng cười lạnh, từ trên trời hạ xuống, đáp thẳng lên chiến đài. Ở bên ngoài thành có một chiến đài. Chiến đài này được hắn ta cố tình dựng lên vì Triệu Bân. Đánh một chân linh tầng 2 thôi mà, hắn ta lười dùng đến huyết ưng, dù đứng trên đài cũng có thể đánh cho đối phương khóc nhè. Đúng là có lòng quá. Triệu Bân thấy vậy, đột ngột dừng lại chứ không bước lên. Sao nào, không dám à? Nghiêm Khang cười khẩy, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong rất bỡn cợt. Ngươi là chân linh đạt đỉnh, ta chỉ là chân linh tầng 2, hiển nhiên không công bằng. Triệu Bân bĩu môi, vào thời khắc quan trọng thì đầu óc hắn vẫn rất nhạy bén. Cho dù phải đánh, cũng phải đánh người cùng cấp chứ. Tầng 2 đối đầu với đỉnh cao, thế thì là rảnh quá kiếm chuyện kích thích, hắn không chịu đâu nhé. Ta thừa biết ngươi sẽ nói như vậy. Khóe miệng Nghiêm Khang nhếch lên, hắn ta vung tay lấy ra một lá bùa khắc vào cơ thể mình. Trong thoáng chốc, khí thế của hắn ta giảm mạnh. Sau đó, tu vi võ đạo của hắn ta từ đỉnh cao giảm thẳng xuống tầng 2, ngụ ý rất rõ rệt, đồng thời cũng để báo cáo với người đời, tộc huyết ưng ta không bắt nạt kẻ vô dụng. Đương nhiên, điều này cũng để nổi bật khí phách của hắn ta. Ta chỉ có một cánh tay. Triệu Bân điềm tĩnh nói, nhưng vẫn không chịu lên. Dễ thôi. Nghiêm Khang cười gằn, hắn ta chuẩn bị rất đầy đủ, có thêm một lá bùa nữa phong ấn cánh tay trái. Theo suy nghĩ của hắn ta, dù cùng cấp và chỉ dùng một tay, hắn ta vẫn có thể dễ dàng trấn áp được Triệu Bân. Được thôi. Triệu Bân cuối cùng cũng lên đài, thậm chí còn lắc lắc cổ. Chỉ bằng thêm tí tiền thưởng nhỉ. Nghiêm Khang mỉm cười nhìn Triệu Bân, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích. Xử lý một võ tu cảnh giới chân linh tầng 2 quả thực chẳng có tính khiêu khích gì, hắn ta vừa muốn thể hiện bản thân, vừa muốn tiện tay kiếm tí chiến lợi phẩm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ bằng thêm tí tiền thưởng nhỉ. Thêm thế nào, Triệu Bân mỉm cười nhìn Nghiêm Khang, hắn cũng có ý định này đấy, không ngờ đối phương lên tiếng trước. Đặt ra thêm tí chiến lợi phẩm thì hắn sẽ vui vẻ đón nhận công việc này. Nếu ta thắng, ngươi phải khấu đầu nhận sai với ta trước mặt người dân toàn thành, Nghiêm Khang mỉm cười bấn cợt, ngoài ra, cửa hàng binh khí của Triệu gia ngươi sẽ thuộc về Liễu gia. Ta thắng thì sao, Triệu Bân bật cười. Ngươi thắng thì quả này sẽ thuộc về ngươi, Nghiêm Khang nói rồi vung tay áo ra một quả cây, chính là quả sinh linh mà hôm qua hắn ta mua được từ phiên đấu giá, mùi thơm ngào ngạt. Không được. Thế ý của ngươi là sao? Nếu ta thắng, toàn bộ tài sản trên người ngươi sẽ thuộc về ta, Triệu Bân thản nhiên nói. Tiểu tử, đòi hỏi không nhỏ nhỉ. Gia cảnh nghèo túng nên phải kiếm ít tiền bên ngoài thôi. Thiếu chủ huyết ưng chắc sẽ không phản đối đâu nhỉ. Tùy ngươi. Khóe miệng Nghiêm Khang khẽ nhếch lên. Cực gì hắn ta cũng đồng ý, bởi theo hắn ta thấy, hắn ta không có lý do gì để thua. Nếu không làm sao được gọi là con cháu của đại gia tộc chứ, quả nhiên rất hào sảng. Triệu Bân nói rồi tiện tay rút kiếm Tử Tiêu ra, hà hơi lên thanh kiếm,
sau đó còn lau lau vào người mình. Nghiêm Khang tùy ý thì hắn càng thêm tùy ý, muốn cực gì hắn cũng chiều theo, bởi vì cho dù cá cực điều gì thì Nghiêm Khang cũng thua thôi. Hắn vẫn tự tin về điều này lắm chứ. Nếu đánh cùng cấp thì không bao giờ thất bại, chính là niềm tin vô địch của hắn, ai đến cũng thế cả. Dù cho chỉ còn một cánh tay cũng như vậy thôi. Hôm nay chắc chắn ta sẽ phế bỏ ngươi. Nghiêm Khang cười khẩy một tiếng, đột ngột di chuyển, hắn ta bay ngược về sau. Trong lúc bay, cánh tay hắn ta vung ra, mười mấy luồng kiếm khí bắn tới khiến bầu không khí cũng gầm thét. Rất rực rỡ nhỉ. Triệu Bân hờ hững lên tiếng, hắn đang nói đến kiếm khí, vừa nhìn qua thì quả thực rất đẹp mắt, còn về uy lực thì hắn không dám xu nịnh. Không phải hắn coi thường Nghiêm Khang, nhưng quả thực còn chẳng phá nổi chân nguyên hộ thể của hắn. Thủy độn, bùn nhão. Nghiêm Khang đột nhiên nói một câu, ấn quyết trong tay đã hình thành, chiến đài trơn nhẵn bỗng chốc trở nên lầy lội như một vũng bùn, lực hút của nó cũng không nhỏ, đến mức Triệu Bân sa chân vào bùn, nhanh chóng ngã xuống. Đây mới là mục đích thực sự của Nghiêm Khang. Mười mấy luồng kiếm khí trước đó chẳng qua chỉ là đòn dương đông kích tây. Vì đã được diện kiến thân pháp của Triệu Bân nên hắn ta phải nghĩ cách đó hạ tốc độ của hắn xuống, vũng bùn từ thủy độn này rất phù hợp, cũng thuộc dạng bàng môn tà đạo, là một bí thuật trợ lực, nhưng rất hữu dụng. Cũng biết không ít nhỉ. Triệu Bân cảm thán, xem ra thiếu chủ của tộc huyết ưng không phải dạng không có não. Keng! Thời khắc này đây, Nghiêm Khang đã lao đến, tay cầm một thanh kiếm bằng bạc. Công pháp hả, cũng rất sắc bén đấy. Thêm cả vũng bùn mà hắn ta sử dụng này nữa, không bị hạn chế về tốc độ, thân pháp cũng rất kỳ ảo. Nếu đổi lại là võ tu chân linh tầng 2 bình thường, chắc chắn sẽ bị đâm xuyên bằng một nhát kiếm. Tiếc rằng hắn ta tìm nhầm đối tượng rồi. Triệu Bân không phải là võ tu chân linh bình thường, còn chưa bị đâm trúng, hắn đã nhẹ nhàng né đi rồi. Hay lắm! Nghiêm Khang cười lạnh, lách mình bay đi. Soạt! Triệu Bân đuổi theo như một cái bóng. Tử tiêu có kiếm ảnh, gầm thét lao ra. Keng, đùng, keng. Sau đó là tiếng kim loại va chạm với nhau, đều còn một tay nên hai người so tài bằng kiếm pháp. Mỗi lần hai thanh kiếm va đụng đều có tia lửa tóe ra, tiếng leng keng vang lên không ngớt. Không khó để nhận ra Nghiêm Khang hoàn toàn rơi vào thế yếu. So về kiếm pháp thì hắn ta thua xa. Kiếm quyết của Triệu Bân rất kỳ ảo, huyền diệu lại khó lường, nhìn từng chiêu thức dường như biến đổi khôn cùng. Kiếm ảnh rất nhiều, phân phân hợp hợp, tiếng kiếm ngân cực kỳ chói tai, vả lại nhát sau bá đạo hơn nhát trước, đánh cho Nghiêm Khang đứng cũng không vững. Sao có thể thế được? Nghiêm Khang hoảng loạn trong lòng. Kiếm quyết mà hắn ta sử dụng chính là kiếm quyết bí truyền của gia tộc, có thể xếp trong vài hạng đầu ở đại hạ, thế nhưng gặp phải Triệu Bân thì liên tục bị chế ngự. Kiếm pháp của đối phương thực sự quỷ dị, không tìm ra được kẽ hở nào. Giao chiến mới 10 hồi mà trên người hắn ta đã đầy những vết chém, không dưới 10 nhát. Thiếu gia của tiểu gia tộc. Tu vi chẳng qua cũng mới đến chân linh tầng 2. Cái tên Triệu Bân này học ở đâu ra kiếm pháp tinh xảo và kỳ diệu đến vậy? Kiếm quyết huyền ảo quá. Triệu Bân đang dùng kiếm pháp của Triệu gia đấy. Tên tiểu tử này quả nhiên không tầm thường. Trước cổng thành, người đông như chảy hội, trên tường thành cũng lố nhố đầu người. Ai xem xong cũng hô lên kinh ngạc. Cho dù là các lão bối cũng không ngớt lời tán dương kiếm pháp của Triệu Bân. Kiếm quyết thiên lôi. Lão mập khẽ lầm bầm một tiếng, nghiêng đầu nhìn Chư Cát Huyền Đạo. Chư Cát Huyền Đạo chỉ cười chứ không nói. Kiếm chiêu của Triệu Bân quả thực có bóng dáng của kiếm quyết thiên lôi của ông ta, chẳng qua nó đã không còn là kiếm quyết thiên lôi từ lâu rồi. Triệu thiếu gia thiên phú quá yêu nghiệt, tự sáng tạo ra kiếm pháp. Nhìn chiêu thức kia là biết. Hiển nhiên đã đến độ kiếm và người hòa làm một rồi. Trước đó nhóc ham tiền cũng bị đánh bại như thế đấy. Không ngờ rằng, mấy ngày sau gặp lại, nó còn tinh xảo hơn nhiều. Đúng là có bản lĩnh thật. Thằng nhóc tóc tím chặt lưỡi, Xích Hiên cảm thán, đúng là mở rộng tầm mắt. Đồ đệ của hoàng tộc quả nhiên có bản lĩnh thật. Lão vong cổ mỉm cười vuốt râu, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng kiếm pháp này. Không một ai trong số những võ tu chân linh mà lão ta từng gặp có thể dùng được. Triệu Bân chính là người đầu tiên. Tiểu tử hay lắm, thâm tàng bất lộ. Lâm Tà nốc một hớp rượu mạnh, hắn ta cũng rất tán thưởng kiếm pháp của Triệu Bân. Doãn Hồn cách đó không xa nheo nheo mắt, lần đầu thấy được chiêu thức quỷ dị như vậy. Chẳng trách không giết được ngươi. Quản sự của Liễu gia cũng có mặt ở đây,
nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra Triệu Bân ẩn mình thâm sâu đến vậy. Thiên tài cái thế gánh theo cái danh vô dụng ư. Thanh Giao lầm bầm, khẽ mỉm cười. Chân Linh tầng 2, đánh giá thấp ngươi rồi. U Lan lầm bầm nói, theo cô ta thấy, đạo hạnh của Triệu Bân tuyệt đối không chỉ có vậy, chắc chắn hắn còn ẩn giấu nhiều chiêu thức hơn nữa. Kiếm pháp cũng chỉ là một trong số nhiều chiêu thức của hắn, cho dù là vậy cũng đủ khiến Nghiêm Khang khó chịu, tên kia chưa từng đứng vững. Hay cho một Triệu Bân. Nhiều người trong đám con cháu các đại gia tộc cười khẩy, trong lòng đa phần thấy kinh ngạc. Con cháu của gia tộc Thành Vong cổ cũng được phen mở rộng tầm mắt, ví dụ như Vương Dương, hắn ta nhíu chặt hàng lông mày. Hôm nay, nếu không phải tận mắt chứng kiến, làm sao hắn ta tin được rằng tên kia chính là phế vật của Thành Vong cổ. Hiển nhiên là thiên tài cái thế. Những ngày tháng này, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Người lãnh đạm như Liễu Như Nguyệt cũng khẽ nhíu mày. Kể từ lần bị phế kinh mạch đó đến nay cũng không quá lâu, Triệu Bân từ một tên vô dụng tu luyện tới cảnh giới chân linh tầng 2 đã đủ khiến cô ta kinh ngạc, có nhiều bùa nổ như thế cũng khiến cô ta chấn động, bây giờ lại được thêm một lần ngạc nhiên nữa. Từng có một khoảnh khắc, thần thái của cô ta trở nên mơ màng. Chắc hẳn là Triệu Bân trong trí nhớ của cô ta đã quay về, vẫn là thiên tài cái thế kia, vẫn tự tin như thế, từ trên cơ thể hắn, cô ta tìm thấy hào quang và tiềm lực vô cùng vô tận. Đến cả thể linh thể kiêu ngạo như cô ta cũng phải kiêng dè. Tuyệt diệu, đúng là tuyệt diệu. Với tình hình này thì chắc là Nghiêm Khang thua chắc rồi, không thể nào ngăn được đòn tấn công mà. Chuyện này khó nói lắm. Câu này không sai được, Nghiêm Khang có tỏa kỵ biết bay kia, con huyết ưng đó hung dữ lắm. Một khi lên trời thì Triệu Bân sẽ biến thành cái bia sống. Trên tường thành và phía dưới xì xào bàn tán, có người cảm thán, có người bình luận trận đấu. Đa số họ cho rằng Triệu Bân không có phần thắng, bởi vì Nghiêm Khang có tỏa kỵ biết bay. Triệu Bân vô địch, không có đối thủ trong thiên hạ. Đánh cho Nghiêm Khang thành chó luôn. Giữa những tiếng bàn tán còn có cả những tiếng hô trợ uy. Hóa ra là tên mập và nhóc ham tiền, hai kẻ này rất giang hồ, mỗi người cầm một lá cờ đứng trên tường thành, vừa phất cờ vừa hô hào trợ uy cho Triệu Bân, giọng nói cực kỳ vang vọng. Một người trắng một người đen nghiễm nhiên trở thành cảnh tượng nổi bật. Hai đứa khùng dở này. Tên nhóc tóc tím ho khan một tiếng, chỗ này chỉ có hai kẻ này chói mắt nhất. Phụt, phụt, phụt. Bên ngoài hăng hái hô hào, trên võ đài lại cực kỳ máu me. Máu me ở đây ý nói Nghiêm Khang, muốn thê thảm thế nào có thê thảm thế ấy, toàn thân rất nhiều vết chém, vô cùng chật vật. Hắn ta bị kiếm pháp của Triệu Bân đánh cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Đầu óc cứ ong ong, mẹ kiếp, ông đây bị hạ gục rồi à? Rất hiển nhiên, hắn ta bị hạ gục rồi. Đã vậy còn bị hạ gục rất thảm thương, chiến đấu cùng cấp mà thảm bại đến mức chẳng còn gì. Chết tiệt! Đám đông trưởng lão của tộc huyết ưng xa sầm mặt mũi. Chủ yếu vì họ đã coi thường Triệu Bân. Thiếu chủ nhà họ không hề yếu ớt, tại sao lại bị đánh chứ? Phụt! Trong lúc này, Nghiêm Khang lại hộc máu. Bị một nhát kiếm của Triệu Bân chém bay. Nếu không vì có căn cơ vững vàng, chắc hẳn hắn ta đã bị chém chết luôn rồi. Nghiêm Khang cũng có chút đạo hạnh đấy chứ. Được, được lắm. Nghiêm Khang lảo đảo, khóe miệng rỉ máu, nụ cười cực kỳ dữ tợn. Triệu Bân không nói gì, xách kiếm lao tới. Cái gọi là thủy độn bùn nhão đã bị hắn phá giải rồi, không bị hạn chế về tốc độ, bước chân của hắn cực kỳ huyền ảo, từng bước tuy chậm. Nhưng phía sau cơ thể lại có tàn ảnh. Như thế, người đời lại được phen kinh ngạc. Kiếm pháp đã tinh diệu, thân pháp cũng quỷ dị thế này, tên này là cái quái gì thế? Dùng bùa nổ đi chứ. Tên mập đen thui hô ầm lên, phấn khích hơn cả Triệu Bân. Một lá bùa nổ có tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Nếu có thể dùng được, chẳng lẽ Triệu Bân lại không dùng, tên nhóc tóc tím thong dong đáp. Nghĩa là sao? Trên người Nghiêm Khang có cấm chế, bùa nổ không có tác dụng gì với hắn. Còn có thao tác này nữa à? Tên mập đen thui nhướn mày. Thế nhưng hắn ta dùng hết thị lực cũng không liếc thấy manh mối gì. Tộc huyết ưng cũng giỏi bằng môn tà đạo lắm, căn cơ nhiều lắm kìa, nhóc ham tiền nói, từng chịu thiệt vì bùa nổ rồi, làm sao Nghiêm Khang có thể không phòng bị chứ? Ngưu Anh hiểu lờ mờ. Thế nhưng, Triệu Bân rất rõ ràng, ngay từ thời khắc lên chiến đài, hắn đã nhìn ra được manh mối. Bùa nổ có điểm yếu, có một loại bàng môn tà đạo chuyên khắc bùa nổ.
Nếu không phải vì thế, mẹ kiếp, hắn đã cho tên này nổ bay đầy trời từ lâu rồi. Thiên nhãn cấm phong. Chỉ nghe Nghiêm Khang quát lên một tiếng, hai mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhắm chuẩn vào Triệu Bân. Thiên nhãn của hắn ta không chỉ có thể thi triển ảo thuật, còn có thể niêm phong cách một lớp không khí. Thế nhưng, cần phải trả giá. Cơ thể Triệu Bân khựng lại, cứ cảm thấy có sức mạnh kỳ lạ nào đó khóa chặt cơ thể hắn, đến mức quyền cước đang giơ lên cũng dừng khựng giữa không trung. Bí thuật thiên nhãn của Nghiêm Khang rất giống với chú định thân, chẳng qua nếu dùng thiên nhãn thì không cần kết ấn. Thế mới nói, Nghiêm Khang mà đánh bổ trợ chắc chắn rất định. Còn nếu đánh trực diện, tên này vẫn kém chút đạo hạnh vì cận chiến quá kém. Động đậy đi chứ, tại sao lại bất động rồi? Nghiêm Khang mỉm cười dữ tợn, xách kiếm đi tới, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Mệt rồi, nghỉ chút. Triệu Bân nói, khả năng cầm cố của thiên nhãn mạnh hơn chú định thân nhiều. Đã bảo rồi, người không thắng nổi đâu. Nghiêm Khang mỉm cười nham hiểm. Chưa dứt lời, tên này đã bổ xuống một nhát kiếm, nhìn uy lực chắc cũng đủ giết người. Thế thì khó nói lắm. Triệu Bân điềm tĩnh cất lời, niêm phong của thiên nhãn tuy mạnh nhưng không khóa được hắn, cùng lắm vì vài ba khoảnh khắc đã bị hắn cưỡng ép mở ra, vừa đúng lúc nhát kiếm của Nghiêm Khang chém tới, hắn nhanh chóng lách mình đi, đồng thời giơ chân tặng cho Nghiêm Khang một cú đạp thật mạnh. Sức lực của cú đạp này cũng đủ phân lượng đấy. Ngươi chết tiệt. Nghiêm Khang nổi khùng lên, tức đến độ muốn phá giải phong ấn của cánh tay trái và bùa chú tu vi, thế nhưng bùa chú luôn có giới hạn thời gian. Một khi đã khắc vào thì không thể hóa giải trong thời gian ngắn. Mẹ kiếp, quá ghê tởm, hắn ta đã coi thường Triệu Bân rồi, bị đánh đến mức không kịp trở tay, đến cả niêm phong bằng thiên nhãn cũng vô dụng, tên này thực sự là chân linh tầng 2 hả? Thời khắc đó, một tiếng kêu của Hùng Ưng vọng khắp đất trời. Huyết Ưng đang trao liệng trên bầu trời bỗng lao xuống như một luồng huyết quang. Phải chém chết ngươi! Nghiêm Khang tức giận quát lên, nhún mình vọt lên lưng Huyết Ưng. Huyết Ưng giang cánh, lao thẳng lên trời. Rồi, lần này thì xong rồi. Một người trên trời, một người dưới đất, Triệu Bân chính là cái bia di động rồi. Huyết Ưng bay cũng cao thật đấy. Những người đứng xem thấy Nghiêm Khang phóng lên trời thì đều ngước mắt nhìn theo, hình ảnh Huyết Ưng sải cánh thật sự rất kích thích, nó cứ lượn tới lượn lui trên bầu trời như một mảng mây màu máu. Tiếng kêu của Ưng vang khắp trời đất. Phần lớn những người đứng xem đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ai cũng muốn có một thú cưỡi biết bay. Huyết Ưng không tồi, ai nhìn cũng thấy sợ. Triệu Bân cũng ngước mắt nhìn lên. Mặc dù Nghiêm Khang không được thông minh nhưng dù sao hắn ta cũng là người của tộc lớn, lại còn là thiếu chủ nữa. Là người có gốc gác thâm sâu, nếu hắn ta muốn lên trời thì hắn cũng không thể ngăn cản được. Triệu Bân, nộp mạng đi. Tiếng hét của Nghiêm Khang vang lên trên không, hắn ta vung kiếm, chỉ xuống phía dưới. Ngay lập tức. Bóng kiếm như chút xuống dập cả bầu trời. Tiếng kiếm va vào nhau nghe rất nhức tai. Quan trọng nhất là số lượng kiếm quang, nó nhiều đến mức khiến người nhìn cảm thấy da đầu tê dại, chẳng khác nào một cơn mưa kiếm từ trên trời, nhưng ánh sáng lạnh đó là kiếm trận bí truyền của tộc Huyết Ưng, có thể khống chế bầu trời, cộng thêm với uy lực phi thường của kiếm trận nữa thì có thể nói là sức mạnh vô song. Nếu như không phải chỉ có thể cử động một cánh tay thì chắc thứ được đánh xuống không chỉ có kiếm trận mà là sát tiễn. Là loại tên bắn ra một phát là có thể tiêu diệt gọn đối thủ, như vậy thì mới thật sự là sự kết hợp tuyệt vời. Keng! Triệu Bân cầm kiếm và múa liên tục, phòng ngự không một kẽ hở. Khoảng cách à, hắn đã tính rồi. Chỉ tiếc là Huyết Ưng bay cao quá, vượt quá phạm vi tấn công của hắn, đến cả thuật ngự kiếm cũng đánh không tới. Nghiêm Khang cũng xảo quyệt lắm, hắn ta nhắm rất chuẩn. Ta cũng muốn xem thử ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Nghiêm Khang cười gian xảo, nhét một viên đan dược vào miệng, bóng kiếm bao phủ khắp trời đất. Thôi rồi, đúng là mục tiêu sống mà. Kiếm trận trên bầu trời với kỹ thuật tấn công giống hệt nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ khiến Triệu Bân kiệt sức mà chết. Không có quyền khống chế bầu trời thì khổ vậy đó. Những người đứng xem bàn tán xôn xao. Khi ở trên đài thi đấu, Nghiêm Khang bị đập đến không ngóc đầu lên nổi, nhưng lúc bay lên trời thì hắn ta đã trở nên bá đạo hết chỗ nói. Những kẻ biết bay đều rất ngầu. Vậy là ổn định rồi. Phần lớn các trưởng lão của tộc Huyết Ưng đều vuốt râu, đó là ưu thế của tộc Huyết Ưng, đánh không lại thì có thể bay lên trời, đòn tấn công của bọn họ có hiệu quả còn đối phương thì không. Bây giờ là một ví dụ rất rõ ràng.
thiếu chủ của bọn họ ở trên trời, Triệu Bân đứng trên đài thi đấu chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Đợi đó, ta mượn thú cưỡi cho. Nhóc ham tiền vừa nói vừa triệu hồi Bạch Hạc nhà mình đến. Đừng vội. Chư Cát Huyền Đạo mỉm cười, ngăn cô nhóc lại. Lão Mập, thằng nhóc tóc tím và Xích Hiên cũng ngăn cản cô nhóc. Hiếm khi có được cơ hội tốt. Bọn họ muốn xem thử rốt cuộc Triệu Bân có bao nhiêu quân át chủ bài. Quạc quạc, quạc quạc. Nói đến át chủ bài thì nó lập tức đến, tiếng quạc quạc vang lên. Triệu Bân đã thi triển thuật thông linh. Thú cưỡi ấy à, hắn cũng có, nhìn bên ngoài thế thôi chứ đó là đại bằng cánh vàng đấy. Không ngờ hắn lại biết thông linh. Chân mày Chư Cát Huyền Đạo giật mạnh, đó là chuyện mà trước giờ ông ta chưa từng nghĩ đến. Không có huyết mạch đặc biệt đó mà cũng có thể thông linh sao? Thằng nhóc tóc tím ngây ra. Không phải tuyệt đối đâu, còn xem bản thân người đó nữa. Lão Mập chậm rãi nói, có trách thì cũng chỉ có thể trách Triệu Bân tài năng hơn người. Thuật thông linh đã bị thất truyền. Thủ đoạn của thiếu gia nhà họ Triệu đa dạng thật đấy. Sao làm được hay thế? Tiếng thắc mắc vang lên khắp hội trường, các đệ tử trẻ tuổi đều ngạc nhiên. Ánh mắt của mấy ông già thì trầm tư, họ thật sự đã đánh giá thấp Triệu Bân rồi, không phải huyết mạch đặc biệt đó mà sao lại có thể thông linh được nhỉ? Ta nói này, đó là một con quạ đen hả? Một con quạ cỡ lớn, nấu một nồi không hết. Sao cứ nghĩ đến chuyện ăn uống thế? Những người đứng xem lại ngước mắt lên nhìn, đại bằng đã sải cánh và bay lên trời. Chim chóc tạp nham gì chứ, của ta là đại bằng cánh vàng đây. Dường như Triệu Bân có thể nghe thấy những lời bàn tán bên dưới. Hắn vừa nói vừa vuốt ve đại bằng giống như ông nội đang vuốt đầu cháu trai của mình, phải nói là cưng chiều hết mức. Nó là đại bằng cánh vàng, có thể sánh vai với thần thú nên phải bồi dưỡng tình cảm với nó. Sau này muốn phô trương thanh thế đều phải dựa hết vào nó. Quạc quạc, quạc quạc. Đại bằng vô cùng hài lòng, trong tiếng quạc quạc là niềm vui và sự phấn khích. Tâm ý tương thông thì đương nhiên cũng sẽ gần gũi. Hay cho thuật thông linh. Nghiêm Khang cười nham hiểm, nói thật lòng thì hắn cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ có ngạc nhiên mà thôi. Biết thuật thông linh thì đã làm sao? Chỉ dựa vào một con quạ đen to xác mà muốn đấu với huyết ưng sao? Nực cười. Hắn ta không tấn công mà đợi Triệu Bân bay lên. Bây giờ đã là một trận đánh lớn. Phải cho người trong thiên hạ thấy quyền khống chế bầu trời của tộc huyết ưng hắn ta, đánh một trận trên không, đánh bại Triệu Bân thì chắc sẽ rất đã mắt. Huyết ưng mà hắn ta đang ngồi thì lại càng tỏ ra khinh thường hơn. So về kích thước thì con chim tạp nham đó còn kém xa, so về tốc độ thì con quạ đen đó cũng chẳng ra gì. Nếu như không phải bị chủ nhân ngăn cản thì chắc nó đã phóng xuống xé xác con quạ đó rồi. Lần này thú vị rồi đây. Những người đứng xem đều khoanh tay lại. Tất cả đều ngước mắt nhìn lên, vốn dĩ là một trận thi đấu, đánh một hồi thì lại đánh lên trời luôn rồi, chuyện đánh nhau trên không rất hiếm thấy, hôm nay họ được mở rộng tầm mắt rồi. Quạc quạc, quạc quạc, đại bằng cánh vàng kêu lên, mặc dù không bằng huyết ưng nhưng trông nó vẫn rất đáng sợ. Là một thú thông linh, nó và Triệu Bân có tâm ý tương thông. Điểm này thì Nghiêm Khang và huyết ưng không hề có, tinh thần chiến đấu của Triệu Bân dâng cao. Đại bằng cũng không rụt rè, nó chịu ảnh hưởng bởi niềm tin của chủ nhân nên máu nóng cũng dâng trào. Người chết trước hay nó chết trước đây? Nghiêm Khang cười nguy hiểm, chế giễu và nói với vẻ đầy ẩn ý, hắn ta thật sự rất khinh thường đại bằng. Lớn giọng quá rồi đấy, coi chừng hối hận không kịp. Triệu Bân bẻ cổ thật mạnh, chim của ta là đại bằng đấy. Miệng lưỡi sắc bén thật. Nghiêm Khang lạnh lùng hét lên, lập tức tấn công. Huyết ưng kêu lên rồi xông đến như một luồng tia sáng màu máu, tốc độ nhanh cực kỳ và còn mang theo cả gió lớn. Nó vẫn chưa đến thì phía đối diện đã cảm nhận được huyết khí ập vào mặt với sát khí nặng nề. Keng, keng. Triệu Bân bấm tay niệm chú, một tay khống chế hai thanh kiếm. Kiếm Long Uyên rung lên ù ù, kiếm Tử Tiêu cũng rung lên, cả hai cùng lúc phóng ra. Thuật ngự kiếm. Rất nhiều người chau mày, có vẻ như thuật ngự kiếm này cũng đã bị thất truyền. Chỉ có Liễu Sĩ Nguyên quản gia của nhà họ Liễu tỏ vẻ rất đáng sợ, chắc là lão ta đoán được Triệu Bân đã học thuật ngự kiếm từ đâu rồi. Thích khách được phái đi đã bị Triệu Bân giết chết, không thể hoàn thành được nhiệm vụ thì không nói làm gì, giờ còn bị người ta học được pháp môn ngự kiếm nữa, vụ làm ăn này lỗ vốn quá rồi. Bụp, choảng, keng.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên trên không trung, tia lửa bắn khắp trời. Ngước mắt nhìn lên, Huyết Ưng và Đại Bằng giống như hai mảng mây màu sắc, một đen, một đỏ, lượn qua lượn lại, bay loạn trên bầu trời, lúc thì phóng xuống, lúc lại bay lên. Nhìn sang chủ nhân của hai con chim đó thì Nghiêm Khang thi triển kiếm trận, Triệu Bân điều khiển hai thanh kiếm, vừa tấn công vừa phòng thủ, đấu đến mức khó phân thắng bại. Nhưng không khó để nhận ra được là Triệu Bân đang ở thế hạ phong. Hoặc cũng có thể nói, vì thú cưỡi của hắn kém hơn, tốc độ không nhanh bằng Huyết Ưng. Có thuật ngự kiếm thì đã làm sao, cũng chẳng ra gì. Nghiêm Khang cười nhạo không kiêng nể gì, tộc Huyết Ưng chưa từng thua kém ai khi chiến đấu trên không trung, một con chim đại bằng đen xì xấu xí mà cũng dám tranh hùng với Huyết Ưng sao. Triệu Bân không nói gì, cũng không nhìn Nghiêm Khang. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn Huyết Ưng. Hắn đang thầm nghĩ làm sao để đánh bại nó, đánh địch thì phải đánh ngựa trước, đánh rơi Huyết Ưng thì Nghiêm Khang cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Khổ nỗi tốc độ của Huyết Ưng như lốc xoáy, nhanh không thể tưởng. So với việc giết Huyết Điêu thì việc giết Huyết Ưng vốn không cùng một đẳng cấp. Tộc Huyết Ưng khống chế bầu trời đúng là danh bất hư truyền. Một con quạ đen và một con Huyết Ưng, vốn dĩ không thể so sánh hai con thú cưỡi này với nhau. E là Triệu Bân sẽ phải quỳ gối thôi. Rất nhiều người lớn tuổi đều vuốt râu, họ đều có thể nhìn ra được, khi đánh nhau trên không thì Triệu Bân sẽ kém hơn. Thú cưỡi là con chim tạp chủng đó của hắn kém cỏi quá, nếu như bị Nghiêm Khang đánh rơi, té từ độ cao như thế xuống đất thì cả người lẫn chim không tan xác mới là lạ. Triệu Bân thua rồi. Không biết là ai đã lên tiếng nữa. Không cần hắn ta nói thì mọi người cũng đều nhìn thấy được, đại bằng bị trúng một tia kiếm quang, rơi từ trên trời xuống. Nhưng thật ra nó không bị thương, nó đã kịp thời tránh được. Đại bằng rơi xuống thấp rồi lại lượn một cú đẹp mắt và phóng lên trời cao trở lại. Quắp nát nó cho ta. Nghiêm Khang lạnh lùng hét lên, vung kiếm chỉ xuống phía dưới, Huyết Ưng phóng xuống như một tia sáng màu máu. Triệu Bân bình tĩnh, vung hai tấm bùa ra. Là bùa tốc hành, hắn dán lên trên hai cánh của đại bằng. Bùa tốc hành ấy không chỉ người luyện võ có thể dùng mà thú thông linh cũng có thể. Nếu như tốc độ không bằng Huyết Ưng, vậy thì dùng tuyệt chiêu, ông đây không tin ngươi có thể nhanh hơn bùa tốc hành. Soạt, có bùa tốc hành hỗ trợ, tốc độ của đại bằng đột ngột tăng cao, nó giống như một bóng đen. Nghiêm Khang ngây ra, giở tuyệt chiêu rồi chắc. Huyết Ưng cũng ngây ra, hay cho một con chim hoang dại, chân cánh cũng nhanh nhẹn lắm. Bùa tốc hành cũng có thể dùng như thế sao? Lâm Tà đứng trên tường thành bất giác giật nhẹ khóe miệng. Lãng phí. Lão mập chật lưỡi, hai tấm bùa tốc hành đấy, đúng là đồ phá ra mà. Bay thẳng lên trời. Gã mập tiểu hắc khá phấn khích, gã lớn tiếng hét, cả người run lên. Soạt. Giống như gã đã đoán, đại bằng đã bay thẳng lên trời, vút thẳng vào tận mây xanh. Chạy đi đâu? Nghiêm Khang đuổi theo với vẻ mặt hung tợn, hắn ta không phục, Huyết Ưng của hắn ta cũng không phục. Một con chim dại thì dựa vào đâu mà bay cao hơn ta đây? Ta không chỉ bay cao mà còn bay nhanh nữa. Lúc này là lúc đại bằng đáp trả, nó và Triệu Bân tâm ý tương thông nên đã nhanh chóng thích ứng với bùa tốc hành, hoặc cũng có thể là do nó có tiềm năng nghịch thiên, dù cho có xấu xí thế nào thì nó cũng vẫn là đại bằng, dù cho không có ký ức nhưng nó vẫn có tư chất nhất định. Cục diện của trận đấu đã lập tức thay đổi. Huyết Ưng bị đè bẹp về tốc độ, nó liên tục bị khống chế, không ngừng phát ra huyết quang. Ta không tin. Nghiêm Khang lại phẫn nộ, tộc Huyết Ưng làm chủ bầu trời, có khi nào từng thua kém ai đâu. Huyết Ưng cũng không tin. Chính vì không tin nên mới vô cùng kích động, nó cực kỳ hung tợn, liều mạng đuổi theo, cũng vì vậy mà quên mất trên lưng mình vẫn còn có người. Nó lượn rất nhanh. Mấy lần Nghiêm Khang suýt chút rơi xuống đất, hắn không thể nào đứng vững trên lưng nó. Đã nói rồi mà, sẽ có biến chuyển. Ông già, xem ra lợi thế đánh nhau trên không của tộc Huyết Ưng các ông không dùng được nữa rồi. Vẫn chưa phân thắng bại, đừng kết luận quá sớm. Tiếng bàn tán lại vang lên, tiếng chậc lưỡi cũng vang lên không kém. Trước đó, không ai xem trọng Triệu Bân, bây giờ tình thế đã nghiêng hẳn về một bên. Vẻ mặt của trưởng lão tộc Huyết Ưng đã không còn bình thường nữa rồi. Nghiêm Khang mất mặt thì cũng thôi đi, cả tộc Huyết Ưng của ông ta cũng đã mất hết mặt mũi rồi. Giết, giết cho ta. Nghiêm Khang giận dữ hét lên, tiếng hét một lần nữa vang khắp trời đất,
hắn ta túm lấy Huyết Ưng, bay lên trời. Chỉ sợ ngươi không đến thôi. Triệu Bân cười lạnh lùng một tiếng, vung mạnh tay áo một cái, một vùng phi đao rơi xuống. Không sai, là cả một vùng. Trên mỗi thanh phi đao đều có treo một lá bùa nổ. Mặc dù bùa nổ không có tác dụng với Nghiêm Khang nhưng lại có tác dụng với Huyết Ưng, chỉ cần nổ chết con chim đó thì chuyện gì cũng dễ dàng. Có bùa nổ, mau tránh ra. Nghiêm Khang không ngốc, từ xa hắn ta đã nhìn thấy bùa nổ treo trên phi đao rồi. Huyết Ưng hiểu ý, sải cánh muốn né tránh. Khổ nỗi, Triệu Bân còn cao tay hơn, trên mỗi thanh phi đao đều có khắc phù văn ngự kiếm. Hắn có thể điều khiển được Long Uyên và Tử Tiêu thì đương nhiên cũng có thể điều khiển được phi đao. Huyết Ưng né được thì phi đao cũng dễ hướng. Bà mẹ nó, còn chơi trò này nữa hả? Cặp mắt hung tợn của Huyết Ưng bỗng thu lại, phi đao đã đến, không thể né được nữa. Thiếu chủ nhà họ Nghiêm không chịu tin cũng trợn tròn hai mắt. Có lẽ vì quá tức giận nên đã mất đi sự thông thái, hắn ta nhìn phi đao rồi lại nhìn bùa nổ, nhưng lại quên mất thuật ngự kiếm, thế là liền bị phi đao cắm đầy ngực. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bùa nổ đã sắp nổ tung rồi. Ầm, bùm. Mười mấy tấm bùa nổ liên tiếp phát nổ dưới ánh nhìn của mọi người. Máu phun ra, tiếng thét chói tai vang lên. Nghiêm Khang có thể chịu được sức nổ nhưng Huyết Ưng thì không. Một tấm bùa nổ nổ tung làm nó bay không vững, chưa kịp hoàn hồn thì bùa nổ thứ hai đã kích hoạt khiến xương cốt đều gãy, sau đó bùa nổ lại liên tục từng đợt nối tiếp từng đợt, máu bắn ra khắp nơi. Đợi khói tan bớt đi, một cánh của nó bị gãy, nửa người đều cháy đen như than, cách một khoảng xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Trông có vẻ đau lắm. Vẫn là bùa nổ dễ dùng, đánh vật cưỡi tốt hơn nhiều thứ khác. Trận chiến này quả là không gì sánh bằng. Bên dưới có rất nhiều người kinh ngạc, mắt thấy Huyết Ưng rơi xuống như cánh diều bị đứt dây, sau đó vòng vèo trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp. Hay lắm! Chư Cát Huyền Đạo vuốt râu, nhiều người cũng thầm thốt lên hai chữ này, chủ yếu là do họ không cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy Nghiêm Khang, chẳng hạn như tên mập, nhóc ham tiền đều sáng quắc mắt, tay cầm lá cờ nhỏ, họ hét rất là sung. Chậc chậc chậc! Lâm Tà vừa cảm khái vừa chậc lưỡi. Phải nói là khả năng chiến đấu trên không của tộc Huyết Ưng đứng đầu đại hạ này thì hắn ta đã từng thấy rất nhiều lần, dù là quân đội của triều đình cũng phải chịu thua. Bây giờ lại bị Triệu Bân đánh bại. Nhìn chung từ trước đến nay, đây hẳn là lần đầu tiên. Không ngờ tộc Huyết Ưng lại thua khi đấu trên không. Lão Vong Cổ hít sâu một hơi, cũng mở mang tầm mắt. Đã nói mà, đồ đệ của hoàng tộc là vật báu, rất dũng mãnh trên sàn đấu. Sau khi một bước lên trời thì đều là rất ngang ngược. Có người vui thì cũng có người buồn. Những kẻ đối địch như đám người Hán Triều, Vũ Văn Hạo xa sầm mặt mày. Quả thật họ đã quá xem thường Triệu Bân rồi, đánh bại Nghiêm Khang trong trận chiến trên không, chỉ cái này thôi cũng đủ chết rồi. Hắn phải chết. Trong mắt của đám con cháu các gia tộc lớn đều lóe lên tia lạnh lẽo, sức mạnh tiềm ẩn của Triệu Bân quá đáng sợ. Người khó chịu nhất vẫn là trưởng lão Huyết Ưng. Sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt, từng tấm bùa nổ khiến họ đều ngơ ngác. Bay vững cho ta. Nghiêm Khang hét về phía không trung, Huyết Ưng bay không vững, tất nhiên hắn ta cũng không thể đứng vững. Cao như thế, nếu rơi cắm đầu xuống đất thì cảm giác rất là đau. Huyết Ưng chỉ biết kêu lên thảm thiết. Nó đã không còn nghe được lệnh của chủ nhân nổi nữa rồi. Nói cách khác là đầu nó giờ đã bị nổ đến mức kêu ong ong, cả người rơi vào trạng thái mơ hồ. Hơn nữa bị nổ cho tàn phế rồi, còn có thể bay vững được nữa sao? Bà mẹ nó chứ, người cũng phải nhìn tình trạng của ta đây chứ. Phút, đại bàng lao xuống như một bóng đen. Keng, Triệu Bân cũng chưa rảnh tay, một tay cầm hai thanh kiếm, một thanh Tử Tiêu chém đứt cái cánh còn lại của Huyết Ưng, thanh Long Uyên đập mạnh lên đầu Huyết Ưng. Đây chính là đòn chí mạng. Huyết Ưng kêu lên, sau đó bất tỉnh ngay tại đó mặc cho Nghiêm Khang kêu gào thế nào cũng không có phản ứng. Thiếu chủ, các trưởng lão tộc Huyết Ưng đồng loạt nhảy qua khỏi tường thành, ai cũng có một con Huyết Ưng tiếp ứng. Phải có đến mười mấy con nào cũng lao thẳng lên trời để đón lấy thiếu chủ nhà chúng không thể để hắn ta ngã xuống được. Với độ cao như thế, nếu hắn ta ngã xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Ta nói đây là làm càn. Người tộc Huyết Ưng không cần mặt mũi, làm càn thì có là gì? Cũng đúng, cần mặt mũi gì nữa?
Mọi người đều nhốn nháo bàn tán, tộc huyết ưng bị chọc tức rồi. Phải nói là quân tiếp viện của tộc Nghiêm Khang vẫn rất cố gắng. Mười mấy con huyết ưng cất cánh bay cao hơn như từng đám mây màu đỏ vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp giữa không trung. Nhưng với Triệu Bân, cảnh tượng tuyệt đẹp này không làm sao hài hòa với nhau cho được. Lao đến không chỉ có mấy con huyết ưng mà còn có các trưởng lão của huyết ưng, ai nấy cũng đều là huyền dương đỉnh cao. Hắn có thể đánh lại Nghiêm Khang nhưng không thể đánh lại bọn họ. Phải bắt được tên cầm đầu trước. Triệu Bân hừ một tiếng, Đại Bằng cũng vẫn lao lên trên, để xem các ngươi cứu được Nghiêm Khang xuống trước hay là ông đây bắt được hắn ta trước. Có Nghiêm Khang trong tay cũng có nghĩa là có bùa hộ thân trong tay, không tin các ngươi không nghe lời. Quát! Đại Bằng được dán bùa tốc hành nên tốc độ rất là nhanh. Nhìn thấy Triệu Bân, Nghiêm Khang không nghĩ nhiều đã xoay người nhảy xuống khỏi vật cưỡi. Cảnh tượng đó khiến người đứng xem phải giật mình sửng sốt, chủ yếu quá cao sẽ bị ngã thành một đống thịt mất. Thực tế Nghiêm Khang không ngốc. Trưởng lão trong tộc đã đến cứu, không đợi hắn ta rơi xuống đã đón lấy hắn ta. Đi đâu vậy? Nghiêm Khang nghĩ cũng hay thật, mặc dù mười mấy huyết ưng có tốc độ rất nhanh nhưng Đại Bằng lại nhanh hơn chúng, nó cứ như một tia sáng đen lướt qua, mà Triệu Bân cũng dịch chuyển kiếm tử tiêu. Phụt! Nghiêm Khang mất thăng bằng giữa không trung, bị trúng một kiếm. Ngươi chết tiệt! Nghiêm Khang lại gào lên, máu bắn ra. Cũng may là có chân nguyên hộ thể, nếu không thì chắc đã bị một kiếm đó chém chết rồi. Mặc dù như thế, hắn ta cũng không khá hơn là bao, gần như không còn sức chiến đấu nữa. Đây, ca đến cứu ngươi đây. Triệu Bân lao đến, bàn tay túm chặt rồi quăng Nghiêm Khang lên lưng Đại Bằng. Nhưng Nghiêm Khang vẫn không thành thật, cứ muốn tìm người. Triệu Bân mặc kệ, dùng một chưởng đánh hắn ta ngất xỉu. Quát, quát. Ngay lập tức mười mấy huyết ưng lao đến bao vây Đại Bằng và Triệu Bân. Thả thiếu chủ nhà ta ra. Trưởng lão tộc huyết ưng tức giận quát lên, sát khí cuồn cuộn. Nếu Nghiêm Khang không nằm trong tay Triệu Bân thì họ đã xông lên giải quyết một kẻ chỉ có cảnh giới chân linh cùng một con chim ghẻ ngay và luôn rồi. Các vị tiền bối thông cảm một chút. Kiếm của vãn bối không có mắt. Triệu Bân lạnh nhạt nói, kiếm tử tiêu trong tay đánh lên đầu vai Nghiêm Khang. Câu nói này của hắn vẫn rất có tác dụng. Trưởng lão tộc huyết ưng không dám hành động hấp tấp, không có gì quan trọng hơn thiếu chủ nhà họ. Đỉnh thật! Thấy cảnh tượng trên không trung, mọi người hóng xem đều chật lưỡi, bị mười mấy huyết ưng vây quanh, bị mười mấy cao thủ huyền dương đỉnh cao bao vây, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Không thể không thừa nhận, Triệu Bân rất là hào phóng. Cũng phải, trong tay hắn có bùa hộ mệnh, Nghiêm Khang chết ngất đi chính là lá bùa hộ mệnh. Người tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Triệu Bân nắm chặt kiếm tử tiêu, không dám sơ suất. Chỉ cần một thoáng lơ là sẽ bị tiêu diệt ngay. Mấy lão già này ra ngoài chắc chắn không đem theo thể diệt, chỉ cần hắn để lộ sơ hở, họ sẽ tấn công trong chớp mắt. Thả người! Đám đông trưởng lão tộc huyết ưng hô ầm lên, trước giờ chỉ có tộc huyết ưng uy hiếp người khác chứ đã từng bị người khác uy hiếp bao giờ đâu. Cảm giác này thực sự khó chịu đến mức muốn giết người. Quay về thành nói chuyện, được chứ? Triệu Bân mỉm cười, hắn cũng không ngốc. Trong thành cấm ẩu đả, vào thành là an toàn, còn ở ngoài thành chẳng có gì đảm bảo, thành chủ thành vong cổ cũng không có quyền nhúng tay vào. Vì thế, hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thả thiếu chủ của ta ra, ngươi sẽ bình an vô sự. Thả hắn ra ta còn chết nhanh hơn, Triệu Bân cười khẩy, chẳng cần thể diện gì nữa. Nếu giao lá bùa hộ mệnh này ra thì hắn sẽ bị bao vây ngay lập tức. Ngươi thích chết à? Trưởng lão huyết ưng tính khí vốn đã chẳng ra sao lập tức nổi điên ngay tại chỗ. Vãn bối chỉ muốn sống thôi, Triệu Bân cười khinh bỉ, mở một con đường đi, thả ta về thành, tự khắc sẽ giao thiếu chủ của ngươi ra. Còn nữa, sự nhẫn nại của vãn bối cũng có giới hạn thôi. Nói rồi, thanh kiếm tử tiêu trong tay Triệu Bân khẽ gầm lên. Ánh sáng lạnh như băng đã sượt qua cổ Nghiêm Khang, cũng chỉ là một vết xước rất nông, nhưng ngụ ý cực kỳ rõ ràng, nếu còn dám lề mề thì tiểu gia không ngại chém đầu hắn luôn. Hành động này quả thực rất có khả năng uy hiếp. Mười mấy cao thủ huyền dương đạt đỉnh thực sự sợ hãi, đó là thiếu chủ của họ, nếu hắn ta có mệnh hệ gì thì họ khỏi cần quay về nữa, quay về cũng phải chết thôi. Lùi ra! Trưởng lão đứng đầu của tộc huyết ưng khẽ hừ một tiếng, cũng là người đầu tiên mở đường. Lúc này đây, chẳng có gì quan trọng bằng tính mạng của Nghiêm Khang,
bảo vệ được thiếu chủ cũng là giữ lại tính mạng cho chính họ. Nối gót ông ta, các trưởng lão khác cũng đồng loạt lùi về sau, nhưng vẫn nhìn Triệu Bân chằm chằm, chỉ đợi tên này lộ ra sơ hở. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là đủ giết chết Triệu Bân rồi. Có đường rồi, đại bằng sải cánh mà bay. Thú cưỡi này tâm ý tương thông với Triệu Bân, cũng rất hiểu chuyện, ban đầu bay chậm lắm, mà sau đó tốc độ dần dần tăng lên, nhanh dần, soạt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đi đâu hả? Đám đông trưởng lão tộc Huyết Ưng tức dồn máu não, lập tức đuổi theo. Soạt, soạt, đôi bên một trước một sau xẹt ngang qua bầu trời, dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, họ vượt qua tường thành, tiến vào thành Vong Cổ. Mau mau mau, khán giả đồng loạt quay người, hô hào nhau xuống khỏi tường thành. Bên ngoài thành đã không còn kịch hay nữa, một trận chiến không có khói thuốc súng sắp diễn ra trong thành rồi. Soạt, Triệu Bân cũng rất khôn ngoan, chẳng thèm đi đâu mà chạy thẳng tới phủ thành chủ. Đợi khi đám đông trưởng lão đuổi tới nơi, hắn đã đáp xuống trước cửa phủ thành chủ rồi. Hắn cũng muốn vào bên trong phủ lắm, nhưng sợ rằng vào rồi mà không ra được. Phủ thành chủ là chốn hệ trọng, chỗ nào cũng có cấm chế, đương nhiên cũng có cả hệ thống phòng không, dám tự ý bay vào không phận của phủ thành chủ sẽ lập tức bị cung tiễn bắn chết. Thả người! Mười mấy cao thủ Huyền Dương đạt đỉnh hét ầm lên, bao nãy họ bao vây hắn trên không trung, bây giờ đáp đất rồi vẫn bao vây hắn. Với khí thế ấy, đừng nói là chạy, dù Triệu Bân có bỏ cũng chưa chắc đã bỏ ra được. Hỗn xược! Không đợi Triệu Bân lên tiếng đã nghe thấy tiếng quát của thị vệ phủ thành chủ. Dám làm loạn trước phủ thành chủ, lá gan to gớm nhỉ. Ăn no rừng mỡ phải không? Coi bọn họ là vật trang trí à? Nhìn xem, ta đã bảo sẽ đến phủ thành chủ mà. Đọc nhanh tại Việt Reuters. Tên nhóc Triệu Bân đó thành tinh rồi hả? Chọn địa điểm khá đấy. Vào thành rồi thì tộc Huyết Ưng không dám làm càn đâu. Các khán giả cũng đã chạy tới. Lời bàn tán vang lên không ngớt. Để xem một vở kịch hay, ai nấy chạy nhanh như thỏ, chỉ một lát thôi đã đen kịt cả vùng, biến cửa phủ thành chủ thành nơi chảy hội, giao thông tắc nghẽn, đến cả nóc nhà, ngọn cây và bờ tường xung quanh đó cũng lố nhố đầu người. Vẫn không chịu thả người, trưởng lão Huyết Ưng quát lên. Thả chứ, lát nữa sẽ thả, Triệu Bân mỉm cười. Hắn đang đợi người, đợi ai thế, đợi Dương Hùng ra ngoài. Cũng chỉ có lão ta mới có thể trấn áp được cục diện này. Thích chết hả? Ngươi đừng dọa ta nha, kiếm của ta không có mắt đâu. Kẻ nào đang gây ồn ào? Giữa những tiếng mắng chửi, một giọng nói điềm nhiên nhưng uy nghiêm đột ngột vang lên. Vừa nhắc Dương Hùng đến thật. Thành chủ của thành Vong Cổ chính là ông vua của thành Vong Cổ, bất kể đi đến đâu cũng mang theo oai phong và sức mạnh uy hiếp của mình. Lão ta đã sớm biết bên ngoài thành không yên ổn. Cũng đã nghe lão Vong Cổ chuyển lời nên nhanh chóng bước ra, chưa biết chừng còn kiếm được ít tiền trả nước. Tộc Huyết Ưng giàu lắm mà. Đúng là một nhân tài. Thấy Triệu Bân uy hiếp Nghiêm Khang đang chết ngất, Dương Hùng cười thầm trong lòng. Lão ta đã nghe qua về tình hình từ lão Vong Cổ rồi, đúng là quá đỉnh, hắn có thể đánh thắng tộc Huyết Ưng trong trận chiến trên không, lại còn bắt sống được thiếu chủ Huyết Ưng. Nói thế nào nhỉ, mẹ kiếp, đúng là làm thành Vong Cổ nở mày nở mặt. Dương huynh, mong huynh giải quyết giúp tộc Huyết Ưng ta, đám đông trưởng lão tộc Huyết Ưng lập tức nói, tiện tay chỉ vào Triệu Bân, bắt thiếu chủ nhà ta, uy hiếp bọn ta. Thành Vong Cổ quy định nghiêm minh, thành chủ không thể dung túng cho tên này được. Còn có chuyện này à? Dương Hùng đứng vững như cây tùng, chắp tay nhìn về phía Triệu Bân. Thành chủ minh giám, hai ta chỉ so tài võ đạo thôi. Đang đánh thì họ xông tới, nói năng không hợp, họ định giết ta. Vì để bảo toàn tính mạng, vãn bối chỉ có thể kiềm giữ Nghiêm Khang. Triệu Bân cũng bắt đầu đáp trả, hết câu này đến câu khác không hề ngừng. Nhìn qua thì hắn cực kỳ vô hại. Nếu ngẫm kỹ lại thì hình như sự tình không phải như vậy. Hắn nói một hồi thì bắt đầu khóc, khóc chán chê thì ngồi bệt xuống đất, liên tục quệt nước mắt nước mũi. Diễn xuất của tên này đúng thật là. Chư Cát Huyền Đạo liên tục chặt lưỡi, mới ban nãy còn không sao mà. Chỉ trong thoáng chốc đã bị một diễn viên nhập xác rồi à? Nước mắt của ngươi muốn chảy là chảy được ngay hả? Chậc chậc chậc. Khán giả đứng xem cũng cảm thán vô cùng. Không thể không thừa nhận, Triệu thiếu gia đúng là nhân tài toàn năng, biết đánh đấm, biết lừa bịp, còn biết khóc lóc quậy phá, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng khả năng diễn xuất này đã đủ sánh cùng thần bịp.
nếu Liễu Thương không cũng ở đây, chắc mặt mũi lão ta đen thui. Con rể của lão ta chưa gì đã bắt vạ người ta rồi. Có tí phong phạm của ta đấy. Lời nói của Nguyệt Thần mới thực sự là thâm thúy. Diễn kịch ấy mà. Đây là kỹ năng tuyệt đỉnh cần phải có khi đi lừa đảo bịp bợm, chắc hẳn Triệu Bân không cần thầy dạy cũng thành thạo. Riêng về điều này, cô ta cảm thấy rất vui lòng. Nhìn sang Liễu Như Nguyệt, ánh mắt cô ta lộ rõ sự khinh bỉ. Triệu Bân trong trí nhớ của cô ta không phải như thế này, tại sao hắn lại học được cách la lối om sòm thế này, không để tâm đến hình tượng ư? Cũng không biết thế nào là mất mặt, sự hoàn hảo của cô ta quả nhiên vì Triệu Bân mà nhuốm thêm một chút. Vẩn đục, tính mạng suýt mất thì cần thể diện để làm cái quái gì? Nếu biết được lời trong lòng của Liễu Như Nguyệt, chắc chắn Triệu Bân sẽ bớt chút thời gian để trả lời một câu như vậy. Sắc mặt của đám đông trưởng lão tộc Huyết Ưng đã đen thui rồi. Mẹ kiếp, muốn thương lượng thì thương lượng chứ, sao lại khóc lóc? Khóc cũng được thôi, còn nắm chặt thanh kiếm đặt ngang lên vai thiếu chủ nhà ta làm gì? Ngươi đừng sơ suất chém luôn đầu của thiếu chủ nhà ta đấy nhé. Tên này rất có tiền đồ. Dương Hùng hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng lệch đi rồi. Không hổ là đồ đệ cưng được hoàng tộc dạy dỗ, lúc đánh nhau thì như hùm như hổ, lúc khóc lóc cũng nhập vai nhanh như chớp. Thành chủ, người phải đứng về phía ta. Triệu Bân nghẹn ngào nói, không biết hắn lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy. Còn có chuyện này nữa sao? Ngay khi phản ứng kịp thời, Dương Hùng quát lên một câu rất đanh thép. Những câu thoại đã nói trước đó được lão ta lướt lại một lần, nhưng lần này lão ta nhìn về phía đám đông trưởng lão của tộc Huyết Ưng. Những lời chửi thề thì không cần nói nữa, ánh mắt của lão ta đã ngụ ý cho tất cả mọi thứ, mẹ kiếp, giữ tí thể diện chứ. Hậu bối so tài với nhau, lão bối cũng dám vác mặt xông lên à. Ý gì đây, định giết người diệt khẩu chắc. Bị lão ta nhìn như thế, gương mặt già nua của nhóm trưởng lão tộc Huyết Ưng bỗng chốc đỏ như, cũng không biết vì phẫn nộ hay mất mặt. Bị Dương Hùng thuyết giáo như thế, mặt ai cũng nóng bừng. Tỷ thí kết thúc rồi, thả người. Trưởng lão đứng đầu tộc Huyết Ưng lạnh lùng đáp, thể diện còn hay không không quan trọng, chủ yếu là phải đón được thiếu chủ về, còn trốn vong cổ này thì càng đi sớm càng tốt. Càng ở lại lâu, họ sẽ càng mất mặt. Thả chứ, đương nhiên phải thả. Triệu Bân không khóc nữa, cuối cùng cũng buông thanh kiếm Tử Tiêu ra. Xong việc, tên này còn lục lọi một hồi trên người Nghiêm Khang, nào thì ngân phiếu, đồ trang sức, binh khí. Bao gồm cả quả sinh linh ra, thứ gì lấy đi được, hắn không hề khách sáo. Đúng là nhân tài toàn năng. Thấy tay nghề thành thạo của Triệu Bân, đừng nói là khán giả, đến cả Dương Hùng cũng vuốt râu một cách thâm thúy. Tên nhóc này chắc chắn đã từng làm không ít chuyện trộm đạo, tay chân nhanh nhẹn thế này không thể nào luyện được trong vài ba ngày. Trước đó hắn khóc lóc trông rất đau đớn. Bây giờ hắn cướp đồ trông rất quen tay, tên này làm sao có thể đổi vai tùy ý như vậy được nhỉ? Ngươi, hỗn xược! Trưởng lão Huyết Ưng điên tiết, đứng trước mặt bọn ta mà ngươi còn dám hỗn hào như thế ư? Trước khi tỉ thí diễn ra đã hứa rồi, nếu ta thắng, tất cả tài sản của hắn thuộc về ta. Triệu Bân đáp trả nhưng chân tay cũng không nhàn rỗi, thứ gì cuống đi được, hắn không hề trừ lại. Câu này không sai được, là cá cược của thiếu chủ nhà ngươi với Triệu Bân mà. Nghiêm Khang thua rồi, Triệu Bân là người thắng, đương nhiên có quyền vơ vét chiến lợi phẩm. Không sai tí nào. Triệu Bân vừa dứt lời, xung quanh nổi lên vô số lời bàn tán. Tên nhóc tóc tím, tên mập đen thui và nhóc ham tiền trở thành lực lượng chính, thêm cả các gia tộc đối đầu với tộc Huyết Ưng cũng nhảy ra trợ giúp, mồm năm miệng cười thuật lại rõ ràng giao kèo của hai người trước trận đấu. Bọn ta! Trưởng lão Huyết Ưng nghẹn họng, suýt nữa đã hộc máu. Bất đắc dĩ, họ đành nhìn về phía Dương Hùng. Dương Hùng lại chắp tay đứng nghiêm chỉnh ở đó. Thành chủ mà, cho dù lão ta không nói, nhưng chỉ nhìn thái độ đã biết hết rồi. Nhìn ta làm gì, nhìn ta có tác dụng gì? Có chơi có chịu chứ? Thua rồi còn định chạy làng, người của thành vong cổ dễ bắt nạt vậy hả? Phen này thì nhóm trưởng lão tộc Huyết Ưng ỉu xìu rồi. Gương mặt của mấy lão già đó vô cùng khó coi, bấy giờ họ mới biết ngụ ý của Triệu Bân, hiển nhiên hắn đang mượn đến uy thế của Dương Hùng để chèn ép họ. Quan trọng nhất là tộc Huyết Ưng đuối lý. Chuyện này đều nhờ công lao của thiếu chủ bảo bối nhà họ, khoe khoang tài năng, đặt ra một vụ cá cược nhảm nhí, bây giờ bị người ta túm chặt không chịu nhả thì biết làm thế nào được.
Đây là thành vong cổ, chẳng lẽ định đánh nhau một mất một còn? Đừng đùa nữa, đừng nói đến họ, cho dù là tộc trưởng tộc huyết ưng đến đây cũng không dám làm càn như vậy. Dám động thủ trong thành thì mẹ kiếp, đừng ai hòng sống sót mà bước ra. Hả hê thật! Chư Cát Huyền Đạo cười ha hả, rất vui khi thấy đại gia tộc chịu thiệt. Lão mập cũng chỉ sợ thiên hạ này chưa đủ loạn lạc. Các gia tộc đối đầu với tộc huyết ưng, các gia tộc có quan hệ tốt với Triệu gia đều nở nụ cười. Nếu không phải tình hình không phù hợp lắm, chắc họ sẽ lao lên lục soát giúp Triệu Bân. Ở bên này, Triệu Bân đã xong việc rồi. Hắn thực sự cướp bóc sạch sẽ, nhưng vẫn giữ chút thể diện cho tộc huyết ưng và Nghiêm Khang đấy chứ, nếu không, đến cả bộ quần áo trên người cũng bị lột ra hết đấy. Thằng nhóc này muốn ra vẻ mà còn khó hơn lên trời nữa. Lão vong cổ nhìn Nghiêm Khang bất tỉnh, bị cướp sạch mà tặc lưỡi. Những lời của lão ta đã khiến đám đông chú ý. Ở Vọng Nguyệt Lâu, muốn tỏ ra ngầu mà bị nổ banh chành. Ở buổi đấu giá, cũng muốn tỏ ra ngầu lòi mà bị chơi một vố. Trận đấu ngoài thành, cũng thích giả ngầu mà bị cướp. Nói tóm lại, đều là vì muốn chứng tỏ bản thân mà không được, lần sau còn thảm hơn lần trước. Có lẽ hắn ta thật sự không hợp với bát tự của thành vong cổ. Những lời của Chư Cát Huyền Đạo luôn sâu xa cao thâm như vậy, những lời này cũng khiến đám đông chú ý, từ khi đến thành vong cổ này, tên này dường như chưa bao giờ được sống yên ổn. Đi! Trưởng lão huyết ưng lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc Nghiêm Khang lên, triệu hồi huyết ưng, dương cánh bay cao. Trước khi rời đi, họ còn lạnh lùng liếc Triệu Bân một cái, hay cho Triệu Bân, hay cho thiếu chủ Triệu gia. Sự sỉ nhục ngày hôm nay, ngày nào đó sẽ trả lại gấp trăm lần. Ta sẽ đợi. Triệu Bân không nhìn nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, dù cho hôm nay không giao đấu thì tộc huyết ưng cũng sẽ không tha cho Triệu gia. Nếu đã không buông tha, hắn còn nhân nhượng không cướp hết của đối thủ à, đâu phải hắn không có chỗ dựa, nếu muốn quyết chiến thì cứ xông lên. Có đánh nữa không? Không biết là ai lẩm bẩm hỏi ra tiếng, vừa nói vừa liếc mắt nhìn con cháu của đại tộc. Đặc biệt là đám người Hán Triều và Vũ Văn Hạo cũng muốn tìm Triệu Bân để luyện tập một chút. Thế nhưng, khi nhìn thông linh thú của Triệu Bân, họ lại đè nén tâm tư kia. Tên này có thú cưỡi biết bay, nếu chiến đấu với hắn thì họ sẽ thiệt thòi, nhìn biểu cảm của thành chủ thành vong cổ thì có vẻ lão ta quyết tâm bảo vệ hắn rồi, mấu chốt là sẽ để hắn tránh mũi nhọn. Muốn xử lý Triệu Bân, muốn xử lý Triệu gia. Họ có rất nhiều cách, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Kịch hay tan hát rồi. Đám đông còn chưa thỏa mãn, nhưng có Nghiêm Khang lấy làm gương, e rằng không một ai muốn tìm kích thích nữa. Võ tu đến từ bên ngoài đều khá thổn thức, lần này họ đến đấu giá ở thành vong cổ, đúng là không mua được đồ rồi. Ở buổi đấu giá có một thần bịp, trong thành vong cổ còn có một tên hề diễn cho họ xem, đều là kịch hay. Đi thôi. Các tử đệ của gia tộc lớn lần lượt rời khỏi hội trường, trước khi đi còn lạnh lùng nhìn Triệu Bân. Bị thiệt nhiều như vậy cũng chẳng là gì đâu, cứ đợi đó. Bọn họ sẽ cho Triệu gia đẹp mặt. Liễu Như Nguyệt không nói gì, thản nhiên quay người đi. Nét mặt của cô ta vẫn khinh thường người khác như vậy, coi thường hành động của Triệu Bân, nhưng khinh thì khinh, thực lực mà Triệu Bân thể hiện ra vẫn khiến cô ta cảm thấy ngạc nhiên. Triệu Bân đánh bại Nghiêm Khang cùng cấp, chiến đấu trên không với thiếu chủ huyết ưng, mà vẫn có thể đánh thắng. Tiểu Hữu, sinh linh quả kia của ngươi có bán không? Có một người đi thì mọi người cũng di động, không ít những người cao tuổi đi tới trước mặt Triệu Bân, ai cũng mỉm cười, tất cả đều là những kẻ không còn sống được bao lâu, mua sinh linh quả để bồi bổ và gia tăng tuổi thọ. 5 vạn. Triệu Bân cười, đưa ra một cái giá. 8 vạn. 9 vạn, lão phu muốn mua. 10 vạn. Đám đông lại bắt đầu giá ngay tại chỗ, họ như những kẻ say khướt, gào thét mặt đỏ tía tai. Trên buổi đấu giá, họ vẫn chưa cướp được nên phải lén cố gắng. Tuổi thọ không còn nhiều, họ phải mua viên sinh linh quả này ngay lập tức, để kéo dài tuổi thọ. 10 vạn là mức giá cao nhất. Triệu Bân cầm lấy sinh linh quả. Thành giao. Có người mừng thì cũng có người lo, người có được sinh linh quả thì mừng, người không có được thì lại mắng chửi, nếu đây không phải ở trong thành thì họ đã xông lên cướp rồi. Thành chủ, ta biếu ông. Triệu Bân cười ha ha. Đưa cho Dương Hùng một sấp ngân phiếu, một sấp đó phải đến mấy ngàn lượng. Thành chủ vong cổ mà, hiếm khi ra ngoài một hồi, nên phải trả phí lên sân khấu mới được. Hẹn gặp lại.
Sau đó, tên này lập tức chạy mất tăm. Đúng là hiểu chuyện. Dương Hùng điềm nhiên như không nhận lấy, đúng là hậu bối mà lão ta thích, có được lợi cho mình cũng không quên biếu quà cho lão ta, sau này phải hợp tác thật tốt mới được. Làm thành chủ thì ngon rồi, chỉ cần đứng đó thu tiền. Hay, ông già này đứng ở đó lâu như vậy mà cũng không có ai đưa cho chén trà. Càng già thì càng vô dụng mà. Chư Cát Huyền Đạo và lão mập vỗ tay, một trái một phải, rên rỉ rồi than thở, cũng không biết là nói cho ai nghe. Thằng nhóc tóc tím và Xích Hiên nghe thấy thế thì liếc mắt một cái, hai lão thầy cúng này mà tụ tập lại thì trừ tán gẫu linh tinh ra, cũng không có chuyện gì khác. Hai vị các lão, mời vào trong. Dương Hùng cười, vừa rồi lão ta còn rất uy nghiêm, chớp mắt một cái đã chẳng khác nào hầu bàn. Ừ, cũng không tệ. Hai ông lão rất ra dáng, có người mời uống trà thì tội gì phải khách khí. Hai người đó là ai thế? Trời biết, thành chủ sao lại cung kính với họ như vậy? Chắc chắn là người tai to mặt lớn. Không ít người ngoái lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên không thôi. Thành Vong Cổ, Ngọa Hổ Tàng Long. 1000, 2000, 3000. Triệu Bân đi về nhà, ôm ngân phiếu hớn ha hớn hở hẳn ra. Nhóc ham tiền và tên mập cũng ở đó, một trái một phải, thấy bạc liền sáng mắt lên. Ai thấy thì cũng có phần mà. Triệu Bân không keo kiệt chút nào. Hai bên lao vào đánh nhau, lại còn có người hò hét cổ vũ. Chậc chậc chậc. Ba người ồn ào trên cả con phố, trở thành một khung cảnh nổi bật. Hoặc là nên nói, đều do Triệu Bân quá chói mắt. Một trận chiến ngoài thành, đánh bại thiếu chủ Huyết Ưng, giúp tăng thể diện cho Thành Vong Cổ, cũng không có ai khinh thường hắn nữa, những lời mỉa mai chế giễu năm đó đều phải rút lại. Nhưng Triệu Bân biết, có rất nhiều người đang âm thầm quan sát mình. Có đại tộc, cũng có những gia tộc đối địch ở trong thành, sát khí không hề che giấu. Có người muốn báo thù, có người muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước, chỉ là hắn không biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu sát thủ La Sinh Môn. Nhiệm vụ ám sát lần đầu không thành công, hắn không nghĩ rằng đối phương sẽ bỏ qua. Chờ đi, chúng sẽ còn tiếp tục ám sát. Luyện thể. Nguyệt Thần điềm tĩnh nói. Hành động này rất hung hiểm, cô ta đương nhiên biết chứ. Có thể nói rằng, bất kỳ một giây phút lơ là nào, Triệu Bân cũng có thể bị tiêu diệt. Thế nhưng, cô ta tin tưởng tên võ tu nhỏ bé này. Suy cho cùng thì cô ta đang đặt cược, không biết là cược vào vận may của Triệu Bân hay cược vào thần vị của chính cô ta, bởi vì Triệu Bân mà chết thì cô ta cũng phải chôn theo, chôn vùi mãi mãi. Triệu Bân khá vinh hạnh đấy. Đường đường một thần linh mà đánh cược vào vận may và thần cách để điên cuồng cùng hắn, vinh hạnh tới cỡ nào chứ? Triệu Bân khẽ hừ, một tiếng gầm nhẹ bỗng thoát ra từ kẽ răng. Hắn đủ kiên cường, duy trì một chút tỉnh táo, điên cuồng lưu chuyển để tẩy tủy dịch cân kinh. Cơ thể của hắn không khác gì tàn phế vì võ hồn, cần phải luyện thể mới đắp nặn lại được thể phách. Đây cũng là điểm thần kỳ của tẩy tủy dịch cân kinh. Nhờ luyện thể mà cơ thể hư hao của hắn phục hồi nguyên trạng sau khi bị phá hủy, sau đó lại tiếp tục nổ tung sau khi đã phục hồi, hình thành nên một vòng tuần hoàn quỷ dị, lặp lại hết lần này đến lần khác. Quá trình thoát biến niết bàn cực kỳ hung hiểm. Nguyệt Thần nói không sai, bất kỳ một chút lơ là nào cũng có thể đưa mình vào chỗ chết. May mà Triệu Bân chống chịu được. Trong vòng tuần hoàn đối kháng giữa sụp đổ và gây dựng lại, hắn cầm cự đủ lâu. Trong lúc vô tri vô giác dần dần có biến hóa, tốc độ đắp nặn xác thịt dần dần chèn ép được tốc độ phá hỏng, võ hồn dao động đang cùng với xác thịt của hắn tạo thành cục diện đồng đẳng. Sự cân bằng rất kỳ ảo trong đôi mắt hắn cũng dần hình thành trong quá trình luyện thể. Trụ được rồi à? Triệu Bân khẽ lầm bầm trong lòng, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, chỉ sợ võ hồn cắn trả. Đạo lý này không khó hiểu, đương nhiên hắn cũng hiểu, thế nên mới điên cuồng luyện thể. Ổn rồi. Nguyệt Thần thở phào một hơi, Triệu Bân đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tiếng xương cốt và đụng vào nhau không ngừng vang lên. Triệu Bân rèn luyện được thể phách nên dần dần không còn gầm gừ nữa, cơ thể được đắp nặn lại sau khi hư hao cũng chưa hề nổ tung. Hắn luôn cảm giác có một dòng suối mát đang chảy róc rách trong cơ thể, nuôi dưỡng tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Cảm giác này rất kỳ diệu đến độ tâm cảnh của hắn thăng hoa. Dường như nhìn thấy được một vùng trời khác. Tạo hóa tiếp tục. Cùng với một tiếng pốc, hắn lại tiến cấp, trở thành võ tu chân linh tầng 4. Tu vi của hắn điên cuồng tăng thêm.
tiếc rằng nó chỉ tăng đến đỉnh của tầng 4 thì ngừng lại, không thể tiến vào tầng 5. Nguyệt thần khẽ cười, cô ta là người chứng kiến lần niết bàn này. Còn về võ hồn của Triệu Bân, nó đã cân bằng với xác thịt, nhưng khác với võ hồn của cảnh giới thiên võ, nên gọi nó là võ hồn cấp chân linh thì chính xác hơn. Cũng tại tu vi của Triệu Bân thấp quá. Cảnh giới chính là sự hạn chế, giống như tu vi của hắn chèn ép được thiên lôi, nên võ hồn mới thoát biến của hắn cũng bị tu vi của hắn chèn ép, không dùng được uy lực nào thực sự. Thế nhưng điều này đáng kể gì đâu. Có được võ hồn thì thành tựu năm đó của Triệu Bân chí ít cũng là cảnh giới chuẩn thiên, đợi khi tu vi của hắn tăng đến đỉnh cao của cảnh giới địa tạng, hắn sẽ là cảnh giới chuẩn thiên. Nếu xác thịt cũng thăng cấp theo, vậy thì hắn chính là cao thủ cảnh giới thiên võ đúng chuẩn. Vận may này quả thực quá nghịch thiên. Một võ tu cảnh giới chân linh có thể đạt tới độ cao mà các cao thủ địa tạng dùng cả đời cũng chưa chắc đã đạt được, tuy cấp bậc của võ hồn khá thấp, nhưng dù sao thì nó cũng là võ hồn. Chuyện này nếu để một cao thủ địa tạng đạt đỉnh nào biết được, chắc chắn sẽ rất chấn động. Bởi vì trận thoát biến này, ngay từ khi bắt đầu đã đi ngược quy luật thường thấy. Kỳ diệu, đúng là kỳ diệu. Triệu Bân đang khoanh chân và nhắm mắt lầm bầm nói. Tinh thần và võ hồn quả nhiên không cùng một đẳng cấp. Sau khi thoát biến thành võ hồn, hắn cảm thấy trời đất thân thiết hơn rất nhiều. Khả năng cảm ứng cũng niết bàn, trong vòng phạm vi vài nghìn trượng, hắn có thể nghe rõ được tiếng côn trùng, thậm chí nhìn rõ thấy mấy con sâu nhỏ có bao nhiêu cái chân. Lúc này, sấm chớp cũng đã ngừng. Bầu trời tăm tối trong veo trở lại, tinh tú lốm đốm trên nền trời. Cảm giác ổn chứ, Nguyệt thần mỉm cười. Ổn. Quá ổn luôn, Triệu Bân tuét miệng cười, một cơn gió nhẹ cũng mát mẻ hơn trước kia nhiều, toàn thân nhẹ bấng, có thể cảm nhận được sức mạnh của trời đất rất rõ rệt. Về phần nên vận dụng thế nào thì cần thêm thời gian để lĩnh ngộ. Keng, keng, tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, Tử Tiêu và Long Uyên lần lượt bay ra. Khác với lúc trước, phen này Triệu Bân không dùng đến kiếm quyết, để võ hồn điều khiển kiếm, không chỉ tinh chuẩn hơn. Uy lực mạnh hơn mà thậm chí khoảng cách công phá cũng tăng thêm nhiều lần. Thế này thì đâm sau lưng người ta là hay nhất. Chỉ cần một suy nghĩ là có thể ngự kiếm tấn công, chỉ hơi sơ suất là có thể chém đầu người khác. Keng, keng. Tiếng kiếm ngân nhiều thêm, ngoài Tử Tiêu và Long Uyên thì từng thanh phi đao cũng liên tục bay ra. Hắn cũng không cần bấm tay, chỉ cần dùng võ hồn để điều khiển, số lượng nhiều hơn hẳn lúc trước, chỉ đâu đánh đó. Có võ hồn làm gốc rễ. Hắn có thể điều khiển chuẩn xác hơn. Thiếu mất một cánh tay cũng chẳng sao, võ hồn hoàn toàn có thể bổ sung. Ví dụ như ngự kiếm chẳng cần kiếm quyết nữa, đã có võ hồn ghi dấu, thẳng thừng hơn bất cứ thứ gì. Nguyệt thần mỉm cười, sau đó nhắm mắt. Từ một góc độ nào đó, cô ta và Triệu Bân là một thể. Triệu Bân thoát biến ra võ hồn, bản thân cô ta cũng được lợi. Hồn thể gần như trong suốt đột nhiên ngưng tụ thêm một phần. Nhiều ánh sáng kỳ ảo bao vây quanh hồn thể khiến cô ta càng lúc càng giống như mơ ảo. Nửa đêm, Triệu Bân mở mắt ra. Trong khoảnh khắc ấy, mắt hắn liền bắn ra hai tia sáng khá là sắc bén, ngay cả một cây cổ thụ cũng có thể chặt ngang, tinh thần lột xác võ hồn, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy hơn nhiều. Không tệ. Triệu Bân đứng dậy, vươn vai duỗi eo, xương cốt kêu răng rắc, vừa thăng lên hai cấp, khí tức vô cùng cường hãn. Thân thể được tôi luyện sấm sét của hắn cũng cường tráng hơn rất nhiều, cảm giác như mỗi một giọt máu đều tràn đầy năng lượng bùng nổ. Cơ thể của hắn lúc này đã tràn ngập năng lượng. Lần này được lột xác, chính là nhờ vào vận may của hắn. Tú Nhi, hãy dạy cho ta bí pháp võ hồn công kích đi. Triệu Bân thu kiếm Long Uyên và kiếm Tử Tiêu lại, nhìn Nguyệt Thần cười ha hả. Nguyệt Thần không đáp lại. Nói cách khác, cô ta vẫn đang bận bồi dưỡng hồn thể. Không rảnh nói chuyện với Triệu Bân. Cô cũng đang biến đổi. Hai mắt của Triệu Bân sáng lên, hắn có thể thấy được Nguyệt Thần đang biến hóa. Đây là một dấu hiệu tốt. Đều là người cùng hội cùng thuyền, Nguyệt Thần càng mạnh mẽ thì hắn càng có lợi, cô ta có thể hồi phục thần lực, có khi hắn cũng có thế một bước lên tiên. Không quấy rầy cô ta nữa, hắn quay người đi xuống núi. Đột nhiên, khi vừa mới bước một bước, hắn liền cảm thấy tim mình đau nhói như vừa bị đóng đinh, đau đến tận xương tủy, hắn thực sự đã bị thương, khóe miệng còn chảy ra máu. Hự! Trước khi kịp phản ứng, hắn lại cảm thấy mi tâm đau nhói, tựa như bị kim châm. Sao tự nhiên lại như vậy? Triệu Bân đứng không vững,
nửa quỳ trên mặt đất, ho ra máu không ngừng, chỉ trong một khoảnh khắc, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn đều đau đớn vô cùng, như bị lửa đốt, như bị sét đánh, như bị kim châm. Kỳ lạ là chẳng có ai xung quanh hắn cả. Sự đau đớn ập tới với hắn không có nguyên do. Thuật áp tinh. Nguyệt thần nhẹ giọng nói, cô ta đã mở mắt ra, biết được vấn đề nằm ở đâu. Thuật áp tinh. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, hắn đã nghe nói về chú pháp này, nó cũng là một loại vu thuật, cực kỳ tà ác, chính là vu thuật âm nhân. Phương pháp này cũng không khó hiểu. Đơn giản chính là tạo ra một cái tượng gỗ nhỏ, viết lên trên sinh thần bát tự của người muốn nguyền rủa, rồi yểm bùa chú lên tượng gỗ là có thể khiến cho người đó bị tổn thương, dùng kim đâm, dùng lửa đốt, dùng đao chém, tất cả các hình thức tra tấn hoàn toàn tùy thuộc vào người thi triển nó. Có rất ít người biết về vu thuật này. Nghe thế hệ trước nói, vu thuật này đã thất truyền từ lâu. Hắn cũng chỉ nghe qua. Đây là lần đầu mà hắn gặp phải, hơn nữa hắn còn bị yểm. Hự! Sự đau đớn lại ập tới, toàn thân đau nhức khó chịu, tựa như có vô số cổ trùng đang gặm nhấm cơ thể của hắn, khiến cho hắn đau đớn còn hơn cả lúc luyện thể. Là kẻ nào? Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, hai mắt đỏ ngầu. Hướng đông nam, Nguyệt thần nhắc nhở. Vèo! Triệu Bân hít vào một hơi, cứng rắn kiềm nén cơn đau mà đi xuống núi, bay nhanh qua khu rừng, muốn xem thử kẻ nào đang ở trong bóng tối muốn hại mình. Để hắn bắt được thì kẻ đó chắc chắn phải chết. Ban đêm ở nơi núi rừng vô cùng u ám, gió lạnh thổi qua rét run cả người. Trong khoảng thời gian này, Triệu Bân liên tục ho ra máu. Người thi triển vu thuật chắc chắn phải rất hận hắn, muốn hành hạ hắn cho tới chết, không biết đã dùng tới bao nhiêu thủ đoạn tàn bạo. Tượng gỗ trong tay kẻ đó, hơn phân nửa đã bị đâm tới mức tan hoang hết cả. Không biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu định thân. Cách đó không xa, kẻ thi triển vu thuật đang ở bên trong một sơn động. Vào lúc này, viên ngọc nhỏ của hắn phát sáng. Triệu Bân dùng võ hồn để cảm ứng, có thể ngửi được khí tức của võ tu lúc ẩn lúc hiện, chắc chắn đó là pháp sư sử dụng vu thuật, cảnh giới chân linh đỉnh phong. Có lẽ là vẫn chưa tu luyện thuần thục cho nên tới tận lúc này vẫn chưa thể giết chết hắn. Còn cách một khoảng rất xa. Người luyện thuật áp tinh đạt tới giai đoạn đại thành hoàn toàn có thể giết người ở cách xa vạn dặm, giết người một cách vô hình. Kẻ đang yểm bùa chú lên người hắn chắc chắn đạo hạnh vẫn còn thiếu một chút, cho nên cần phải ở trong phạm vi gần mới có thể sử dụng thuật áp tinh. Nếu không thì hắn cũng không thể dễ dàng tìm ra kẻ đó như vậy. Cút ra đây! Triệu Bân quát lên dữ dội, dùng võ hồn ngự kiếm, kiếm tử tiêu ngay lập tức phóng vào trong sơn động. Keng! Tiếng kim loại xuyên thủng va chạm truyền ra ngoài. Tên nhóc, được lắm! Một tiếng cười u ám khẽ vang lên sau đó, âm sắc khàn khàn, già nua không chịu nổi. Triệu Bân nhìn xuống thì thấy kẻ đó đã bước ra khỏi sơn động. Đó là một lão già lưng gù, gầy đến mức da bọc xương, tay chống gậy, trên đầu gậy có một cái đầu lâu lớn. Trông rất kinh người. Chính xác là thuật áp tinh. Lão già đó cầm một con rối nhỏ, con rối tượng trưng cho Triệu Bân, trên đó còn khắc tên và sinh thần bát tự của Triệu Bân. Ta chưa gặp lão ta bao giờ. Triệu Bân hơi nheo mắt lại, không hề nhận ra lão ta là ai. Có thể tìm ra lão phu, người quả thật không đơn giản, lão già lưng gù nói, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh, giống y hệt ác quỷ bò ra từ địa ngục. Ai phái lão tới đây, Triệu Bân lạnh lùng nói. Lệ quỷ câu hồn, vô thường tác mệnh. Lão già lưng gù còn chưa mở miệng đáp, thì đã nghe thấy một tiếng cười từ đâu vang lên, ngay sau đó là tiếng xích sắt kêu lộp bộp, giống như hai con rắn phóng ra từ trong bóng tối, bên trên xích sắt còn có khắc phù văn quỷ dị, tiếng vang chấn động tinh thần người khác. Còn có kẻ khác. Triệu Bân nheo mắt, phi thân bỏ chạy, hắn chạy như bay để không bị xích sắt quấn chân, xích sắt này không đơn giản. Một khi đã bị nó quấn vào người thì nhất định sẽ bị chiếm đoạt chân nguyên, ngay cả tiếng vang của nó cũng khiến cho tinh thần người ta chấn động, rõ ràng là đang nhắm vào tinh thần và võ hồn. Có thể tránh được cảm ứng của viên ngọc cùng với võ hồn của hắn, chứng tỏ trên người đối phương cũng có che giấu một loại bảo bối thần bí nào khác, đây chắc chắn là một cuộc mưu sát đã được chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc đó, hắn liếc mắt nhìn Nguyệt thần. Nguyệt thần không phản ứng gì. Dường như cô ta đã biết chuyện này từ lâu nhưng cũng không có ý nhắc nhở hắn. Chuyện này thì hắn đã quen rồi. Chỉ cần nằm trong giới hạn mà hắn có thể ứng phó được thì Nguyệt thần sẽ không nhắc nhở,
nếu như đối phương ở cảnh giới địa tạng thì cô ta đã sớm nhắc nhở hắn rồi. Keng! Không chờ Triệu Bân đáp xuống đất, hắn lại phát hiện có kiếm đang đâm tới, từ trong bóng tối, một thanh trường kiếm dài mảnh màu đen phóng ra, mũi kiếm hiện lên ánh sáng u ám lạnh như băng, đây chính là một chiêu tuyệt sát. Thực sự đánh giá cao ta ghê. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng nói, cố gắng né tránh. Định! Lại có tiếng quát khác vang lên, có ai đó trong bóng tối đang âm thầm yểm chú định thân với hắn. Mở! Triệu Bân mãnh liệt dẫn động chân nguyên, xông phá bùa chú định thân, nhưng trong chớp mắt sát kiếm đã phóng tới, chỉ còn cách ấn đường của hắn ba tấc, mũi kiếm chưa đâm trúng mục tiêu mà kiếm uy đã làm cho hắn rách da rách thịt, nếu như bị đâm trúng thì hắn chỉ có một con đường chết. Cút! Giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng, hắn buột miệng quát lớn, thi triển bí thuật sóng âm hổ gầm long ngâm vô cùng bá đạo, sau khi hắn lột xác võ hồn thì đây cũng xem như là một loại bí tịch võ hồn công kích, uy lực không tầm thường, cây cối đều nghiêng đổ tại chỗ, cát đá bay mù mịt. Hự! Có tiếng kêu rên lặng lẽ vang lên, kẻ kia vốn muốn một kiếm giết chết Triệu Bân, bây giờ lại bị chấn lui, cho nên cũng bị bức ép lộ ra thân phận thật sự. Đó là một thanh niên mặc trang phục màu máu, bị một chiêu hổ gầm long ngâm của Triệu Bân khiến cho tinh thần lảo đảo, hoàn toàn đứng không vững, khóe miệng phun ra máu tươi, y là sát thủ, vốn muốn một kích giết chết người, không giỏi cận chiến, công cao thủ thấp, cho nên mới dễ dàng bị thương như vậy. Bí thuật sóng âm này mạnh quá. Thanh niên mặc trang phục màu máu cười nhạt, không phải y chưa từng đối đầu với bí thuật sóng âm, nhưng một kẻ ở cảnh giới chân linh mà có thể phát huy ra uy lực của bí thuật đến bậc này. Triệu Bân tuyệt đối chính là kẻ đầu tiên mà y từng gặp, cấp bậc tinh thần nhất định phải rất cao, cũng may là y có cảnh giới chân linh đỉnh phong, vậy mà còn bị ảnh hưởng đến mức hoa mắt chóng mặt. Tên này thật sự khó nhằn. Hai kẻ còn lại cũng đã lộ diện. Không hổ là lệ quỷ câu hồn, vô thường tác mệnh, hai kẻ vừa xuất hiện một trắng một đen, gọi là hắc bạch vô thường cũng không hề quá đáng, ý chí mạnh mẽ cỡ Triệu Bân nhìn thấy bọn chúng mà cũng không khỏi lạnh sống lưng, thân sắc của hai kẻ này cực kỳ âm u. Khiến cho hắn bất giác có suy nghĩ hai kẻ đó thật sự là hắc bạch vô thường được địa phủ phái đến để lấy mạng hắn. Chớ vội, còn có kẻ thứ năm. Đó là một mụ già, tay cũng chống gậy, người vừa mới yểm chú định thân chính là bà ta. Bà ta là cao thủ đánh phụ trợ, bởi vì bà ta, suýt chút nữa Triệu Bân đã bị một kiếm kia giết chết. Người của La Sinh Môn. Triệu Bân nhàn nhạt nói, bởi vì chú định thân kia. Lần trước hắn bị La Sinh Môn ám sát cũng từng trúng qua chú định thân, lần này lại bị nó yểm một lần nữa, chắc chắn không phải trùng hợp. Nhìn năm kẻ này, mỗi người đều mạnh một kỹ năng khác nhau, hiển nhiên là một đội sát thủ 5 người. Đội hình này lớn hơn trước rất nhiều, hơn nữa toàn là cảnh giới chân linh đỉnh phong, đặc biệt là bạch vô thường kia đã bước được một chân vào cảnh giới huyền dương. Tên nhóc, người cũng biết không ít. Lão già lưng gù cười ha hả nói. Lão ta nghĩ Triệu Bân chạy không thoát nên cũng chẳng thèm giấu giếm, người chết thì không thể lên tiếng, năm chọi một, không có lý do gì mà bọn chúng không thể giết chết được Triệu Bân. Mời được một đội hình như vậy, chắc chắn phải chi ra không ít bạc. Triệu Bân cười nói, nếu như tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau thì tốt, biết được kẻ đang âm mưu chống lại mình sẽ dễ dàng hơn. Người đã khiêu khích ai, người còn không biết hay sao, Hắc Vô Thường cười lạnh nói. Ta đã khiêu khích rất nhiều người. Triệu Bân nói, cho rằng bất kỳ gia tộc lớn thù địch nào cũng đều có thể làm ra việc này. Đã nhận tiền của người thì phải giúp người tiêu trừ tai họa. Đó là cách làm việc của La Sinh Môn, chỉ cần có đủ tiền thì ngay cả hoàng đế đại hạ chúng cũng dám ra tay ám sát, điều này cho thấy tổ chức sát thủ này điên cuồng đến như thế nào. Đừng nói nhảm nữa, giết. Lão già lưng gù lãnh đạm nói, lão ta chính là kẻ cầm đầu nhóm sát thủ này. Lời nói vừa dứt, lão ta liền lấy kim sắt cắm vào ấn đường của con rối. Hự! Triệu Bân rên rỉ một tiếng, đột nhiên có cảm giác ấn đường bị xuyên thủng. Keng! Thanh niên mặc trang phục màu máu lại ngay lập tức phóng thanh kiếm của mình ra. Thân ảnh của Triệu Bân nhanh như gió, dễ dàng tránh được một kiếm này, nhưng lại thấy hắc bạch vô thường đã xông lên. Triệu Bân muốn tránh, nhưng chú định thân của mụ già lại hiểm ra. Trong chớp mắt, xích sắt đã quấn lấy thân thể của hắn, khóa tay phải và chân trái của hắn, đúng như hắn đoán, xích sắt này có khả năng chiếm đoạt chân nguyên, hơn nữa, khi bị xích sắt khóa, tinh thần của hắn còn có chút hoảng hốt, rõ ràng khả năng của nó cũng nhắm vào tinh thần của người ta, cũng may là hắn đã lột xác võ hồn, nếu không một kích này hoàn toàn có thể đo ván được hắn.
kết thúc. Hắc Vô Thường mỉm cười, nắm chặt xích sắt, muốn xé đôi thân thể của Triệu Bân. Dựa vào ngươi. Triệu Bân cười lạnh, lấy hồn để ngự kiếm, kiếm Long Uyên cùng kiếm Tử Tiêu đều xuất hiện, Tử Tiêu chặt đứt xích sắt, Long Uyên chém về phía Hắc Vô Thường, thanh kiếm này vô cùng nặng, quất vào gió liền phát ra âm thanh u u. Không niệm pháp quyết mà cũng có thể ngự kiếm. Hắc Vô Thường kinh ngạc, tay phải của Triệu Bân đã bị khóa, y cũng không thấy hắn niệm pháp quyết, hai thanh kiếm này sao có thể phóng ra như vậy, chẳng lẽ chúng có thể tự mình tấn công sao? Không cần suy nghĩ nhiều thì y đã trốn ra đằng sau, y chuyên đánh phụ trợ, chống đỡ rất kém, nếu như bị thanh kiếm này đập chúng thì chỉ có bán thân bất toại. Keng! Kiếm Tử Tiêu đảo ngược lại, chặt đứt xích sắt của Bạch Vô Thường. Định! Định cái rắm! Mụ ra lại hiểm chú định thân. Thật không may, lần này nó đã không hoạt động. Trong chớp mắt, trước khi chú định thân kịp yểm lên trên người của hắn, thì Triệu Bân đã dùng bước phong thần tránh qua. Toàn thân của hắn cũng đã được chân nguyên hộ thể bao phủ. Như vậy, chú định thân đã bị vô hiệu hóa. Đi đâu? Thanh niên mặc trang phục màu máu tấn công, ánh sáng từ đường kiếm lóe lên bốn phía. Tốc độ ra chiêu của y không chậm, nhưng Triệu Bân còn nhanh hơn, đường kiếm kia chỉ đâm trúng dự ảnh của Triệu Bân. Lão già đáng chết, để mạng lại đây. Triệu Bân quát lên, hắn bỏ qua thanh niên mặc trang phục màu máu, mụ già cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Tập trung công kích lão già lưng gù, lão ta đang cầm trong tay một con rối nhỏ đại biểu cho hắn, từ đầu đến cuối đều yểm thuật áp tinh lên người hắn, khiến cho hắn không thể nào dốc hết sức chiến đấu. Lão già lưng gù cười lạnh, nhanh chóng lui vào trong sơn động. Khi Triệu Bân vừa lao đến, trùng hợp lại có một màn xương đen tràn ra khỏi sơn động. Đó chính là khói độc. Hơn nữa, trong làn khói độc lại tràn ra cổ trùng. Được lắm. Triệu Bân phi thân lùi lại, dùng thú hỏa bảo vệ cơ thể. Ngay lúc đó, ba tia sáng bắn ra, xuyên qua làn khói độc dày đặc, bắn thẳng vào trong động. Lạ thay, bùa nổ không hề phát nổ. Chuẩn bị rất đầy đủ đó. Triệu Bân cười lạnh nói, rất hiển nhiên, lão già lưng gù cũng luyện bàng môn tà đạo, mà bùa nổ chính là vật bàng môn tà đạo, uy lực của nó tuy mạnh nhưng không có hiệu quả đối với lão ta. Mà không chỉ lão già lưng gù, trên người của bốn kẻ kia nhất định cũng có khắc cấm chế. Đó là lý do tại sao hắn nói rằng bọn chúng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Trước khi đến, bọn chúng chắc chắn đều đã tìm hiểu kỹ càng về hắn cho nên mới có thể khắc cấm chế từ trước. Ngươi còn dựa được vào cái gì nữa? Mụ già xảo quyệt cười một tiếng, một tay bấm ấn quyết, thi triển độn thủy, trên khúc sông đục ngầu liền có sóng gió nổi lên, ngập ngụa trên người Triệu Bân. Mà nước của khúc sông này cũng không bình thường, có chứa kịch độc, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng có thể bị ăn mòn. Gầm. Trước khi thanh niên mặc trang phục màu máu xông lên tấn công, lại có tiếng gầm khác vang lên. Vẫn là hổ gầm long ngâm. Sóng âm làm rung chuyển khúc sông, thậm chí còn chấn mụ già kia văng trở lại. Ánh mắt của mụ ta tràn ngập kinh hãi. Quái lạ, tên này thật sự chỉ có cảnh giới chân linh thôi sao? Chỉ là một môn bí thuật sóng âm bình thường. Sao có thể uy lực đến như vậy? Cấp bậc tinh thần của hắn không khỏi có chút dọa người. Độn thủy, ta cũng có thể. Triệu Bân giễu cợt nói, tay cũng bắt ấn quyết, sóng gió liền nổi lên, va chạm với thú hỏa liền tạo thành một đám hơi nước. Hắn ẩn thân ở trong đó màn hơi nước đó, lấy hơi nước che giấu hành tung, mấy kẻ bên ngoài nhất thời đều bị che mắt. Ngoài ra, hắn còn ném ra một viên pháo lôi quang. Viên pháo lôi quang này là một thứ tốt. Hắn cần nó để thoát ra. Pháo lôi quang nổ tung, sấm sét bắn ra tứ phía, khiến cho đám người kia chấn động. Quác, quác. Sau đó là tiếng quạ kêu, chính xác mà nói, thì đó chính là đại bằng, giống như một cái bóng đen từ trong sương mù bay lên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Chủ yếu là, trên cánh của nó có dán bùa tốc hành. Tất cả mọi người đều bị lóa mắt bởi viên pháo lôi quang, cho nên không có ai nhìn thấy rõ. Đứng lại đó, thanh niên mặc trang phục màu máu quát lớn, ngay lập tức dương cung lắp tên. Chỉ vì không nhìn thấy rõ, cho nên theo bản năng y liền nghĩ Triệu Bân đang ở trên lưng con chim, muốn thoát khỏi vòng vây bằng cách này. Đừng nói là y, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường và mụ già cũng nghĩ như vậy. Bốn người đồng loạt tấn công, xích sắt tung ra, trường kiếm đâm tới, ngay cả lão già lưng gù ẩn nấp bên trong sơn động cũng phóng ra ngoài một tia sáng. Muốn đánh rơi đại bằng trên bầu trời. Trên thực tế, Triệu Bân không phải ở trên lưng chim,
mà là ở dưới lòng đất. Đại bằng chỉ bay lên một mình, chẳng qua là để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Trước đó, hắn ngưng tụ hơi nước, làm mờ tầm nhìn của bọn chúng, dùng pháo lôi quang làm chói mắt bọn chúng cũng chỉ để chuẩn bị cho việc này. Binh pháp hữu vân, dương đông kích tây. Vào những thời khắc quan trọng, phương pháp này vẫn dễ sử dụng nhất. Sự thật đã chứng minh, ba việc mà hắn làm đã khiến cho đám người kia thật sự hỗn loạn. Đám sát thủ tay nhuốm đầy máu kia đã bị gạt. Đây cũng chính là một cuộc chiến tâm lý. Với cục diện 5-1, bất cứ ai cũng sẽ muốn thoát ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, Triệu Bân đều ngược đường mà đi, để cho đại bằng bay lên trời, còn hắn thì chui xuống lòng đất, chờ đợi cơ hội di chuyển. Chạy trốn hả? Ta sẽ không chạy trốn. Nếu như không diệt hết trọn ổ thì ông đây cũng không mang họ Triệu nữa. Ngăn nó lại. Lão già lưng gù quát lớn, chui ra khỏi sơn động, ngửa mặt lên trời. Đột nhiên, trên bầu trời lại vang lên tiếng kêu của diều hâu. Còn có thứ khác. Triệu Bân đang ở dưới lòng đất cũng bất giác nhìn lên, đập vào mắt của hắn là hai con chim lớn, nói cho đúng thì chúng là hai con diều hâu khổng lồ, có đôi cánh dài từ 3 đến 5 trượng, lượn trên không trung như hai đám mây đen, trên lưng mỗi con đều có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng vững vàng. Cũng đúng, hắn có thông linh thú, thế nhân đều biết. Bây giờ hắn mới nhận ra, trong cuộc ám sát này không hề có trợ chiến trên không, chính là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Keng! Tiếng kiếm đột nhiên vang lên, Triệu Bân đã từ dưới lòng đất phóng ra giống như một bóng ma, đường kiếm như sấm sét hung hãn đánh tới, hướng về phía thanh niên mặc trang phục màu máu trước. Ngươi! Thanh niên mặc trang phục màu máu trợn to hai mắt, con ngươi thì co rút lại, y đã không thể nào tránh kịp được nữa. Phụt! Máu văng tung tóe, một sát thủ thiện chiến đã bị Triệu Bân giết chết chỉ trong một kích. Ngươi! Mụ già biến sắc, không phải hắn ở phía trên sao? Tiền bối, lên đường vui vẻ. Lời nói vừa dứt, kiếm Long Uyên đã đến, một kiếm đưa mụ già lên đường. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong tích tắc. Hai sát thủ đã chết một cách vô cùng đáng sợ. Tên nhóc, người được lắm, người giỏi lắm. Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, bay lui về phía sau, lão già lưng gù cũng ẩn thân vào trong sơn động, thần sắc bàng hoàng, biểu tình khiếp sợ. Bọn chúng khiếp sợ tâm tư kín đáo của Triệu Bân, cũng khiếp sự quyết đoán của hắn, không thể ngờ được hắn lại trốn ở dưới lòng đất. Một đấu năm, vậy mà hắn không hề sợ hãi. Triệu Bân không có ở đây. Trên không trung có tiếng rít gào, phía dưới không nhìn rõ, nhưng ở trên không thì lại nhìn rất rõ, đó là tiếng của đại bằng, trên lưng của nó không hề có Triệu Bân. Còn cần ngươi nói sao? Bên dưới, Hắc Bạch Vô Thường cùng lão già đều đang thầm nguyền rủa. Hai kẻ kia đã bị giết rồi, người có thấy không? Lão cẩu, để mạng lại. Triệu Bân bỏ qua Hắc Bạch Vô Thường, một đường xông vào sơn động, lão già lưng gù không chịu yên, vẫn luôn dùng kim sắt chọc vào con rối gỗ, khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Ầm. Sau khi xông vào trong sơn động, không còn thấy Triệu Bân nữa, chỉ còn lại tiếng ầm ầm. Không cần nhìn cũng biết Triệu Bân và lão già lưng gù đang chiến đấu bên trong sơn động. Cục diện trận chiến thật không khó để tưởng tượng. Lão già lưng gù không địch lại, bị Triệu Bân áp chế bằng đấu chiến thánh pháp. Tuy ông ta thành thạo thuật áp tinh âm nhân, nhưng muốn cùng võ tu đối chiến thì vẫn còn thiếu một chút. Hơn nữa, Triệu Bân là giỏi nhất trong việc đánh cận chiến. Chiêu thức của hắn huyền ảo khó lường, đấu chiến thánh pháp đánh lão già càng lúc càng lui về sau, đứng cũng không vững, nói không ngoa, ông ta còn không kịp lấy hơi để thở. Một tên cụt tay cảnh giới chân linh sao có thể cận chiến bá đạo như vậy? Tâm cảnh chiến đấu đạt đến bậc này, thì ít nhất phải là cảnh giới huyền dương mới đúng. Sơn động sụp đổ, cát đá bay tứ tung. Thật lâu cũng không có động tĩnh, Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, đồng loạt bước lên phía trước. Keng, keng. Bọn chúng vừa đến gần, thì liền có hai thanh kiếm phóng ra, đó chính là Long Uyên và Tử Tiêu. Cả hai tên đều biến sắc. Đó là kiếm của Triệu Bân, hắn còn chưa chết. Triệu Bân không chết, kẻ bị tiêu diệt chính là lão già lưng gù. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, hai tên sát thủ rối rít muốn chạy trốn. Hai vị, vội vàng chạy đi đâu? Sau lưng bọn chúng vang lên thanh âm lãnh đạm, chính là giọng nói của Triệu Bân, hai thanh kiếm rõ ràng bay ra từ trong sơn động, nhưng Triệu Bân lại chui lên từ bên dưới lòng đất.
sao có thể như thế được? Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy lạnh sống lưng, ngay lập tức quay người lại. Lên đường vui vẻ. Triệu Bân lãnh đạm nói, hai thanh kiếm bay đã tới, mỗi lần hắn nói ra lời này, thì sẽ có người được tiễn lên đường. Phụt, phụt. Hai thanh kiếm ngay lập tức cắm vào giữa ngực của hai tên sát thủ, một trái một phải chết ngay tại chỗ. Hắc Bạch Vô Thường đều đã bị lấy mạng. Đây là hai kẻ cuối cùng, một nhóm năm sát thủ đều đã bị tiêu diệt. Nhóm này phối hợp vô cùng ăn ý, đã từng ám sát cảnh giới Huyền Dương, vậy mà hôm nay lại bị một tên nhóc cảnh giới chân linh giết ngược, vốn ỷ vào năm đánh một, cuối cùng đều phải chết không kịp ngáp. Quác quác, quác quác. Đám dưới đây đã lo xong, nhưng trận chiến vẫn còn chưa kết thúc. Vẫn còn hai tên sát thủ của La Sinh Môn đang cưỡi diều hâu đuổi theo đại bằng của hắn ở trên không trung. Triệu Bân liếc nhìn một cái rồi liền lao vào trong rừng. Thông linh thú cùng với chủ tâm linh tương thông, nên cũng bay về cùng hướng. Triệu Bân rất nhanh đã leo lên một ngọn núi, núp dưới một gốc cây cổ thụ, chờ đại bằng dẫn hai tên sát thủ tới. Hắn chờ đợi, chuẩn bị giết địch chỉ trong một kích. Quác quác! Đại bằng đã tới, với lá bùa tốc hành được dán trên cánh của nó lao tới với tốc độ cực nhanh, giống như một bóng đen lướt qua ngọn núi. Hai con diều hâu săn đuổi nó cũng đã tới. Chính là lúc này, ánh mắt của Triệu Bân lóe lên, dùng hồn ngự kiếm, Tử Tiêu và Long Uyên cùng phóng ra. Keng, ông, tiếng kiếm phóng ra vô cùng chói tai. Ngươi, lúc này hai tên sát thủ mới nhìn thấy Triệu Bân, bởi vì từ nãy đến giờ bọn chúng chỉ chú ý tới đại bằng, nó bay quá cao cho nên bọn chúng không thể quan sát kịp bên dưới. Phụt, phụt, hai tia máu bắn ra giữa không trung. Trông vô cùng lộng lẫy. Một con diều hâu bị xuyên thủng bụng dưới, một con diều hâu bị chém đứt một cánh, ngay lập tức kêu gào, từ trên không trung rơi xuống, hai tên sát thủ đứng ở trên đó cũng không có kết cục tốt, không có cách nào đứng vững, cũng bị rơi xuống, không còn chỗ bám, rơi tự do trên không trung. Kiếp sau đừng có mà dây vào những chuyện không nên dây vào. Triệu Bân một hồn ngự hai kiếm. Không chờ hai tên sát thủ rơi xuống đất thì hai thanh kiếm đã xuyên thẳng qua cổ họng của bọn chúng, chết vô cùng thảm. Trận chiến này đúng là quá vớ vẩn. Công đức viên mãn. Triệu Bân cười, lảo đảo lau vết máu nơi khóe miệng. Một chọi bảy, không bị thương mới là lạ. Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi xoay người, còn phải thu dọn chiến trường. Keng! Trước mặt liền thấy phi đao phóng tới, uy lực không mạnh bao nhiêu. Nhưng lá bùa treo trên phi đao mới là thứ đáng nói. Đó là bùa nổ lôi quang. Rõ ràng, ngoài bảy sát thủ đã bị tiêu diệt, còn có thêm một kẻ thứ tám. Mà chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là bùa nổ lôi quang đã phát nổ. Phụt! Triệu Bân trào máu, bị nổ văng ra ngoài, bùa nổ lôi quang mạnh hơn bùa nổ nhiều lần, uy lực vô cùng cường hãn, may là Triệu Bân thường xuyên luyện thể, thân xác đủ cứng rắn. Nhưng cũng bị nổ đến mức máu chảy đầm đìa. Keng! Trước khi khói tan, đã thấy một thanh kiếm chuôi đỏ đâm tới. Triệu Bân định thần lại, giơ bàn tay đang chảy máu lên giữ chặt mũi kiếm. Đến lúc này, hắn mới trông thấy rõ người cầm kiếm. Đó là một người phụ nữ ăn mặc như một người đàn ông, khăn đen che kín mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng. U Lan, người trả ơn ân nhân của mình như thế này sao? Triệu Bân lãnh đạm nói, hắn nhớ rất rõ đôi mắt đẹp này, không cần lột khăn che mặt của đối phương xuống thì hắn cũng biết đối phương là ai, đây chắc chắn là U Lan, cô gái có huyết mạch đặc biệt, một khi bạo tẩu liền có thể bay. Ngươi, U Lan khẽ giật mình, từ những lời nói đó, có lẽ cô ta đã biết được thân phận của Triệu Bân, ánh mắt của hắn thâm thúy cơ trí như đêm đó, trong tích tắc này có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Long cong, chân nguyên của Triệu Bân cuồn cuộn. Đẩy lùi U Lan, đánh rớt mạng che mặt của cô ta. Đúng như những gì hắn thấy, đây chính là U Lan. Đã nói rồi mà, đôi mắt đẹp như vậy, trên thế giới này khó có thể nào xuất hiện thêm đôi thứ hai được. Ngươi, thật sự là Triệu Bân. Khóe miệng của U Lan khẽ nhếch lên, khó có thể tin được những gì mình đang thấy. Nguyên nhân chính là vì ngày hôm đó Triệu Bân luôn đeo mặt nạ ra người, cô ta không biết được khuôn mặt thật cũng như tên thật của hắn. Thậm chí, từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, giờ cô ta mới biết người mà mình thương nhớ, trùng hợp thế nào mà lại chính là Triệu Bân kẻ cô ta muốn giết. Chẳng trách nhìn bóng dáng hắn quen thuộc đến vậy. Đến nay, cô ta cũng đã hiểu.
ta nên đoán ra ngươi chính là sát thủ La Sinh Môn từ sớm. Triệu Bân loạng choạng, không đứng vững, hắn khom người, không ngừng ho ra máu, người thổi khói độc vào phòng hắn đêm đó chắc chắn là U Lan, nhiệm vụ cô ta nhận chính là ám sát hắn, có lẽ đây chính là nguyên nhân U Lan 5 lần 7 lượt thể hiện sát khí với hắn. Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Ngoài bất ngờ ra, Triệu Bân còn không kịp trở tay. Bùa nổ lôi quang mua được trong buổi đấu giá đúng là không lãng phí, ra ngoài là dùng ngay trên người hắn, khiến hắn nổ tung xác. Chơi giao sát có ngày đứt tay. Một cao thủ về bùa nổ như hắn cũng có ngày bị nổ tung xác. Mà người khiến hắn nổ tung, lại chính là U Lan mà hắn từng cứu. Thật đúng là thế sự vô thường, khi gặp lại lại nói linh tinh như vậy. Chỉ bằng cuộc đối thoại đơn giản, cả ngọn núi bỗng trở nên yên lặng. Triệu Bân bị thương rất nặng, vốn dĩ hắn đã cụt một tay, bởi vì bùa nổ lôi quang này mà suýt nữa bị nổ tới tàn phế, nhiều chỗ lộ cả xương và máu. Vết thương nào cũng có lôi quang quấn quanh, máu chảy không ngừng, thân hắn đã bị máu nhuộm đỏ. Dù vậy, hắn vẫn có át chủ bài. Trong điều kiện bình thường, U Lan không thể giết chết hắn, cho dù hắn có bị trọng thương đi nữa. Đây chính là bí mật của hắn. Khuôn mặt của U Lan tái nhợt, cô ta từng tưởng tượng vô số lần về cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng lại không ngờ rằng cảnh tượng đó lại như thế này. Cô ta là thích khách, hắn là mục tiêu mà người thuê chỉ đích danh muốn giết, thân phận hiện giờ của hai người, thật sự còn buồn cười hơn cả chuyện cười. Ai cử ngươi tới đây? Sự im lặng kéo dài cuối cùng cũng bị một lời nói của Triệu Bân phá vỡ. Không, không biết. U Lan cúi đầu, thanh kiếm vô tình rơi khỏi tay U Lan phát ra tiếng leng keng. Có lẽ U Lan đã quên đi nhiệm vụ của mình và có lẽ cũng quên đi mình là một sát thủ. Nhiệt xuyên. Nếu U Lan cố gắng hết sức, có lẽ cô ta sẽ thật sự giết được Triệu Bân. Nhưng cô ta không thể xuống tay được. Không phải vì Triệu Bân từng cứu cô ta mà là vì Triệu Bân là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của cô ta. Cô ta sống gần 20 năm, ký ức quý báu nhất chính là kỷ niệm ở cái giếng cạn tối tăm đó, dù cho Triệu Bân đeo mặt nạ ra người nhưng đêm hôm đó, một bên mặt kia đã sớm khắc sâu vào tâm hồn cô ta. Nó đã vuốt ve an ủi trái tim cô ta, được cô ta coi như báu vật quý giá nhất. Chính Triệu Bân đã kéo cô ta từ địa ngục trở lại trần gian. Triệu Bân không cưỡng ép truy hỏi thêm, e rằng U Lan cũng thật sự không biết, mà cho dù có biết thì có thể cô ta cũng sẽ không nói, quy tắc của La Sinh Môn thế nào, khi còn bé hắn đã từng nghe nói rồi. Ta vẫn sẽ quay trở lại. Trước khi bỏ đi, U Lan quay lại nói, sau đó nhặt thanh kiếm rồi biến mất trong bóng tối. Phụt! Sau đó, Triệu Bân phun ra một búng máu, cuối cùng hắn không chịu đựng nổi mà nửa quỳ trên mặt đất, với uy lực của bùa nổ lôi quang. Chỉ cần đủ lượng là sẽ khiến hắn nổ thành tro. Nhà đầu kia không tệ, Nguyệt Thần cười nói. Cô ta điên lên thì mất hết tính người mà. Triệu Bân đã khoanh chân ngồi xuống, cố gắng lưu chuyển luyện thể pháp môn để trị thương. Những lời của Triệu Bân cũng không phải là khen ngợi U Lan. Một khi huyết mạch bộc phát, cô ta thật sự sẽ giống như một kẻ điên, gặp ai thì giết người đó. Vào đêm đó nếu không phải hắn chạy nhanh, nếu không phải hắn da dày thịt béo đỡ được thì có lẽ mạng cũng mất rồi. Tình huống bây giờ thật sự rất khó xử. Đây đã là lần thứ hai hắn bị La Sinh Môn ám sát rồi, và lần sau lại kinh khủng hơn lần trước. Nếu có lần sau, không chừng sẽ là một tên sát thủ cảnh giới huyền dương. Tiếng xương cốt kêu răng rắc không dứt, tẩy tủy dịch cân kinh thật sự rất bá đạo, nó có sức mạnh hồi phục thân thể thần kỳ. Dù nổ cả xương cốt nhưng khi rèn luyện cơ thể, từng khớp xương sẽ dần khớp lại, đoạn gân bị đứt, cũng từ từ được nối lại. Quác quác, đại bằng bay từ trên không xuống, canh giữ bên cạnh hắn, trên người nó cũng có vết thương, có lẽ là trong lúc bị truy sát trước đó, nó bị hai con diều hâu đánh trúng. Nhưng những vết thương này cũng không đáng lo, như trước đó đã nói, dù mất ký ức, nhưng tiềm lực của đại bằng cánh vàng vẫn còn, khả năng khôi phục vẫn rất tốt, mấy vết xước trên người cũng đã được hồi phục. Thời gian từ từ trôi qua. Khi trời gần sáng, Triệu Bân mới đứng dậy, lập tức dọn dẹp chiến trường. Tú Nhi, người rất am hiểu thuật áp tinh nhỉ. Triệu Bân tìm một hang động, hắn còn tranh thủ nhìn sang Nguyệt Thần, hắn rất thích phu thuật của ông già lưng gù, làm một con rối nhỏ như vậy là đã có thể âm thầm giết chết kẻ khác. Nếu như học được phu thuật này, hắn có thể giết người trong vô hình, quan trọng là rất an toàn nữa. Thần Linh, không gì không biết.
Lời nói này của Nguyệt Thần tràn đầy khí phách. Dạy ta đi. Không dạy. Tại sao? Phù thuật tà ác, tích tụ oán hận, khi là phàm nhân thì thể hiện không quá rõ ràng, đợi khi ngươi thành tiên thì nó sẽ trở thành nhân quả nghiệp chướng, tổn hại căn cơ chỉ là nhẹ, phần lớn sẽ chỉ có kết cục thất bại thôi. Nguyệt Thần bình tĩnh nói, nghe giọng điệu thâm trầm này của cô ta, chắc thứ này liên quan đến rất nhiều điều. Dạy ta chú định thân cũng được. Triệu Bân cười ha ha, lập tức đổi chủ đề, trải qua một trận tử kiếp, dù sao hắn cũng phải có chút lợi ích chứ. Trước kia cũng như vậy, nếu chịu đánh sẽ được thưởng một bộ bí pháp. Nói thì dễ. Nguyệt Thần không keo kiệt, ánh sáng vàng liền chiếu xuống, tự nó tổ hợp lại. Đến giờ phút này, Triệu Bân sáng cả mắt. Những thứ Nguyệt Thần truyền dạy không chỉ là chú định thân, mà còn có cách và tài vẽ bùa. Vốn dĩ chúng đều giống nhau, đều là định thân, hơn nữa còn định thân khá chính tông nhưng về mặt hiệu quả, chú định thân của bà lão gà mờ kia chắc chắn không thể sánh bằng. Tất nhiên, chú định thân cũng phân cấp bậc. Dù là bùa định thân hay là chú định thân thì đều phải xem dùng trên người ai. Nếu đối với người có cảnh giới chân linh thì khá dễ dùng, nhưng với cảnh giới huyền dương giống như Chư Cát Huyền Đạo thì không hề dễ sử dụng chút nào. Chỉ một câu thôi, chính là vì tu vi võ đạo quá thấp. Triệu Bân tìm thấy một sơn động, nên hắn ngồi xuống kiểm kê bảo bối. Bảy sát thủ, thu hoạch cũng kha khá. Tiền tài là vật ngoài thân, có thứ chỉ đẹp mắt ví dụ như tỏa hồn liên của Hắc Bạch Vô Thường được rèn từ sắt đặc biệt tạo thành, có thể luyện dung hợp với tử tiêu, hoặc ví dụ như cổ độc của ông già lưng gù, đều là bảo bối rất thực tế. Cất những thứ này đi, Triệu Bân lấy đồ nghề để vẽ bùa ra. Thiên tài nghịch thiên thì học gì cũng rất nhanh. Một lá bùa định thân hoàn thành mà không phải dừng lại giữa chừng, liền mạch lưu loát, hắn nên chữ nhiều một chút để vào những lúc quan trọng, nó có thể cứu mạng mình giống như bùa tốc hành và bùa nổ, khi mở ra cấm chế thì phải tiêu hao chân nguyên. Còn chú định thân, bây giờ vẫn chưa thể học được. Tại sao lại chưa học được? Chính là vì chú định thân này cần dùng ngón tay dính máu, vẽ một chữ định trên lòng bàn tay, nói trắng ra, đây chính là kỹ năng cần hai cánh tay mới làm được. Người một tay như Triệu Bân hắn chắc chắn là không làm được. Không làm được cũng không sao, hắn cũng đã ghi lại chú ngữ rồi. Triệu Bân đã là cảnh giới chân linh tầng thứ tư, đợi đến tầng thứ năm, sẽ có hai cánh tay. Tú Nhi, cô có biết huyết mạch của U Lan không? Triệu Bân vừa vẽ, vừa tò mò hỏi. Huyết mạch của nàng ta không phải do trời sinh, mà là được rót vào, đó chính là huyết thống của Dực tộc. Nguyệt Thần bình tĩnh nói. Dực tộc. Triệu Bân lẩm bẩm, trong huyền môn thiên thư, hắn đã từng đọc vài dòng về tộc này, huyết mạch không tầm thường, nếu như thức tỉnh huyết mạch thì có thể dạo chơi trên không. Đúng là như vậy. Khi U Lan bỏ chạy, cô ta có thể bay lên trên không gần như là nhờ vào huyết mạch. Có huyết thống như thế này, nếu như nắm giữ được, không cần phải cưỡi thú phi hành là cũng có thể bay lên trời. Đừng vẽ nữa, lên trên đỉnh núi đi. Được thôi. Triệu Bân lập tức dọn dẹp quần áo, đi ra khỏi sơn động, trèo thẳng lên đỉnh núi. Trời đang giữa trưa, thời tiết khô nóng. Triệu Bân mồ hôi nhễ nhại, hắn thản nhiên kéo quần áo, cơ bắp lộ rõ ra lực bộc phát. Mắt sáng nhìn trời, ngắm thái dương, Nguyệt Thần nói. Nhìn, mặt trời sao, Triệu Bân giật khóe miệng, đang là giữa trưa, nắng nóng gay gắt, cứ nhìn chằm chằm như vậy trong thời gian dài thì chắc chắn sẽ mù mắt mất. Từ hôm nay trở đi, phải luyện thiên nhãn. Thiên nhãn, cũng có thể luyện sao? Triệu Bân khẽ giật mình, thiên nhãn sao? Hắn đã từng nhìn thấy, Nghiêm Khang có thiên nhãn, đôi mắt đó đúng là bất phàm, nếu không phải vì lực tinh thần của hắn ta cao thì đã bị hắn cướp từ lâu rồi. Có lời đồn, thiên nhãn là do trời sinh. Triệu Bân nghe ra ngụ ý trong câu nói của Nguyệt Thần, thiên nhãn vẫn có thể tạo ra. Thú vị như vậy sao? Khi Triệu Bân lẩm bẩm, Nguyệt Thần đã phất tay, một đống chữ vàng bay ra. Thần, thông, thiên, nhãn. Triệu Bân nhìn đọc từng chữ một. Đọc sơ qua thôi đã giúp hắn phá vỡ nhận thức cũ. Thiên nhãn thật sự có thể tạo ra, mà thần thông thiên nhãn này cũng đã nói rõ phương pháp, mở to mắt nhìn thẳng vào mặt trời, phối hợp phương pháp lưu chuyển này, đợi một thời gian là có thể hình thành thiên nhãn, khi đó con người sẽ giống như mặt trời. Bí thuật lợi hại, Triệu Bân tặc lưỡi. Sản phẩm của Nguyệt Thần nhất định phải thuộc hàng tinh phẩm, thần ninh đúng là không gì là không biết. Chưa kịp suy nghĩ thêm gì nữa, hắn lập tức nhắm mắt lại để lĩnh hội. Thiên nhãn đó,
Nếu như tu luyện thành công, chắc chắn sẽ cực ngầu, dùng thêm bí thuật thiên nhãn là có thể giết người vô hình, ví dụ như ảo thuật thiên nhãn kết hợp với võ hồn của hắn thì sẽ rất hiệu quả. Hắn nghĩ rằng, trong cảnh giới chân linh, không ai có thể vượt qua mình. Sao hôm nay Tú Nhi lại dễ tính thế nhở? Trong lòng Triệu Bân thầm nhủ, đang yên lành mà lại truyền cho hắn bí pháp. Thương ta như vậy sao? Bà đây thương ngươi muốn chết. Nguyệt thần không nói gì, liếc mắt nhìn Triệu Bân, nếu không phải vì ngươi bị La Sinh Môn theo dõi thì bổn thần đây cũng không thèm quan tâm ngươi. Ta không thể hộ mệnh cho ngươi mọi lúc mọi nơi, có trời mới biết khi nào hắn bị giết chết, mà ngươi chết rồi thì ngươi không cần lo, nhưng ta đây đường đường là một vị thần, thế mà cũng phải chôn theo. Đừng có mạnh miệng, cô thương ta mà. Những suy nghĩ của Triệu Bân cực kỳ tốt đẹp, vị sư phụ này quá hào phóng. Đủ một khắc, Triệu Bân mới mở mắt. Pháp môn thần thông thiên nhãn này, hắn đã hiểu, sau đó lập tức ngước thẳng nhìn lên mặt trời. Ánh mặt trời hôm nay thật sự rất chói chang. Ngước mắt lên nhìn cũng rất khó để mở hai mắt ra, hắn chỉ có thể cầm hai cây gậy nhỏ chống mí lên, cưỡng ép nhìn thẳng. Trong nháy mắt, hai mắt tối sầm lại chẳng khác nào bị mù vậy, hơn nữa hai mắt còn nóng rát, cảm giác bỏng đập vào đôi mắt hắn từng chút một. May mà hắn còn có bí quyết. Trong lòng mặc niệm pháp môn thần thông thiên nhãn, cảm giác nóng bỏng đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa, Triệu Bân chỉ cảm thấy có một vũng hồ nước róc rách ở trong mắt, sảng khoái mát mẻ. Cẩn thận lắng nghe, trong mắt liền có tiếng xoẹt xoẹt, có thể nhìn thấy từng tia nắng, đâm sâu vào trong mắt, hòa vào vô hình, chính là cảm giác. Một sức mạnh kỳ lạ. Tú Nhi, bao lâu nữa mới có thể hình thành thiên nhãn? Triệu Bân hỏi ra, đúng là quái thai, thế mà vẫn còn có thể phân tâm nói chuyện. Nhanh thì 100 năm. Nguyệt thần nằm trên mặt trăng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thình thịch. Triệu Bân nghe Nguyệt thần nói thì thầm nuốt nước bọt liên tục. Nhanh cũng phải mất 100 năm sao? Thời gian như thế thì có vẻ hơi dài, e rằng hắn vẫn chưa luyện được thiên nhãn thì đã chết mất rồi. Từ đó có thể thấy việc tạo ra được thiên nhãn phải khó khăn đến mức độ nào. Nhưng nếu như luyện được thì nhất định sẽ kinh hãi thế tục, thần thông thiên nhãn đã nói như thế. Nhưng thật ra Nguyệt thần đang lừa hắn. Với thiên phú của Triệu Bân thì cần gì đến 100 năm, theo như cô ta đoán thì nhiều nhất là mấy tháng thôi. Pháp môn thì pháp môn nhưng khả năng lĩnh ngộ cũng vô cùng quan trọng. Rõ ràng là tốc độ lĩnh ngộ của Triệu Bân rất phi thường. Trong số những người phàm mà cô ta đã gặp trong đời thì hắn là người có khả năng thiên phú cao nhất, đến cả hậu duệ truyền thừa của thần linh cũng chưa chắc hơn được hắn. Tư chất có lẽ có thể thay đổi được nhưng khả năng thiên phú là trời sinh, Triệu Bân sinh ra đã khác người, chuyện này có lẽ có liên quan đến lai lịch của hắn. Cái tên này không phải là người bình thường. Ít ra theo cô ta thấy thì hắn không tầm thường, chỉ vì bóng dáng quen thuộc đó đã đến. Nhưng cô ta vẫn chưa nhớ ra được là nhân tài nào. Tú Nhi, ta xem thiên thư thấy có nhắc đến ngày cực dương 100 năm mới có một lần, chuyện này có thật sự tồn tại không? Triệu Bân lại hỏi. Ngày cực dương 100 năm mới có một lần, là ngày thuần dương, mọi âm tà trên thế gian đều phải né tránh. Chỉ có điều, 100 năm thì mới có một lần, mà hôm đó mặt trời sẽ nóng bỏng và chói chang nhất, nếu như luyện thiên nhãn vào hôm đó thì không biết sẽ có chuyện thần kỳ gì xảy ra hay không. Nguyệt thần vừa nhìn là đã nhận ra được suy tính của hắn. Đã nói rồi mà, tên nhóc này không hề ngốc, hắn vẫn còn sáng suốt lắm, biết học những thứ có ích. Đúng thật là có ngày cực dương 100 năm mới có một lần. Giống như những gì Triệu Bân đã xem được, 100 năm mới có một lần không phải là do con người mà là do tự nhiên tạo ra. Luyện thiên nhãn vào hôm đó thì khả năng thành công sẽ tăng gấp bội nhưng lại không cần tốn quá nhiều công sức. Mà vận may của Triệu Bân lại khá tốt, không bao lâu nữa là đến ngày cực dương 100 năm mới có một lần, có thể luyện được thiên nhãn hay không thì trông cậy hết vào hôm đó. Cũng chính vì vậy nên cô ta mới truyền bí thuật này cho hắn để chuẩn bị cho ngày cực dương. 3 tiếng đồng hồ sau, Triệu Bân thu tầm mắt lại. Hai mắt của hắn tối sầm lại trong vài giây. Sau đó mới từ từ sáng trở lại. Việc hướng mắt nhìn về mặt trời, kết hợp với thần thông thiên nhãn khiến mắt hắn có đôi chút thay đổi, trở nên sâu thẳm hơn, nhìn kỹ trong mắt thì có thể nhìn thấy được bóng mặt trời mờ ảo, chỉ có điều nó lúc ẩn lúc hiện. Nếu thật sự luyện được thiên nhãn thì nó mới hiện lên một cách chân thực. Dù cho là như vậy thì cũng có rất nhiều mặt lợi.
lúc này hắn đã nhìn thế giới rõ ràng hơn lúc ban đầu nhiều. Nếu thêm ít ngày nữa thì những thứ như thuật dịch dung, thuật biến hình đều không thoát khỏi mắt hắn. Hắn không chỉ luyện thiên nhãn không thôi mà còn có cả tầm nhìn, hắn đã ngộ ra hết mọi thứ. Khi trời dần chuyển tối thì hắn mới thu dọn đồ đạc xuống núi. Không thể không nói, trận mưa giông đó thật sự đã mang đến rất nhiều may mắn, tinh thần lột xác thành võ hồn, còn nhận được không ít chiến lợi phẩm. Nguyệt thần cũng rất rộng rãi, truyền thụ cho hắn hai bí thuật là chú định thân và bùa định thân đều rất hữu dụng, thần thông thiên nhãn thì lại càng bá đạo hơn. Lúc hắn về lại thành vong cổ thì màn đêm đã buông xuống. Giống như thường ngày, thành vong cổ vào ban đêm vô cùng nhộn nhịp, tiếng hò hét lúc trầm lúc bồng. Ế! Lúc hắn đi ngang qua cửa hàng binh khí của nhà họ Liễu thì đột ngột dừng lại. Cửa hàng binh khí của nhà họ Liễu đã đóng cửa rất lâu rồi, không ngờ đã mở cửa trở lại. Chắc là mở cửa vào hôm nay, trên bảng hiệu còn treo lụa đỏ, mặt tiền cũng được mở rộng không ít. Dù là ban đêm nhưng vẫn có người ra vào, phần lớn là đến mua binh khí. Nhà họ Liễu giàu có thật, họ lại tìm một luyện khí sư nữa đấy. Nghe nói đấy còn là bậc thầy luyện khí sư có khả năng chống lại tia chớp nữa cơ. Hơn nữa chất lượng của binh khí cũng tốt lắm. Khách đến mua hàng rất nhiều, top 3 top 5 vừa đi vừa nói chuyện với nhau, ai cũng cầm binh khí, dùng vải lau, nâng niu không nỡ rời tay, chắc là mới mua xong. Triệu Bân thu ánh nhìn lại, hòa cùng dòng người đi vào trong. Đã bao nhiêu ngày rồi, từ lúc linh mạch bị đứt thì đây là lần đầu tiên hắn đến cửa hàng binh khí của nhà họ Liễu. Nó thật sự sang trọng hơn của nhà họ Triệu, mặt tiền lớn hơn, bên trong cửa hàng cũng cực kỳ rộng rãi, binh khí ngập tràn trên các kệ hàng, đủ các chủng loại, thứ gì cũng có. Khá lắm. Triệu Bân cầm một thanh kiếm vàng lên, quan sát một lượt thì thấy chất lượng rất tốt. So với binh khí của nhà hắn thì không hơn không kém, quan trọng nhất là chỗ này bán giá rẻ hơn. Luyện khí sư được gia tộc lớn tìm về đúng thật là không tầm thường. Gia tộc lớn. Luyện khí sư của nhà họ Liễu là luyện khí sư được gia tộc lớn giới thiệu, còn về phần là gia tộc lớn nào thì vẫn chưa biết, chỉ biết họ đến để giúp nhà họ Liễu đối phó với nhà họ Triệu thôi. Không chỉ có ngành rèn binh khí mà gia tộc lớn còn lấn sân vào những ngành nghề khác nữa. Mục tiêu rất rõ ràng, họ muốn đánh cho nhà họ Triệu không cách nào ngóc đầu dậy nổi. Cũng đúng, Triệu Bân đã gây thù với quá nhiều người rồi. Trong lúc lựa binh khí, những người đến mua binh khí cũng không quên to nhỏ tám chuyện với nhau. Vậy là chúng đã bắt đầu ra tay rồi à? Triệu Bân lẩm bẩm, có nhiều gia tộc lớn tham gia vào như vậy, nhà họ Triệu không bị chèn ép tới sụp đổ mới là chuyện lạ. Dù sao thì gia tộc ẩn danh đó cũng có thế lực lớn mạnh, hơn nữa, cũng không phải chỉ có một hai nhà. Nhà họ Triệu của hắn chỉ là một gia tộc nhỏ, sao chịu nổi sự dày vò của bọn họ. Phải tìm cách uy hiếp đè ép mới được. Triệu Bân đặt thanh kiếm vàng xuống lại, vừa đi vừa lẩm bẩm, uy hiếp tức là hù dọa, phải chọn thời điểm thích hợp, kéo sư phụ mà hắn bịa ra đi loanh quanh. Có một tôn giả cảnh giới thiên võ ở đó thì e là gia tộc lớn cũng không dám làm càn. Trước khi hắn ra khỏi cửa thì vừa hay gặp một cô gái xinh đẹp đi vào. Đó là Liễu Như Nguyệt, không biết tại sao cô ta lại rảnh rỗi, có thời gian chạy đến chỗ này nữa. Lúc cô ta và Triệu Bân lạnh lùng và thờ ơ lướt qua nhau, cô ta đã hơi chau mày, dường như có cảm giác quen thuộc, nhưng khổ nỗi Triệu Bân đội mũ áo khoác nên cô ta không nhìn được mặt hắn. Thể thiên linh bá đạo thật. Triệu Bân thầm suýt xoa trong bụng, tu vi của Liễu Như Nguyệt lại tăng thêm một bậc. Đạt đến đỉnh cao của cảnh giới chân linh. Nếu như có đủ cơ duyên thì trên 50% là có thể tiến lên cấp huyền dương. Hơn nữa, huyết mạch thiên linh và chân lực của cô ta đều lớn mạnh, chân nguyên cũng càng thêm cuồn cuộn. Nếu người như cô ta ở cảnh giới huyền dương thì nhất định sẽ không có đối thủ. Tú Nhi, có thể tạo ra huyết mạch không? Triệu Bân liếc mắt, tò mò nhìn Nguyệt Thần đang im lìm. Huyết mạch hậu thiên cần được kế thừa chứ không thể tạo ra được đâu. Nguyệt Thần thản nhiên nói, cách này nói khó thì không khó, nhưng nói đơn giản thì không hề đơn giản. Đầu tiên phải tìm được huyết mạch đặc thù, sau đó truyền thừa nguyên vẹn huyết mạch của người đó qua. Nếu không rảnh rỗi đến mức nông nổi thì ai lại đi thừa tệ huyết mạch chứ, người ta giữ lại còn không kịp nữa là. Cho dù được kế thừa, cũng cần rất nhiều ngày tháng sau này để dung hợp.
Dù sao thì hậu thiên và tiên thiên cũng có sự cách biệt, không thể dùng hết được toàn bộ uy lực. Khi họ về đến cửa hàng binh khí thì đã có khách tới thăm. Nhìn kỹ lại, người này chính là tiền bối Tử Linh, người trông giữ ngôi mộ của vua Âm Nguyệt. Khi hắn đến nơi, Tử Linh đang đứng bên dưới một gốc cổ thụ trong vườn, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Chư Cát Huyền Đạo đang cười khà khà. Lão Mập cũng cực kỳ nhiệt tình, hết bưng trà đến rót nước. Cả hai lão già kia đều thích vị nữ tiền bối này. Đây chính là kết luận mà Triệu Bân đưa ra, ân cần đến mức này, phải yêu thích đến cỡ nào chứ? Câu chuyện về hai con lợn và một cây cải thảo trắng. Tên mập đen thui cũng có mặt ở đây, buột miệng nói ra lời mà Triệu Bân muốn nói. Nếu không làm sao được gọi là huynh đệ chứ, họ có thể nghĩ tới cùng một chuyện, nhưng nếu nói ra chắc chắn sẽ ăn đòn no. Đến rồi, tên tiểu tử kia quay lại rồi. Thấy Triệu Bân, Trừ Cát Huyền Đạo và lão mập hô ầm lên, nhanh chóng chạy tới, mỗi người túm lấy Triệu Bân từ một bên, trông cứ như sợ Triệu Bân sẽ guồng chân chạy mất. Tiểu Hữu, lại gặp mặt rồi. Tử Linh mỉm cười khẽ nói, âm sắc vẫn dễ nghe như ngày nào, giống như những nốt nhạc đang nhảy múa. Từ lại này rất phù hợp. Lần đầu tiên, bà ta tới tìm Triệu Bân để hỏi đường, lần thứ hai là ở mộ của vua Âm Nguyệt, đây chắc hẳn là lần thứ ba. Bà ta nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được rằng võ tu nhỏ bé mà bà ta cứu hôm đó chính là thiếu chủ vô dụng của Triệu gia. Nói vô dụng thì không chính xác nữa, phải là thiên tài cái thế, đã vậy bối cảnh cũng không vừa, hóa ra hắn còn bái được một sư phụ là người trong hoàng tộc. Tham kiến tiền bối. Triệu Bân khá hiểu lễ nghĩa, hắn hành lễ bằng một tay, dù sao thì đây cũng là ân nhân cứu mạng. Tiểu Hữu, liệu có thể gặp sư tôn nhà ngươi được không? Tử Linh khẽ hỏi, không hề có vẻ lên mặt của tiền bối, không những không có mà giọng điệu còn khá nhún nhường, dường như có chuyện cần cầu cạnh. Bà ta vừa mới chạy ra khỏi cổ mộ, biết đại hạ Hồng Uyên chính là sư phụ của Triệu Bân nên mới đợi ở đây. Ông ấy như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Triệu Bân khẽ ho khan, lúc nói chuyện còn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Phải tìm ông ấy như thế nào, Tử Linh vội vàng hỏi thêm. Không biết. Triệu Bân khẽ lắc đầu, tiền bối có thể nói trước, nếu ngày nào đó mà sư phụ Vân Du trở về, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời, cũng đỡ cho tiền bối phải vất vả chờ đợi. Cổ mộ, Tử Linh không hề giấu giếm, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói, có một thế lực bí ẩn nào đó đang vẫy gọi thi thể của vua Âm Nguyệt. Vẫy gọi. Nếu đã là vẫy gọi, chắc chắn có mục đích nào đó không thể nói với người khác, Chư Cát Huyền Đạo tiếp lời, chắc hẳn là làm công cụ giết người. Hoặc luyện chế thành con rối. May mà đối phương không biết mộ của vua Âm Nguyệt ở đâu, lão mập khoanh tay trước ngực, nếu biết được thì có lẽ không phải kêu gọi nữa mà là cướp thẳng thừng luôn. Chỗ đó quả thực không dễ tìm. Triệu Bân cười gượng, ai mà người được rằng vua Âm Nguyệt từng uy trấn bát hoang lại được chôn ở một vùng núi hẻo lánh khỉ ho có gáy, hiển nhiên không hề tương xứng với thân phận của ông ta. Cao thủ thiên tông nhiều như mây trời, tìm người giúp đỡ thôi. Tên mập chen vào một câu, mấy người có mặt ở đó quá nửa liên quan tới Thiên Tông, nhất là Chư Cát Huyền Đạo và lão mập, thân phận chắc hẳn không hề thấp kém. Đầu óc người bị uống nước hả, nhóc ham tiền giơ ngón tay chọc vào đầu tên mập, đã bảo là thế lực bí ẩn thì rất có khả năng là người của Thiên Tông. Ô quao, người nhà mình đi đào mộ của nhà mình. Các thế lực nội bộ Thiên Tông rất phức tạp chứ không hề đơn giản như người nghĩ đâu. Và lại, Thiên Tông và vua Âm Nguyệt không phải là người một nhà. Ngay từ thời Chiến Quốc, Triều Long của Đại Hạ và Vương Triều Âm Nguyệt còn là hai quốc gia đối địch đấy. Tiền bối tìm sư phụ ta, Triệu Bân nhìn về phía Tử Linh. Mong ông ấy có thể lo liệu việc này, Tử Linh lập tức nói, hoặc có cách nào đó tiêu hủy thi thể của vua Âm Nguyệt, sinh ra từ cát bụi thì lại về với cát bụi. Nếu vua Âm Nguyệt còn hiện thế mà bị người ta dùng làm công cụ giết người thì chắc chắn sẽ là một kiếp nạn động trời. Tiền bối tin tưởng ta như thế, Triệu Bân mỉm cười, không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao. Sư phụ ta cũng là một cao thủ luyện chế con rối đấy. Hồng Uyên của Đại Hạ đường đường là cao thủ thiên võ, không thèm làm chuyện đê hèn đó đâu, Tử Linh mỉm cười, nếu tiểu hữu có ý định phát tán tin tức, cũng không cần đợi đến ngày này. Tiền bối quá lời rồi, quả thực thụ sủng nhược kinh. Triệu Bân cười cười, giữa chừng còn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần mấy lần.
không rảnh. Đây chính là lời hồi đáp của Nguyệt Thần. Có phải bắt cô ra ngoài đâu, cô cứ đưa ra phương pháp là được, Triệu Bân cười khà khà, ví dụ như cản trở việc gọi hồn, người ta đã vào lòng đất rồi, quấy rầy vong hồn rất không tốt. Ngày mai sẽ cho bà ta đáp án, Nguyệt Thần điềm tĩnh đáp. Được ngay. Tiền bối, tạm thời cứ đợi đến mai, Triệu Bân nhìn về phía Tử Linh, vãn bối sẽ nghĩ cách tìm sư phụ, nếu có tin tức gì sẽ báo ngay cho tiền bối. Nếu thế thì xin đa tạ tiểu hữu trước. Ban đêm, mọi người trở về phòng của mình. Không gian chìm vào im lặng. Nhóc hám tiền và tên mập thì đang ngủ rất ngon. Còn Chư Cát Huyền Đạo, Lão Mập, Tử Linh, Xích Hiên cùng với thằng nhóc tóc tím đều không thể nào ngủ được. Tuy trong phòng đã tắt đèn, nhưng mấy người này đều đang hướng về phòng của Triệu Bân. Tên nhóc đó nói sẽ cố gắng liên lạc với sư phụ. Nói không chừng Đại Hạ Hồng Uyên thực sự sẽ đến, và bọn họ sẽ may mắn được gặp mặt. Triệu Bân tất nhiên là biết được điều này. Nói cách khác, chính là do Nguyệt Thần biết được, suy nghĩ của ai cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của thần, ai bảo Triệu Bân tạo nên danh tiếng quá lớn, cho nên tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy tiền bối một lần. Tú Nhi, có phải là ta đã chơi lớn quá rồi không? Triệu Bân ho khan một tiếng, hắn đã bốc phét quá nhiều, sợ là không thể nào xử lý những rắc rối sau này được. Hừ! Nguyệt Thần không đáp lời, chỉ phất tay biến ra một luồng sáng màu vàng. Đó vẫn là những hàng chữ vàng, tự sắp xếp ngay ngắn bên trong ý thức của Triệu Bân. Bùa vãng sinh. Triệu Bân ngẩng đầu lẩm bẩm đọc, đọc xong mới hiểu ra đây là một phương pháp vẽ bùa, so với bùa nổ, bùa tốc hành và bùa định thân thì loại bùa này cực kỳ rườm rà, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho hắn hoa cả mắt, có quá nhiều đường vân bên trên lá bùa. Dùng bùa này có thể cắt đứt triệu hoán, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Hiểu rồi, Triệu Bân nhỏ giọng nói, hai mắt sáng ngời. Bên trên cách vẽ bùa vãng sinh đã có giới thiệu khá cặn kẽ. Loại bùa này tuy không có tác dụng với người sống, nhưng đối với người chết thì rất hữu dụng, có thể che giấu âm khí, cũng có thể cắt đứt triệu hoán, mà năng lực lớn nhất chính là phong ấn người chết. 9981 lá, vẽ đi, Nguyệt Thần lười biếng lên tiếng. Được rồi, Triệu Bân lập tức phất tay, đạo cụ và trang phục vẽ bùa hắn đều có đủ. Đã nói mà, Nguyệt Thần sẽ không thấy chết mà không cứu. Về phần tại sao phải vẽ 9981 lá bùa, điểm này thì hắn đã xem qua trong Thiên Thư Huyền Môn, con số này là con số cực hạn, có hàm chứa huyền cơ thần kỳ, Nguyệt Thần nói, 9 lá bùa là một trận pháp, 81 lá bùa tổng cộng hợp thành 9 trận pháp, mới có thể phong ấn được vua âm Nguyệt. Không còn cách nào khác, ai bảo vua âm Nguyệt có cảnh giới thiên võ chứ? Sự tồn tại ở cấp bậc đó, cho dù đã nằm xuống dưới lòng đất thì vẫn là một sự tồn tại vô thượng. Chứ đừng nói đến thi thể chôn cất trăm năm còn vướng vào thuật dưỡng thi thể càng cổ xưa thì càng đáng sợ, nếu như thi biến thì thiên hạ sẽ đại loạn. Bùa vãng sinh cực kỳ khó vẽ. Cho dù Triệu Bân có thiên phú thì cũng phải thất bại nhiều lần, đúng như hắn đoán, những đường vân bên trên lá bùa nhiều không tưởng, rậm rạp chằng chịt, vừa nhìn đã cảm thấy đau đầu hoa mắt, đây không phải là thứ mà bùa nổ và bùa tốc hành có thể so sánh, có yêu cầu rất cao đối với tinh thần lực. Cũng may, tinh thần của hắn đã lột xác võ hồn. Thử tới lần thứ 5 thì hắn mới vẽ ra được một lá bùa vãng sinh. Đúng là một món bùa chú huyền ảo. Hai mắt của Triệu Bân sáng ngời, sau khi vẽ xong lá bùa thứ nhất, hắn dần dần hiểu được chân lý, cho nên những lá bùa sau hắn cũng không phải vẽ vất vả như vậy nữa, thủ pháp vẽ bùa tiến bộ không ít. Đúng là một nhân tài. Nguyệt Thần cảm thán. Năm xưa cô ta vẽ bùa vãng sinh cũng phải thử đến mấy chục lần mới vẽ được, xem ra tên này có thiên phú rất tốt, trong lĩnh vực này, cô ta tự nhận mình thật không bằng Triệu Bân. Vì sao chỉ phong ấn, tiêu hủy thi thể không phải sẽ nhanh hơn sao? Triệu Bân lại nói, so sánh với việc phong ấn, hắn nghiêng về phương pháp tiêu hủy hơn, như vậy cũng an toàn, người chết cũng chân chính được an nghỉ. Chà, đáng tin cậy. Với tu vi của ngươi mà cũng muốn tiêu hủy thi thể cảnh giới thiên võ, Nguyệt Thần thẳng thừng nói, cho dù đối phương có đứng yên cho ngươi đánh, thì ngươi có đánh ròng rã 3 năm, 5 năm cũng không có kết quả gì. Cái ví dụ này thật trừu tượng. Triệu Bân ho khan một tiếng, tiếp tục an phận vẽ bùa.
Đúng là hắn đánh không lại thi thể cảnh giới thiên võ, cho dù kéo ra một xe bùa nổ thì cũng không nổ tung nổi thi thể cảnh giới thiên võ. Cảnh giới chân linh và cảnh giới thiên võ căn bản không ở cùng một thế giới, người thăng lên cảnh giới thiên võ cũng như đã lột xác thành tiên rồi. Tay người phàm làm sao có thể động vào được xác tiên? Chuyện này hắn sớm đã được lĩnh giáo qua, lần trước khi hắn cùng với tên mập đi nhầm vào trong phần mộ, hắn đã dùng nhiều bùa nổ ném về phía vua âm nguyệt như vậy, nhưng thậm chí còn không thể khiến cho thi thể của ông ta bị nhột. Nói một cách dễ hiểu, cấp bậc của hắn vẫn còn quá thấp. Hai người không nói thêm gì nữa, Nguyệt Thần cũng lười để ý Triệu Bân. Triệu Bân khá chuyên tâm. Hắn có thiên phú nghịch thiên, tốc độ vẽ bùa rất nhanh, hơn nữa còn đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, sự tiêu hao sức lực cũng khá lớn. Nếu hắn không có võ hồn cảnh giới chân linh thì hắn đã sớm kiệt sức rồi. Ngươi nói xem, Hồng Uyên có đến không? Chuyện này có chút khó nghĩ, chỉ có trời mới biết ông ta đang ở đâu. Ta còn tò mò về thế lực đã triệu hoán vua âm nguyệt hơn. Trong màn đêm tĩnh mịch, Trừ Cát Huyền Đạo và những người khác vẫn chưa ngủ, còn đang bàn tán, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào phòng của Triệu Bân, biết rằng Triệu Bân vẫn chưa ngủ, bởi vì ngọn đèn trong phòng hắn vẫn chưa tắt. Ai cũng đang chờ đợi sư phụ của hắn xuất hiện. Tử Linh im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát. Việc bà ta rời khỏi cổ mộ cầu cứu cũng là bất đắc dĩ, bởi vì quá kinh hãi thế lực thần bí, nếu không phải có cấm chế trong cổ mộ, thì e rằng vua âm nguyệt đã bị gọi đi từ lâu rồi. May mắn thay, đối phương đã không biết quá chi tiết về phần mộ. Vì vậy, bà ta vẫn còn thời gian, và bà ta hy vọng đại hạ Hồng Uyên có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tử Linh sư thúc có cảnh giới địa tạng đỉnh phong mà cũng không thể tiêu hủy được thi thể của vua âm nguyệt sao? Thằng nhóc tóc tím lẩm bẩm một câu, hỏi Trư Cát Huyền Đạo và lão mập. Ngươi quá coi thường cảnh giới thiên võ rồi. Muốn hủy thi thể cần có thời gian. Tuy Tử Linh quả thực cũng có thể làm được, nhưng vua âm nguyệt cũng sẽ không đứng yên để cho người khác hủy mình, lỡ đâu làm không tốt thì còn dẫn đến thi biến. Thi thể này đã trải qua trăm vạn năm không có biến hóa, cho nên càng lúc càng dễ phát sinh hiện tượng thi biến. Tối nay, Trừ Cát Huyền Đạo và lão mập vô cùng nghiêm túc, đối với chuyện liên quan đến cảnh giới thiên võ thì không thể nào đùa được. Bình minh lặng lẽ hiện lên. Triệu Bân vẽ suốt đêm. Trừ Cát Huyền Đạo và những người khác cũng đợi cả đêm. Chóng mặt quá. Lúc buông bút và bùa xuống, Triệu Bân đứng còn không vững, suýt nữa là ngã xuống tại chỗ. Nguyệt Thần bảo hắn vẽ 81 lá bùa, hắn cũng rất có động lực, vẽ một lèo cả trăm lá. Nói thế nào nhỉ, chuẩn bị nhiều thì cũng không hại gì. Hắn lấy hồ lô tím vàng ra uống một ngụm, lại cảm thấy tràn đầy sinh lực. Bên trong hồ lô tím vàng không phải là linh dịch tầm thường. Bên trong linh dịch còn có tiên lộ, có thể tăng sinh xương cốt, bổ sung chân nguyên cùng hồn lực, bình thường hắn còn không nỡ dùng. Khôi phục được sức lực tiêu hao nãy giờ. Hắn lại bận rộn, đeo tay giả, đeo mặt nạ, dùng thuốc đổi giọng, xong xuôi còn mặc áo choàng đen ẩn giấu thân phận. Không sai, hắn muốn đóng giả làm đại hạ Hồng Uyên. Chuyện này là do Nguyệt Thần chỉ dẫn. Nếu muốn đi đến cổ mộ phong ấn vua âm nguyệt, chỉ có bùa vãng sinh không thì chưa đủ, còn cần phải phối hợp với các chú ngữ khác, ngoài ra, còn cần chuẩn bị một số đạo cụ khác, ví dụ như nến đỏ và chỉ đỏ chu sa. Những thứ này đều nhằm vào cổ thi kia. Phương pháp của thần, Triệu Bân tất nhiên là không đoán ra, nhưng nhất định hữu dụng. Két. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Triệu Bân bước ra ngoài. Có một người khác trong phòng của hắn. Trừ Cát Huyền Đạo nãy giờ vẫn chăm chú quan sát, không khỏi nhướng mày. Thằng nhóc tóc tím lẩm bẩm nói, có khi là tên nhóc Triệu Bân chứ ai. Không ai phản ứng lại nó. Ở trong mắt lão mập, người này không phải là Triệu Bân, mới sáng sớm mà đi mặc áo choàng đen, còn che chắn cẩn thận như thế, Triệu Bân làm gì mà rảnh rỗi vậy. Triệu Bân đã xuống lầu, ngồi trong đình nghỉ mát. Khoảnh khắc trước khi ngồi xuống. Hắn còn cố ý thi triển khí tức của cảnh giới thiên võ. Tất nhiên, đó chỉ là một tia khí tức vô cùng nhỏ. Sau khi lột xác võ hồn, hắn muốn bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ cũng không quá khó khăn. Ầm. Mấy cửa phòng bên kia đều bật tung ra, đám người Trư Cát Huyền Đạo cũng phóng ra nhanh như gió,
ngay cả khí tức cảnh giới thiên võ cũng đã lộ ra rồi, đây chắc chắn chính là đại hạ Hồng Uyên thứ thiệt. Nhưng bọn họ không hiểu. Tối hôm qua, ai cũng nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Triệu Bân, rõ ràng là không có người nào đi vào. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng thấy không sai. Hành tung của cảnh giới thiên võ thần không biết quỷ không hay, nếu như để cho bọn họ nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Chỉ trách Triệu Bân có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, ai nhìn thấy cũng bị dọa cho choáng váng. Xin ra mắt tiền bối. Người nào cũng rất hiểu lễ nghĩa, cách năm trượng xa liền cúi đầu chắp tay, trong lòng rộn ràng, trước mặt họ chính là đại hạ Hồng Uyên đó. Đây là lão tổ tông của hoàng tộc đại hạ, cũng là người mạnh nhất đại hạ, đừng nói là người của thiên tông, ngay cả vương công quý tộc của hoàng tộc cũng chưa chắc có tư cách được gặp mặt, một nhân vật truyền kỳ, vô cùng cường đại và thần bí. Vậy mà hôm nay nhân vật đó lại thật sự xuất hiện tại nơi này. Bọn họ chỉ là đám tôm tép, được gặp mặt chính là vinh hạnh tột cùng. Không cần đa lễ. Triệu Bân nhàn nhạt nói, thanh âm già nua ôn hòa, tự mang một tia uy nghiêm, cho dù ai nghe thấy cũng không dám hoài nghi, chỉ có cảnh giới thiên võ có thể ngưng tụ ra võ hồn mới có được uy lực bậc này. Mong được tiền bối giúp đỡ, trong mắt Tử Linh tràn đầy hy vọng. Mau chóng tìm những thứ trong đây về cho đầy đủ, lần này ta sẽ đi cùng ngươi, Triệu Bân khẽ phất tay, trong tay áo bay ra một tờ giấy trắng, trên đó viết đầy chữ. Ta đi. Thằng nhóc tóc tím cười một tiếng, liền tiếp nhận tờ giấy trắng, nháy mắt đã biến mất, khó khăn lắm mới có thể diện kiến một vị cảnh giới thiên võ, phải biểu hiện cho thật tốt, nói không chừng còn được ban thưởng. Tên nhóc này, lại gặp nhau rồi. Triệu Bân cười nói, ý hắn là đang nói về lão mập. À, he he he. Bị Triệu Bân nhìn một cái, lão mập cười hề hề, nhưng thân thể lại ớn lạnh. Không hẳn là họ đã từng gặp mặt nhau, mà đêm đó, lão ta suýt chút nữa đã bị một người có cảnh giới thiên võ tiêu diệt. Mong tiền bối ban cho vãn bối công pháp. Chư Cát Huyền Đạo tiến lên một bước, lại chắp tay cúi người, vô cùng cung kính. Triệu Bân không trả lời, lại phất tay phóng ra một mảnh giấy. Đó là toàn bộ phần công pháp còn lại, Triệu Bân đã sớm chuẩn bị xong từ trước, như Chư Cát Huyền Đạo lâu như vậy rồi, cũng nên đưa cho người ta. Nếu không người ta sẽ đào tổ tông mình lên mà mắng mất. Cám ơn tiền bối. Trong lòng Chư Cát Huyền Đạo vô cùng hưng phấn, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng thì mùa xuân của ông ta cũng đã đến rồi, công pháp đã đầy đủ, thật là may mắn. Ông ta chính là đại hạ Hồng Uyên sao? Nhìn ba vị lão tiền bối cung kính như vậy, nhất định là đúng rồi. Trời ạ, ta đang được nhìn thấy một vị cảnh giới thiên võ sao? Triệu Bân đâu, sư phụ của hắn tới mà cũng không ra hầu hạ. 8-9 phần là hắn đã đi ra ngoài mua rượu rồi. Khu vườn nhỏ mới sáng sớm đã vô cùng sôi nổi, mấy người lỗ mãng đều đứng ở xa xa không dám nhúc nhích, kẻ nghịch ngợm càn quấy như nhóc hám tiền, tiểu hắc mập mà nay cũng phải an phận đứng tại chỗ, chỉ dám quan sát từ xa, đây chính là cảnh giới thiên võ đó. Tú Nhi, thật muốn tè ra quần quá. Triệu Bân tuy rằng ngồi rất bình tĩnh, nhưng tim nhỏ đang đập thình thịch, lần thứ hai dùng khí tức cảnh giới thiên võ lừa người, lại bị khóa chặt trong tầm mắt của mọi người, nếu như sơ hở chút gì thì sẽ lúng túng lắm. Ngươi chính là cảnh giới thiên võ, Nguyệt Thần nhẹ giọng nói. Diễn xuất mà. Nếu như ngươi còn không thể tự lừa chính mình, thì làm sao ngươi có thể đi lừa người khác được? Triệu Bân có thể hiểu ý của lời này. Chính vì hiểu. Cho nên sống lưng của hắn cũng trở nên thẳng tắp. Động tác này như đang muốn chèn ép người khác, thể hiện cho người khác thấy, ông đây chính là cảnh giới thiên võ, ông đây chính là đệ nhất thiên hạ. Thành Vong Cổ sáng sớm khá sầm uất. Hôm nay, cửa hàng binh khí của Triệu gia vẫn chưa mở cửa, điều này thu hút sự chú ý của người qua đường. Thật sự bị Liễu gia dọa sợ rồi sao? 8 phần là vậy rồi. Việc buôn bán làm ăn của cửa hàng binh khí Liễu gia cũng không phải là thịnh vượng bình thường. Thương trường chính là chiến trường. Tiếng bàn tán, chỉ trỏ, kể cả tiếng tặc lưỡi cũng rất nhiều, ai cũng nghĩ rằng, có gia tộc lớn nhúng tay vào Thành Vong Cổ, cùng nhau trừng trị Triệu gia. Thực ra, tất cả mọi người đều ở phía sau đúng không? Bởi vì Triệu Bân, ngay cả Lão Tôn, Dương Đại, Võ Nhị đều kính cẩn, Hồng Uyên tới đây rồi còn mở cửa cái gì chứ?
còn có thứ gì mãn nhãn hơn thiên võ sao? Triệu Bân lên đài, nhẹ phẩy ống tay áo. Sau đó, người khác liền nhìn thấy bùa vàng đầy trời, rơi đầy trong sân nhỏ, có bùa tốc hành, bùa nổ, bùa định thân. Bùa rơi như trời mưa, Trư Cát Huyền Đạo nhìn chằm chằm, không hổ là đại hạ Hồng Uyên, ra tay rất phóng khoáng. Cảm ơn tiền bối. Của ta, đừng có cướp. Bà lão này, dẫm lên chân ta rồi. Bùa tốc hành kìa. Sân nhỏ trở nên náo nhiệt, bùa chú còn chưa rơi xuống đất đã bị cướp sạch. Không hổ là hoàng tộc. Không hổ là thiên võ. Có hai người vừa trèo tường vào, trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này thì líu lưỡi không thôi. Hai người này có địa vị khác nhau. Người thứ nhất chính là lão Huyền Không các chủ của lầu đấu giá. Người thứ hai chính là Dương Hùng thành chủ thành vong cổ. Hai người họ đến đây nhưng Triệu Bân cũng không ngạc nhiên, chắc chắn là do thằng nhóc tóc tím đã tiết lộ tin này ra ngoài, cảnh tượng hoành tráng bây giờ, sao có thể thiếu đi bọn họ, hắn cũng đỡ phải đi gọi bọn họ. Vãn bối Dương Hùng. Vãn bối Huyền Không. Xin được bái kiến tiền bối. Hai người cũng hiểu lễ nghĩa, cung kính hành lễ nhưng lại cực kỳ kích động, họ đã dặn dò Trư Cát Huyền Đạo, nếu đại hạ giá lâm thì phải báo với bọn họ đầu tiên. Bây giờ, cuối cùng họ cũng đợi được rồi. Không cần đa lễ, Triệu Bân nhẹ nhàng xua tay, yên lặng thưởng trà. Kỹ xảo kia không phải điêu luyện bình thường, thật sự nghĩ mình là cảnh giới thiên võ hay sao? Thật đúng là hết cách. Nếu không diễn giống một chút, sao có thể dọa được đám người này? Không thể không nói rằng, cái danh vua màn bạc không phải là để trưng. Những người có mặt ở đây đều tin tưởng tuyệt đối, cũng đều có thái độ rất kính cẩn. Võ đạo tu thân, ngộ đạo tu hồn. Phàm nhân chi khu, siêu phàm nhập thánh quy nhất đạo giả. Bất phong sơ tâm, phương thành đại đạo. Triệu Bân liên tục thốt ra những câu này, lời nói ung dung, ngữ khí rắn giỏi, nhưng âm sắc lại như có như không, cộng hưởng với võ hồn, ngồi thì cũng ngồi rồi, phải tìm chút chuyện để làm chứ. Ví dụ như, truyền đạo thụ nghiệp cho mọi người ở đây. Tất nhiên, những câu nói thâm sâu khó lường này đều là do Nguyệt Thần truyền dạy cho Triệu Bân. Nói là hắn đang lừa đảo thì chẳng bằng nói Nguyệt Thần đang lừa người khác, vị nữ thần này có sở thích đặc biệt với những tên lừa đảo, hoặc nên nói, đây chính là nghề cũ của cô ta, những người thành thần đâu có ai không lõi đời, đều tinh thông các thủ đoạn lừa lọc. Nói là lừa đảo thì cũng không đúng lắm. Những điều Nguyệt Thần nói đều là lĩnh hàng thật giá thật, còn về phần đám đông có thể nghe hiểu được bao nhiêu, đều phải xem tạo hóa và thiên phú, được thần minh thuyết giáo, đúng là không còn gì vẻ vang hơn. Triệu Bân nhìn đám người, ai cũng nghiêm túc lắng nghe. Lời nói của Triệu Bân tuy ngắn gọn, nhưng lại bao hàm đạo nghĩa, vô cùng huyền ảo thâm sâu. Rắc! Trong bóng tối vang lên âm thanh này, nhưng ngoài Nguyệt Thần không ai nghe thấy. Không sai, có người đột phá. Chính là thành chủ vong cổ. Trong chớp mắt, lão ta đã giác ngộ được, lập tức tiến vào cảnh giới địa tạng. Nhưng đám người lão Huyền Không lại không có cơ duyên này. Dù không có cơ duyên nhưng những lời này cũng đủ khiến đám đông ngạc nhiên. Triệu Bân nói vài câu là đã khiến một võ giả cảnh giới huyền dương đỉnh cao thăng cấp, quả thật là đại thần thông, không ai dám nghi ngờ. Thần kỳ như vậy sao? Triệu Bân khẽ kéo khóe miệng, Nguyệt Thần niệm chú, quả đúng là khiến người khác kinh ngạc. Cái này còn dễ sử dụng hơn đan địa tạng. Tên mập nhoẻn miệng cười, mắt của nhóc hám tiền cũng sáng lên, thật đúng là biến thứ mục nát thành cái thần kỳ. Đại hạ Hồng Uyên quả nhiên không phụ cái danh đệ nhất thiên hạ, chỉ cần giác ngộ thứ này, đã trở thành người mà ông nội không thể so sánh, đáng sợ quá. Giác. Giữa những tiếng thảng thốt ngạc nhiên, Trư Cát Huyền Đạo cũng thăng cấp lên cảnh giới địa tạng. Lão già này cũng rất có thiên phú. Lại thêm một người nữa thăng cấp cảnh giới địa tạng, cảm giác này thật sự rất kích động. Mọi người thiếu chút nữa đã quỳ xuống lại Triệu Bân. Sao ta lại không may mắn thế chứ? Lão mập ho khan một tiếng, Tử Linh và Lão Huyền Không cũng lộ ra vẻ khó xử. Ba người thì quên đi. Trong lòng Triệu Bân thầm nghĩ, đều đã là cảnh giới địa tạng đỉnh cao rồi, nếu tiến lên thêm cấp nữa thì sẽ thành thiên võ, nếu như có vấn đề gì thì cứ tới tìm ta luyện tập, hắn cứ nói nhảm vài câu vô nghĩa như vậy. Không thể phủ nhận, giả vờ kiểu này không tệ.
Sau một loạt các thao tác lần này, chắc rằng sẽ không có ai dám hoài nghi nữa, tốt hơn so với cách ban tặng nhiều bảo bối, thật ra cũng chính vì vậy nên trong lòng mấy người có tuổi mới sợ hãi. Đến đây, khi mọi người lơ đãng, thằng nhóc tóc tím đã vui vẻ quay trở lại, vật mà Triệu Bân giao phó, nó đã mua xong, hơn nữa, còn mua được cả đôi. Đến tận lúc đó, Triệu Bân mới đứng dậy. Tử Linh cũng hiểu chuyện, sớm đã triệu hồi Bạch Hạc để Triệu Bân bước lên. Bạch Hạc giương cánh, chở hai người bay lên trời. Cung tiễn tiền bối. Phía dưới, dù là lão giả hay tiểu bối thì đều chắp tay cúi người, thanh âm vang dội. Đúng là có tạo hóa, quá may mắn. Dương Hùng không ngừng cười ha hả, đúng là không uổng công mà. Lão ta đã kẹt ở cảnh giới huyền dương đỉnh cao nhiều năm, đẩy một phát thì đột phá ngay. Chư Cát huyền đạo bên cạnh lão ta cũng mặt mày hớn hở, được thiên võ chỉ điểm thì vinh hạnh nào sánh bằng được nữa, nếu như tu luyện công pháp hoàn chỉnh, há chẳng phải ông ta sẽ cất cánh đầy sán lạn sao, tiền đồ của ông ta sẽ tươi sáng. Lão Phu rất khó chịu. Lão Mập liếc qua Dương Hùng và Chư Cát huyền đạo. Lão Phu cũng rất khó chịu. Mặc dù lão huyền không chẳng nói lời nào, nhưng vẻ mặt và bộ dáng kia lại đang thể hiện ý tứ như thế, khó chịu cũng tự mình ôm đi. Chư Cát huyền đạo ôm công pháp, chạy thẳng về phòng, Dương Hùng cũng quay người rời đi, tiến vào cảnh giới địa tạng, lão ta phải củng cố cảnh giới mới được. Tiền đồ tương lai của lão ta càng sán lạn, tất cả điều này đều nhờ công lao của Triệu Bân, sau này lão ta phải qua lại với Triệu gia nhiều hơn. Một Triệu Bân thì không tính là gì nhưng một đại hạ Hồng Uyên thì cũng đủ đáng sợ. Có lẽ lão huyền không cũng nghĩ như vậy. Gần đây, Triệu gia rơi vào tình cảnh khá tồi tệ, phải âm thầm giúp một tay. Giống như nằm mơ vậy. Tất cả mọi người, đầu vẫn ngẩng lên nhìn không trung, có lẽ vẫn chưa thỏa mãn. Đến giờ ta vẫn chưa thấy Triệu Bân. Thằng nhóc đó còn xuất quỷ nhập thần hơn sư phụ của hắn. Đến bao giờ mới được gặp thiên võ đây? Không ít người bàn tán, một lúc lâu sau mới tản ra, cũng có rất nhiều người tặc lưỡi thổn thức. Chuyện này, phải giữ kín như bưng đấy. Trong phòng vang lên tiếng nói của Chư Cát huyền đạo, giọng điệu rất uy nghiêm. Lão ta nói như thế là đang dặn dò mọi người, đại hạ Hồng Uyên là cảnh giới thiên võ, không muốn bị người đời biết, cho nên phải giấu chuyện này. Ngươi tưởng rằng đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này sao? Thằng nhóc tóc tím vẫy vẫy tay, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Sau khi ngươi đi, lão tiền bối đã thưởng bảo bối, ai cũng có phần. Trước khi Xích Hiên rời đi, cô ta còn trừng mắt với thằng nhóc tóc tím. Xong việc còn lắc mấy tấm bùa trong tay, gồm có bùa định thân, bùa tốc hành. Làm thế nào giờ, muốn ngứa mỏ quá. Khuôn mặt của thằng nhóc tóc tím bỗng nhiên đen lại, cái tên này, đợi ta vào rồi thưởng chứ. Tốt xấu gì ta cũng là người chạy việc cho mà, thế nào chả vớ bở được chút. Ở phía bên này, Bạch Hạc đã bay ra khỏi thành vong cổ. Tử Linh khẽ khàng đứng dậy, không dám cử động nhiều, hơn nữa bà ta còn rất kính cẩn, thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Bân, vị bên cạnh bà ta chính là đại hạ Hồng Uyên đó. Triệu Bân bình tĩnh. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lúc ẩn lúc hiện. Mặt trời ngày hôm nay cũng rất gay gắt, hắn nhìn thẳng vào mặt trời. Tử Linh giật mình, tự nhận là không làm được như thế. Nhưng cảnh giới thiên võ không phải là điều mà bà ta có thể phỏng đoán. Nhìn kim quang lấp lóe trong mắt đối phương, chắc hẳn đây một công pháp bá đạo đến mức có thể nhìn thẳng mặt trời. Cô nhóc này không tệ. Nguyệt Thần vươn eo, ngáp dài. Cô gái mà cô ta nói chính là ám chỉ Tử Linh, trước cô gái đẹp như vậy, sao ngươi lại có thể lo luyện thiên nhãn chứ? Đừng quậy, hai chúng ta thuộc thế hệ khác nhau đó. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, hơn nữa, ta đã có thê tử rồi. Cua được nàng ấy, ta cho ngươi một bộ bí pháp. Nguyệt Thần mỉm cười, vẻ mặt kia chẳng khác nào biểu cảm của ông chú biến thái đang cầm cây kẹo lừa một cô bé, mà Triệu Bân chính là cô bé kia. Tốt xấu gì cũng là đồ nhi cô ta dạy dỗ, sao lại thật thà như vậy chứ? Nghiêm túc quá đáng hà. Không làm. Là thiếu chủ Triệu gia, nếu như nghiêm túc, hắn cũng khá ra dáng nhưng đây là người có cảnh giới địa tạng đỉnh cao, cua người ta á. Sợ rằng hắn sẽ bị đánh chết mất, như thế khác nào chơi liều chứ? Vẫn là câu nói đó, ta đã có thê tử của mình rồi.
nha đầu, mấy tuổi rồi? Đã có chồng chưa? Đột nhiên, Triệu Bân hỏi một câu như vậy. Điều này không quan trọng. Quan trọng là giọng điệu của hắn kìa, rõ ràng ngữ điệu rất ngả ngớn, nghe thế nào cũng giống một thiếu gia ăn chơi đang trêu chọc con gái nhà lành, hơn nữa, ánh mắt còn lập lòe. Ặc. Tử Linh khẽ nhếch miệng, có hơi bất ngờ, bà ta cứ cảm thấy người bên cạnh này hơi kỳ quái. Triệu Bân không nói gì nữa. Hoặc là nên nói, hắn không nói gì với Tử Linh nữa là vì đang nhìn Nguyệt Thần. Câu vừa rồi không phải do hắn nói. Câu vừa rồi là do Nguyệt Thần nói nhưng là thốt ra từ miệng hắn, từ giọng điệu, thậm chí là biểu cảm đều do Nguyệt Thần âm thầm suy diễn. Cô ta có thể nói chuyện qua miệng của ta. Biểu cảm của Triệu Bân có chút không biết làm sao. Trước đây hắn không biết. Bây giờ biết rồi thì thật sự vô cùng ngạc nhiên. Trước đó, bà đây cũng không biết. Có lẽ đây là câu trả lời của Nguyệt Thần, bởi vì Triệu Bân lột xác võ hồn, cô ta cũng được lợi. Hồn lực tăng lên nên những chuyện trước đây không làm được, bây giờ đều có thể, ví dụ như nói chuyện bằng miệng của Triệu Bân, đây cũng là một kỹ năng mà. Bà đây rất có bản lĩnh đó. Triệu Bân sờ cằm, lại nhìn kỹ vị thần linh này một lần nữa. Chỉ còn một phần hồn mà vẫn không chịu yên phận à, cũng khó trách sao sẽ bị người khác đánh tới mức hình thần câu diệt. Loại người này đúng là nên chịu thiệt một chút, miễn cho thiên hạ đại loạn. 30. Tử Linh khẽ nói, cuối cùng bà ta cũng trả lời, giọng điệu vẫn cung kính như vậy. Vậy ngươi có lần đầu tiên chưa? Triệu Bân lại hỏi tiếp, giọng điệu như thể không chết sẽ không ngừng. Vừa nói ra những lời này, chính hắn còn lảo đảo mà. Hắn không đứng vững, Nguyệt Thần thì cười vui vẻ. Không sai, những lời này là do cô ta nói. Cô chơi ta. Trong chớp mắt, khuôn mặt của Triệu Bân đen lại, tiền bối, thần minh kiểu gì đây? Còn mặt mũi nào mà chiêu đồ đệ, đang gài hàng hắn à? Đồ nhi, đây chính là gài hàng. Câu trả lời của Nguyệt Thần luôn luôn có vẻ sâu xa học thức như vậy. Xong chuyện, cô ta vẫn tiếp tục cười. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên khó xử. Nhìn Tử Linh kìa, khuôn mặt người ta đã đỏ bừng rồi. Đây là Đại Hạ Hồng Uyên sao? Là cao thủ đệ nhất thiên hạ sao? Đường đường là cảnh giới thiên võ, sao già rồi mà còn mất nết thế chứ? Mà hỏi loại vấn đề kỳ quặc gì thế này? Đừng nói là bà ta, trong chớp mắt Bạch Hạc cũng không bay liểng xiểng. Vâng. Điều còn đáng xấu hổ hơn, là Tử Linh trả lời, vừa nói xong, bà ta liền cúi đầu. Vậy, Triệu Bân lại mở miệng, chính xác hơn thì là Nguyệt Thần lại gây chuyện. Thế nhưng, Triệu Bân tự bịt miệng mình lại. Bị gài hai lần, đến lần thứ ba thì phải chặn lại ngay. Nguyệt Thần rõ ràng muốn gài hàng hắn mà, câu hỏi thứ hai đã kinh dị lắm rồi, câu thứ ba chẳng lẽ muốn chơi lớn luôn à? Vốn là người thông minh nên hắn nhanh chóng tìm một cái rẻ lau. Miếng rẻ bị vo thành một cục rồi bị hắn nhét thẳng vào miệng. Đút vào cho an toàn. Không thể nói nữa, nếu nói tiếp, Tử Linh sẽ ném hắn xuống dưới. Vị lão tiền bối này, chắc đầu bị chập mạch rồi. Sắc mặt của Tử Linh ửng hồng, màu đỏ lan đến tận cổ nhưng bà ta vẫn đang cúi đầu. Tuy không nói gì, nhưng từ vẻ mặt đã nói lên tất cả. Đường đường là thiên võ mà lại mặt dày như vậy, còn coi lớp sau như trò đùa à? Cô có bệnh à? Sắc mặt của Triệu Bân tối sầm, mắng mỏ Nguyệt Thần. Ha ha ha! Nguyệt Thần ôm bụng cười, đến mức cười ra nước mắt. Cô ta mới là thần bịp thật sự, Bạch Hạc là lướt lượn qua núi cao sông dài. Suốt dòng đường đi, Triệu Bân im lặng đến kỳ lạ. Hắn đứng ở đó chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Bởi vì Tử Linh đứng ngay sau lưng hắn. Không phải chém gió chứ, hắn chẳng dám nhúc nhích, miếng rẻ vẫn còn ở đây, chặn kín miệng hắn, không thể nào lên tiếng được nữa. Nếu hắn còn lắm lời, chưa biết chừng Tử Linh sẽ quăng hắn xuống luôn. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Cô nói thử xem, cô đường đường là một vị thần, sao cô lại nhàn nhã đi gài một võ tu thấp cổ bé họng như ta hả? Bị cô ta chơi một vố như thế. Hắn còn chẳng dám lôi miếng rẻ này ra ngoài. Có trời mới biết lần sau còn trò gì quái gở, tấm thân nhỏ bé của hắn không trụ nổi đâu. Lấy ra đi,
không lừa ngươi nữa. Cứ nhét vào thì hơn, nhét vào cho an toàn. Cuộc đối thoại của hai người vẫn rất thông dụng và dễ hiểu, mặc cho Nguyệt Thần nói năng nghiêm chỉnh thế nào, Triệu Bân cũng không nghe cô ta nói đùa nữa. Chịu thiệt một lần rồi, không muốn mắc bẫy thêm lần nữa. Bị trêu đùa rồi. Tử Linh cũng trầm lắng, hai gò má vẫn còn ửng hồng. Chắc chắn bà ta đã bị chồng ghẹo rồi. Hai câu hỏi kia khiến bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng, mà lão tiền bối trước mặt bà ta dường như cũng không đứng đắn gì lắm, hay nói cách khác là bị khùng. Miệng ông ta còn nhét rẻ nữa, đây là một kiểu tu hành khác biệt hay vì ông ta sợ không giữ được cái miệng của mình. Lúng túng suốt cả quãng đường, không biết họ đã trải qua bầu không khí này thế nào. Đợi khi Bạch Hạc từ trên cao đáp xuống đã là mảnh rừng hoang vu kia. Triệu Bân biết rõ nơi này vì đã từng đến đây cùng Ngưu Anh, còn tiêu diệt được tên Pháp Sư Tà Ác kia nữa, suýt chút nữa là toi mạng rồi. Tiền bối, mời. Triệu Bân rất ra dáng, diễn cũng đâu vào đấy, thế nhưng, cho dù diễn tốt đấy mấy cũng sẽ vì miếng rẻ rách được nhét trong miệng mà hình tượng sụp đổ quá nửa. Lúc này đây, nếu có thêm sợi dây thừng trói hắn lại, chắc chắn sẽ càng hợp cảnh hơn. Tử Linh lầm bầm trong lòng. Hồng Uyên của đại hạ trong truyền thuyết là một người cực kỳ nghiêm chỉnh, tại sao khi tới chỗ bà ta lại trở nên không đứng đắn rồi? Miếng rẻ rách trong miệng ông ta trông rất tức cười, chủ yếu vì quá khôi hài, đang yên đang lành, ai lại nhét rẻ vào miệng mình chứ? Hai người đi thẳng tới ngôi mộ chính. Quan tài của vua Âm Nguyệt vẫn còn ở đó, nhưng không được ổn định lắm. Nắp quan tài rung lên bần bật, liếc mắt nhìn qua đã thấy nó sắp bung ra. Âm khí cuồn cuộn trào ra từ khe hở giữa nắp và thân quan tài, kèm theo tiếng khóc gào của lệ quỷ khiến người ta bất giác nghĩ rằng cỗ thi thể lâu đời bên trong sắp chạy ra rồi, khiến Triệu Bân nhìn thôi cũng run rẩy trong lòng. Đúng là hắn đóng vai một cao thủ đã đạt tới cảnh giới thiên võ. Nhưng tu vi thực sự của hắn mới tới cảnh giới chân linh thôi, đâu thể đỡ được âm khí của thiên võ. Tú Nhi, có thể nhìn ra được ai đang chiêu hồn không? Triệu Bân hỏi. Quan tài của vua Âm Nguyệt rung lên thế này chắc không phải do kẻ nào rảnh rỗi gây ra mà phải có nguyên nhân gì đó, chắc hẳn là thế lực thần bí kia đang chiêu hồn vua Âm Nguyệt. May mà, Tử Linh biết chút bí pháp phong ấn. Mấy chục lá bùa chú được dán trên quan tài, cũng chính vì có chúng chấn giữ nên nắp quan tài mới chưa bật mở, nếu không, chắc hẳn vua Âm Nguyệt đã lao ra rồi. Chắc là kế thừa của dòng tộc xác chết. Nguyệt Thần thong dong đáp. Phương pháp chiêu hồn cho thi thể ở trong nhân gian nhiều vô số kể, nhưng cô ta là thần, tầm mắt cực kỳ cao, chỉ cần liếc qua đã nhìn ra được bên nào đang chiêu hồn. Tộc xác chết, Triệu Bân khẽ nhíu mày. Hắn cũng từng nghe nói đến tộc xác chết, là một dòng tộc kế thừa rất cổ xưa. Nói là tộc xác chết, thực chất không phải là người chết, nhưng họ bầu bạn với xác chết quanh năm. Dòng tộc này cực kỳ thích đào mộ bới xác, thi thể càng mạnh mẽ thì họ càng thích. Còn về việc lôi thi thể đi để làm gì thì quá hiển nhiên rồi, hoặc là luyện chế thành con rối, hoặc là khống chế thi thể thành công cụ giết người. Xét từ một góc độ nào đó thì tộc xác chết ghê tởm hơn La Sinh Môn nhiều. La Sinh Môn là nhận tiền tài rồi thay người ta giết người, còn tộc xác chết làm việc phạm tới cả âm đức, người đã chết rồi mà họ còn không để vong linh được yên nghỉ, sao lại không hiểu chuyện đến mức đó chứ? Lúc hai người đang trao đổi thì cỗ quan tài rung lắc ghê hơn, thậm chí nắp quan tài đã bật ra tới vài ba tấc, tiếng kêu ù ù giống như những câu chú ngữ ma quỷ khiến Triệu Bân nghe vào mà tâm trí đau đớn, thêm cả âm khí cuồn cuộn thoát ra mang theo uy lực của cảnh giới thiên võ khiến người ta khó thở. Tiền bối. Tử Linh vội vàng nhìn về phía Triệu Bân. Lùi về sau. Triệu Bân điềm tĩnh nói, cuối cùng cũng chịu lôi miếng rẻ ra. Hắn phất tay. Bốn cây nến đỏ được phung lên, đặt trên bốn góc của quan tài, sau đó từng cây một được thắp lên, tiếp đó là sợi dây màu đỏ chu sa nối liền các cây nến đỏ với nhau. Hắn còn quệt lên đó một vệt máu, bởi vì hắn đã từng nuốt máu rồng, mang theo long khí, có công dụng kiềm chế âm khí, tất nhiên là phải kết hợp cùng chú ngữ. Chú ngữ của hắn là do Nguyệt Thần truyền cho. Tử Linh nghe thấy tất nhiên sẽ không hiểu, bèn đứng nép sang một bên nhìn Triệu Bân thi triển pháp thuật. Châm nến đỏ, nối dây đỏ chu sa, kết hợp cùng với chủ ngữ cổ xưa thần bí hình thành nên một vùng sáng bao trùm lấy cỗ quan tài, ngăn cách âm khí ở bên trong. Quả là đại thần thông. Tử Linh lầm bầm,
bà ta đã coi thường Đại Hạ Hồng Uyên rồi, hóa ra ông ta còn biết bí thuật huyền môn. Chỉ với vài động tác đơn giản như thế đã tạo ra được trận pháp, âm khí được ngăn lại, quan tài cũng ngừng rung. Chỉ với trận pháp này đã mạnh hơn cả phong ấn của bà ta. Ngăn cách âm khí và chiêu hồn cũng chỉ là bước đầu tiên, Triệu Bân không dừng lại, lúc thì giải tiền xu, lúc thì ném bùa giấy, làm đâu ra đấy, tất cả những việc này đều do Nguyệt Thần dạy. Thi thể bá đạo như vua âm Nguyệt cũng phải im lìm hẳn, chủ yếu vì đã được ngăn cách với phép chiêu hồn, không còn ai quấy rầy vong linh nữa nên không còn chuyện quái lạ xảy ra. Sau cùng hắn mới dán bùa vãng sinh. Giống như hắn đã dự tính, 9 lá bùa hợp thành một trận pháp cần phải bày ở 9 hướng, mỗi một lá bùa đều cần nhuộm máu của hắn, mượn uy lực của rồng rất phù hợp với việc này. Bùa vãng sinh phát sáng lòe lòe, rõ ràng là bùa giấy nhưng lại khảm sâu vào quan tài. Huyền pháp kỳ diệu quá. Đôi mắt đẹp của Tử Linh cứ hấp háy, đúng là được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên kẻ phàm trần mới tới cảnh giới địa tạng như bà ta không thể nào so bì tới bán tiên thiên võ được, những chuyện thần thông kia, bà ta không làm nổi. Có khách đến rồi, Triệu Bân thong dong nói. Tử Linh khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao khả năng cảm ứng của địa tạng không nắm bắt được chút khí tức nào. Quỳnh, đùng, quỳnh. Quả nhiên, Triệu Bân vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Có người tiến vào cổ mộ. Tử Linh sầm mặt, sau khi tiến vào đây, bà ta đã đóng chặt tất cả các mộ đạo, từ âm thanh này có thể đoán rằng ai đó đang đánh xuyên qua cửa đá để đột nhập vào trong. Nếu đoán định không sai thì chắc hẳn là thế lực bí ẩn đang chiêu hồn vua âm Nguyệt. Đúng là coi thường chúng quá rồi, hóa ra chúng có thể tìm tới đây nhanh như vậy. Thế nhưng, bà ta không hề sợ hãi. Bởi vì Đại Hạ Hồng Uyên cũng ở đây, cao thủ hàng đầu thiên hạ hàng thật giá thật. Cho dù người đến đây là cao thủ thiên võ cũng phải thất bại thôi, đây là sự tự tin mà bà ta dành cho Hồng Uyên. Bà không sợ chứ ta sợ. Tử Linh trông rất điềm tĩnh còn Triệu Bân đã cuống quýt lắm rồi, mẹ kiếp, có cần phải trùng hợp thế không? Chúng ta vừa mới tiến vào, người đã nối gót theo sau. Nghe cảm ứng của Nguyệt Thần thì đối phương không phải dạng thiện chí, mà lại còn rất mạnh. Quỳnh! Trong lúc này, cánh cửa mộ cuối cùng cũng bị nổ tung. Đập vào mắt là một lão già chống gậy, trên đầu gậy còn treo một cái đầu lâu, nhìn sắc mặt của lão ta âm u đến khó tin, sắc diện trắng bệch, nhìn thế nào cũng giống người từng chết vài lần, không còn chút huyết sắc. Ắt hẳn phải bầu bạn với thi thể quanh năm mới có được bộ dạng trông như quỷ thế này. Thi Sơn! Tử Linh khẽ hừ một tiếng, dường như nhận ra lão già này chính là người của tộc xác chết. Vua âm Nguyệt làm lão phu tìm nhọc quá. Thi Sơn mỉm cười nham hiểm, khoe trọn hàm răng trắng ẩn và vẻ âm u lạnh lẽo. Hình thái này khiến người ta tưởng rằng lão là ác quỷ vừa mới bò ra khỏi địa ngục, kết hợp cùng với dung mạo khiến người ta sợ chết khiếp đủ làm bất kỳ ai phải dựng tóc gáy. Đúng là âm hồn bất tán. Tử Linh lạnh lùng quát một tiếng, biết lão ta là người của tộc xác chết nên bà ta khó lòng giấu giếm ý đồ giết người. Dường như bà ta có khúc mắc gì đó, hay nói cách khác. Tộc xác chết từng có khúc mắc với rất nhiều thế lực, về cơ bản đều từng bị họ đào mộ bới xác. Mồ mả của tổ thượng nhà bà ta cũng từng được tộc xác chết ghé thăm. Hôm nay chắc chắn sẽ thu hoạch lớn đây. Khóe miệng Thi Sơn khẽ nhếch lên, vừa bấm tay, vừa lầm bầm những chú ngữ cổ xưa. Quỳnh, quỳnh. Cùng với tiếng động hai tiếng động lớn, bên cạnh ông ta xuất hiện hai cỗ quan tài bằng đá. Mỗi bên quan tài đá đều có một người đứng sững ở đó, bám đầy bụi bặm. Hóa ra đây là hai cỗ thi thể, nói cho đúng hơn, là hai con rối từ xác chết, cũng là một dạng con rối, ánh mắt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, bị Thi Sơn dùng pháp để sai khiến. Nhìn khí thế của hai con rối này thì chắc hẳn tu vi trước khi chết cũng không thấp, đều là đỉnh cao địa tạng. Tộc Hạo Dương, tộc Cổ Tước. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh khẽ nheo lại, dường như nhận ra hai thi thể kia. Bên trái là người của tộc Hạo Dương, bên phải là người của tộc Cổ Tước. Thời niên thiếu, bà ta từng có duyên gặp gỡ hai người này. Nếu xét về bối phận, bà ta còn phải gọi họ là sư thúc. Thật không thể ngờ, thi thể của họ cũng bị tộc xác chết lấy trộm, còn bị luyện thành con rối, đúng là đáng ghét. Đường đường là vua âm Nguyệt mà lại được chôn ở chốn quái quỷ này. Thi Sơn vừa cảm thán vừa chặt lưỡi, lão ta đã bước lên cây cầu treo. Lao thẳng về phía mộ chính. Hai con rối bên cạnh lão ta cũng theo sát phía sau,
nhìn thế nào cũng thấy âm u đáng sợ. Tiến thêm một bước nữa, ngươi sẽ chết. Không đợi Tử Linh lên tiếng đã thấy Triệu Bân mở lời, giọng nói rất bình thản, hắn vẫn đang dán bùa chú lên cỗ quan tài, lúc cất tiếng cũng không quay người lại, giọng nói có vẻ già nua, lại mang theo uy nghiêm, càng vào lúc này, hắn càng diễn nhập tâm hơn. Nói thì nói chứ, đâu thể thiếu khí thế được. Vào lúc này đây, hắn diễn ra được uy áp của một cao thủ thiên võ, cả ngôi mộ chính đều đang run lên. Cảnh giới thiên võ. Cơ thể Thi Sơn thoáng run lên, bước chân vừa thò ra đã vội thụt vào, nụ cười nham hiểm cũng biến thành sợ sệt. Ban nãy lão ta chỉ mải nhìn Tử Linh mà phớt lờ Triệu Bân. Mới nhìn thôi đã sợ chết khiếp rồi. Ta không giết ngươi. Quay về nói với tổ thi gia của ngươi, Hồng Uyên ngày khác sẽ tới thăm hỏi. Cút. Nếu Triệu Bân mà diễn thì đúng là người thân hắn cũng không thèm nhận mặt. Từng lời từng chữ bình thản và điềm nhiên nhưng cộng hưởng cùng võ hồn, tạo dựng được uy nghiêm của cao thủ thiên võ. Hắn phải gồng được, trước đó để diễn được uy nghiêm của thiên võ, hắn đã đuối sức lắm rồi. Phen này, nếu có thể dọa cho kẻ kia thối lui là tốt nhất. Nếu không dọa được lão ta, hắn và Tử Linh chắc hẳn sẽ phải chôn thây ở chỗ này. Đối phương có ba cao thủ đạt đỉnh địa tạng, nếu phải lao vào đánh nhau, chắc chắn có thể đánh cho hai người họ ra bã. Hồng Uyên. Thi Sơn vô thức lùi về sau một bước, giọng nói cũng run rẩy theo. Lão ta sợ rồi, sợ tới tận linh hồn. Đại hạ Hồng Uyên, uy trấn tứ hải bát hoang, từ hơn 100 năm trước đã là một vị chuẩn tiên, là người đứng đầu thiên hạ được công nhận. Không ai biết được mức độ đáng sợ của ông ấy, chỉ biết những kẻ xấu số đụng tới Hồng Uyên, dù là địa tạng hay thiên võ, đều đã chuyển nhà vào lòng đất từ lâu rồi. Đến cả thi tổ nhà ông ấy cũng không dám động vào. Thật không ngờ, Hồng Uyên vang danh thiên hạ cũng đang ở trong ngôi mộ của vua Âm Nguyệt. Mẹ kiếp, xuất trinh không thuận lợi mà. Tại sao hôm nay lão ta ra ngoài mà không xem hoàng lịch nhỉ? Đúng thật là bát tự không hợp mà tiền. Tiền bối, ta không cố ý quấy rầy. Thi Sơn cười, nụ cười còn khó coi hơn quỷ khóc. Lão ta lui lại rồi nghiêng người bỏ chạy vừa chui, vừa lăn lộn trên mặt đất. Rất sợ đối phương đổi ý, đây không phải là cảnh giới thiên võ bình thường, đây chính là đại hạ Hồng Uyên, nếu như người này muốn tiêu diệt lão ta thì không cần dùng tới ba chiêu, chỉ cần một tát là có thể khiến cho lão ta tan xác. Phù. Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm, lấy hồ lô tím vàng ra, rót linh dịch vào trong miệng. Bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ, đúng là phải tiêu hao quá nhiều sức lực. Cũng còn may là hắn có thứ để bảo toàn tính mạng. Chỉ cần một hớp linh dịch tiên lộ là tinh thần của. Hắn lại sáng láng, nếu như Thi Sơn quay lại, hắn cũng không ngại toát ra khí tức cảnh giới thiên võ để dọa chết lão ta. Cái này chính là uy thế đệ nhất thiên hạ sao? Tử Linh đã không còn bình tĩnh, nhìn ánh mắt của Triệu Bân mà cảm thấy vô cùng kính sợ, chỉ cần nổi giận lên là có thể dọa cảnh giới địa tạng đỉnh phong co giò chạy mất, uy nghiêm tột độ. Tiểu nha đầu, lên giường. Không. Triệu Bân đang dán bùa, đột nhiên phát ra một câu như vậy. Ta. Triệu Bân thở không ra hơi, suýt nữa thì bị sặc chết. Cái bà Tú Nhi đó lại chơi hắn. Cũng may là hắn chưa ném miếng rẻ ra ngoài, cho nên hắn lập tức lấy miếng rẻ nhét vào trong miệng thật chặt. Tử Linh càng lúc càng không thế nào bình tĩnh. Trong chớp mắt sự sửng sốt dâng lên, Tử Linh còn nhìn Triệu Bân dò xét, cho là tự mình nghe lầm. Không lẽ mình đã nghe nhầm Huyễn Thính hay sao? Lời vừa nãy là do Hồng Uyên nói à? Mới vừa bộc lộ ra vẻ uy nghiêm, sao chỉ trong chớp mắt lại biến thành một người không biết xấu hổ như thế? Tú Nhi, nếu như cô còn làm như vậy thì ta sẽ chửi thề đó. Sắc mặt của Triệu Bân trở nên tối sầm lại, hắn phòng bị trăm bề, vậy mà lại để cho Nguyệt Thần lợi dụng sơ hở, đóng vai tiền bối thật tốt không phải là được rồi sao? Còn muốn quậy cho mọi thứ rối tung lên nữa? Chưa cho đệ tử chút mặt mũi đi chứ. Hí hí hí. Đáp lại Triệu Bân cũng chỉ có tiếng cười khúc khích của Nguyệt Thần. Phần mộ của vua Âm Nguyệt trở nên yên tĩnh trở lại. Triệu Bân đã nhét rẻ vào miệng, yên lặng khác thường, đừng nói đến Tử Linh, ngay cả gương mặt của hắn cũng nóng hừng hực, sao lại đề cập đến chuyện đó trực tiếp như vậy, mặt mũi của ta biết ném đi đâu đây. Là Huyễn Thính sao? Tử Linh tránh sang một bên. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm,
dò xét nhìn ánh mắt của Triệu Bân. Chuyện này thật kỳ quái, bà ta luôn cảm thấy vị đại hạ Hồng Uyên này như có nhiều nhân cách, có lúc rất uy nghiêm đứng đắn, nhưng cũng có lúc rất thiếu lễ độ. Từ lúc bọn họ rời khỏi thành Vong Cổ tới bây giờ, bà ta đã bị chọc ghẹo tận 3 lần. Bên này, Triệu Bân đã xong chuyện. 9981 lá bùa vãng sinh đều đã được dán lên quan tài. Chớ vội, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Đi tới bên cạnh quan tài, hắn duỗi tay ra, nắm chặt lấy quan tài, hít một hơi thật sâu, có thể nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt được che bằng vải đen lập tức đỏ bừng, giống như đang phải di chuyển một thứ cực kỳ nặng, phải tụ khí đến mức đỏ bừng cả mặt. Không sai, hắn muốn dọn cái quan tài này đi. Chuyện này cũng là do Nguyệt Thần căn dặn, đặt quan tài lại vào trong phần mộ tuyệt đối không an toàn, phải mang đi, cũng may là hắn có một cái túi càn khôn, sức chứa cũng khá lớn, có thể miễn cưỡng chứa đủ. Nhưng thứ mà Nguyệt Thần ngụ ý cũng không chỉ có vậy. Thi thể cảnh giới thiên võ chính là bảo bối ở phàm giới, tộc xác chết biết phương pháp khống chế thi thể, cô ta là thần cho nên tất nhiên cũng biết phương pháp đó, hơn nữa còn chi tiết hơn. Sau này nếu như Triệu Bân gặp nạn, gặp phải đối thủ quá cường đại, thì cũng có thể tung thi thể của vua Âm Nguyệt ra thay đổi cục diện. Không có lợi lộc thì không dậy sớm mà. Nếu không phải ở đây có thi thể cảnh giới thiên võ, thì có quỷ mới đồng ý chạy đến đây giúp đỡ. Tất nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, cô ta cũng sẽ không để cho Triệu Bân đi quấy nhiễu vong linh của người ta. Điều này cũng liên quan đến nhân quả. Cái gọi là nhân quả, lúc còn là người phàm thì sẽ không thể hiện ra rõ ràng, nhưng khi thành tiên chắc chắn sẽ biến thành nghiệp chướng. Lên, lên cho ta. Trong lòng Triệu Bân thầm giống to, quan tài này nặng đến mức không thể lay chuyển, không thể lay chuyển thì làm sao hắn có thể đẩy nó vào trong túi càn khôn được, xem ra hắn đã đánh giá thấp cái quan tài này rồi. Tiền bối. Tử Linh nhẹ giọng ngập ngừng gọi. Tiểu nha đầu, ra ngoài chờ đi, nhân tiện đóng cửa phần mộ lại. Triệu Bân nhất thời chịu thua, nói xong lại nhét rẻ vào miệng. Tuân mệnh. Tử Linh không hiểu chuyện gì, cúi người lui ra, tuy không biết Triệu Bân định làm gì, nhưng lời của cảnh giới thiên võ thì bà ta chắc chắn phải nghe, có thể chuyện sau đó thật không thích hợp để cho bà ta nhìn thấy. Quả thực, chuyện sau đó không thích hợp để cho Tử Linh nhìn thấy. Khi cửa phần mộ đóng lại, Triệu Bân lại đứng trước quan tài, dẫn động chân nguyên. Đây là lý do tại sao hắn lại bảo Tử Linh ra ngoài. Để lộ chân nguyên chính là để lộ tu vi của hắn, chắc chắn không thể để cho Tử Linh nhìn thấy, chỉ có dùng chân nguyên ra chỉ thì hắn mới có thể dịch chuyển quan tài, không còn cách nào khác, cái quan tài này đặc biệt nặng nề, theo như hắn ước chừng thì ít nhất cũng phải hơn 10.000 cân. Đáng tiếc, cho dù hắn có dẫn động chân nguyên thì cái quan tài vẫn không hề nhúc nhích chút nào. Cũng khó trách, hắn chỉ còn lại một cánh tay, muốn dùng một tay di chuyển quan tài cũng khó. Tú Nhi. Triệu Bân ho khan, liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Hừ. Nguyệt Thần không nói lời nào, chỉ phất tay biến ra những hàng chữ vàng, đó cũng là một loại bùa phép. Bùa nhẹ thân. Triệu Bân ngẩng đầu, chăm chú đọc. Bùa nhẹ thân đúng như tên gọi, là một loại bùa làm giảm trọng lượng, hắn lần đầu tiên nghe nói đến loại bùa này. Thuật vẽ bùa đúng là thiên biến vạn hóa. Trên thực tế, đây là loại bùa mà Nguyệt Thần tạm thời nghĩ ra. Thần linh mà, phải có bản lĩnh lớn chứ. Hoàn toàn có thể tự nghĩ ra bùa chú cho Triệu Bân học cách dùng, cái tên này có thiên phú nghịch thiên, thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Đồ tốt! Triệu Bân cười ha hả, hắn đã lấy ra đạo cụ vẽ bùa, cầm bút chấm mực lên giấy bùa, sau đó vung tay vẽ những đường rồng bay phượng múa. Bùa nhẹ thân này so với bùa nổ còn đơn giản hơn, hắn chỉ cần nhìn là có thể vẽ thẳng một mạch, cho nên mới nói hắn đúng là có thiên phú trong lĩnh vực này. Hắn cũng rất siêng, vẽ một hơi ra 9 lá bùa. Dán 9 lá bùa nhẹ thân lên quan tài của vua Âm Nguyệt đúng là nhẹ đi không ít, đáng tiếc bùa chú này có cấp bậc quá thấp, là loại bùa chú duy nhất có giới hạn thời gian. Nhưng như vậy là đủ rồi. Lên, cho ta. Trong lòng Triệu Bân gầm nhẹ một tiếng. Hự, quan tài của vua Âm Nguyệt đã nằm đó mấy chục vạn năm, nay đột nhiên bị rung chuyển, Triệu Bân dẫn động chân nguyên cực hạn đến nổi gương mặt đỏ lên gay gắt, dù sao thì hắn cũng chỉ còn có một cánh tay. Vèo, quan tài trong nháy mắt biến mất,
bị đẩy vào trong túi càn khôn, nặng nề chui vào trong. Nếu khiêng quan tài này đi đập người, hẳn là rất hữu dụng, Triệu Bân thở dài một hơi, đưa tay đấm lưng, có lẽ do vừa rồi làm việc quá sức nên hắn cảm thấy toàn thân ê ẩm, chỉ trách quan tài này quá nặng, cho dù đã dán bùa nhẹ thân thì hắn vẫn phải cố hết sức để dịch chuyển nó. Chiếc nhẫn ngọc đen ở góc tây bắc, mang đi đi. Nguyệt thần lười biếng nói, ngáp một cái, lại nằm dài trên mặt trăng. Lấy vật chôn theo người ta, thật là không tốt. Triệu Bân ho khan một tiếng, trong huyền môn thiên thư có nói, vật phẩm bồi táng bên trong mộ của người khác thì tốt nhất không nên động vào. Nguyệt thần không nói lời nào. Chỉ có điều, ánh mắt của cô ta đã nói lên tất cả, quan tài của người ta ngươi cũng dọn đi rồi, vậy mà còn để ý đến việc phạm vào vật phẩm bồi táng hay sao? Bảo ngươi mang đi thì ngươi cứ làm theo, quan trọng hóa vấn đề làm gì? Được rồi. Triệu Bân tuét miệng cười một tiếng, nếu như Nguyệt thần đã lên tiếng, vậy thì nó nhất định là bảo bối. Leng keng, ông, đinh đang. Tiếp đó chính là tiếng huyên náo, ở góc tây bắc có không ít vật phẩm bồi táng, vàng bạc châu báu, ngọc thạch khí cụ, đao thương kiếm kích nhiều không kể xiết. Nguyệt thần bảo hắn mang chiếc nhẫn ngọc đen đi, khả năng lớn là nó đang bị chôn vùi bên dưới đống vật phẩm bồi táng này. Hắn đào bới, một lúc lâu sau thì hắn mới dừng tay. Hắn đã tìm được một chiếc nhẫn ngọc toàn thân đen tuyền, nắm trong tay có cảm giác mát lạnh sảng khoái, toát ra khí tức cổ xưa, còn phảng phất một chút cảm giác tang thương, bên trên chiếc nhẫn có khắc phù văn cổ xưa, tựa như ngọn lửa cháy mạnh, trông rất sống động, chỉ là hắn không biết phù văn này tượng trưng cho điều gì. Tú Nhi, bảo bối gì đây? Người cứ thu lại đi, sau này tự có chỗ dùng tới, Nguyệt thần nhàn nhạt nói, lấy của người ta một vật thì cũng phải để lại một vật của ngươi, coi như là trả nợ nhân quả, tránh cho nhân quả biến thành nghiệp chướng. Đã rõ. Triệu Bân phất tay, lấy một viên trân châu đặt lại vào đống vật phẩm bồi táng. Tiền bối. Có tiếng Tử Linh gọi từ bên ngoài. Ông. Triệu Bân hít sâu một hơi, thản nhiên mở cửa mộ. Chuyện này. Tử Linh bước vào với vẻ kinh ngạc. Quan tài đâu rồi? Một cỗ quan tài lớn như vậy, làm sao có thể biến mất được? Ta sẽ tìm cho người này một ngôi nhà tốt hơn. Triệu Bân bình tĩnh nói, sau đó lại ho khan, Nguyệt thần đã thức dậy, lại muốn chơi hắn một vố. Vậy đa tạ tiền bối. Tử Linh chắp tay nói, không hề phản đối, cũng may lần này có đại hạ Hồng Uyên chấn giữ, dọa lui tộc xác chết, nhưng cũng khó đảm bảo sau này sẽ không tiếp tục xảy ra biến cố. Kẻ thèm muốn thi thể của vua Âm Nguyệt không chỉ có tộc xác chết, mà còn có quá nhiều thế lực thần bí ngoài kia, đặt thi thể của ông ta ở trong phần mộ này đã không còn an toàn nữa, chỉ bằng để cho đại hạ Hồng Uyên lo liệu thì sẽ an toàn hơn, ít nhất sẽ không có ai dám đánh cắp thi thể từ tay của ông ta. Bà ta nên biết ơn vì Hồng Uyên đã đi cùng mình. Nếu không, thi thể của vua Âm Nguyệt nhất định đã bị tộc xác chết mang đi, với sức chiến đấu hiện tại, bà ta không thể đánh bại cả một núi xác sống. Chưa kể bên trong núi xác sống đó còn có hai thi thể cảnh giới địa tạng. Triệu Bân phất tay áo bước ra khỏi phần mộ. Tử Linh chắp tay đưa tiễn, không rời đi theo, bà ta là người giữ mộ, cho dù trong phần mộ đã không còn quan tài của vua Âm Nguyệt, nhưng bà ta vẫn sẽ canh giữ nơi đây, vì nơi đây là nơi đặt linh vị của vua. Đây là nhiệm vụ của bọn họ trong đời này, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không người giữ mộ sẽ không rời đi. 2. Một nha đầu xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Nguyệt thần thở dài, cô ta đang muốn tìm một nàng dâu cho Đồ Nhi. Đáng tiếc là cái tên này lại chẳng hiểu biết gì cả. Tú Nhi, thần linh các cô cũng thoáng như vậy sao? Như vậy đi, ngươi tìm về đây một nàng dâu, ta liền truyền cho ngươi thêm một bộ bí pháp. Theo đuổi cô chẳng phải là trực tiếp hơn sao? Chậc chậc chậc, nghe Triệu Bân nói lời này, Tú Nhi cảm thấy rất buồn cười, tên nhóc này tu vi không được bao nhiêu. Thế mà dã tâm cũng lớn lắm, đã dám mơ tưởng đến thần rồi. Sau khi rời khỏi cổ mộ, Triệu Bân liền sử dụng bùa tốc hành. Không thể không nói, tốc độ bỏ chạy của hắn đúng là vô cùng nhanh chóng. Vừa lúc đó, Tử Linh cũng bước ra ngoài. Thấy Triệu Bân như vậy, đôi lông mày xinh đẹp của bà ta không khỏi nhíu lại, cảm giác bóng lưng của người này có chút quen mắt. Đại hạ Hồng Uyên kia không phải biết bay hay sao? Sao lại chạy trên mặt đất như thế? Còn có động tác kia nữa, hoàn toàn không giống phong thái của một vị tiền bối,
giống y như vừa làm chuyện trái với lương tâm cho nên phải bỏ chạy vậy. Cực kỳ kỳ quái. Không biết nếu để cho Tử Linh biết được đại hạ Hồng Uyên kia chính là Triệu Bân thì sẽ có cảm tưởng như thế nào, nhất định Tử Linh sẽ đuổi theo, đuổi tới rồi thì nhất định sẽ đánh chết hắn. Giả trang làm lão tiền bối sai bảo ta thì cũng thôi đi, lại còn dám trêu ghẹo ta, không đánh chết ngươi không được. Triệu Bân ba chân bốn cẳng chạy thẳng một đường. Tới một góc rừng sâu núi thẳm, hắn mới thông linh gọi Đại Bằng. Quác, quác. Đại Bằng vui lắm, kêu lên quác quác mừng rỡ, bộ lông của nó so với trước kia đã mượt hơn rất nhiều. Nó đang lột xác. Triệu Bân có thể nhìn ra được điều này, bởi vì hắn đã lột xác võ hồn, không chỉ Nguyệt Thần được lợi, mà thông linh thú của hắn cũng được lợi như vậy. Pháp môn này ngươi phải nhớ kỹ, chuẩn bị cho quá trình đúc lại cánh tay. Nguyệt Thần buồn chán, muốn tìm ít chuyện để làm, lại phất tay biến ra một luồng sáng, từng hàng chữ vàng tuôn ra, khí thế khoáng đạt, tự mang uy lực áp chế. Kỳ Lân Quyết. Triệu Bân chậm rãi ngồi xuống, chăm chú nhìn lên. Hắn càng nhìn thì hai mắt lại càng sáng ngời, đây hẳn là vô thượng bí pháp của thánh thú Kỳ Lân, chính xác hơn mà nói, đây có thể là truyền thừa của Kỳ Lân nhất mạch, mà cũng có thể là truyền thừa của một nhánh khác, không phải là thánh thú chân chính, nhưng có thể dùng Kỳ Lân pháp để diễn hóa thần thông. Hắn nhìn không sai, đúng là như vậy. Pháp môn này không phải do Nguyệt Thần khai sáng, nhưng cô ta biết pháp môn này, có một chủng tộc mà từ nhỏ sẽ tự chặt đứt một cánh tay. Sau đó lại lấy Kỳ Lân pháp tái tạo lại một cánh tay khác, bởi vì cánh tay được tạo ra bởi Kỳ Lân pháp vô cùng mạnh mẽ, không phải là thứ mà cánh tay bình thường có thể so sánh được. Nguyệt Thần từng rất thán phục chuyện đó. Đúng là rất đáng để thán phục, người sáng lập ra pháp môn này thật đúng là quỷ tài, từ nhỏ đã tự chặt một cánh tay, người bình thường chắc chắn không thể nào làm được, nhưng vừa hay Triệu Bân cũng đã bị mất một cánh tay, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, cho nên pháp môn này thích hợp với hắn nhất. Tú Nhi, hình như còn cần đến máu Kỳ Lân, Triệu Bân nói. Người đã từng nuốt một giọt máu rồng, có thể thay thế máu Kỳ Lân. Nguyệt Thần khoan thai nói, như vậy cũng nên gọi là Thường Long Quyết, tùy người. Trong đêm, Đại Bằng lướt qua trên bầu trời như một đám mây đen lớn. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên lưng nó, lặng lặng ngửa mặt trông lên bầu trời cao, yên lặng nhìn lên vầng trăng treo trên bầu trời. Đêm nay hắn có chút quái dị, toàn thân đều bị ánh trăng bao phủ. Đặc biệt là ánh mắt đã thâm thúy hơn rất nhiều, như có ánh trăng đang lấp lánh phản chiếu bên trong. Tên nhóc khá lắm. Nguyệt Thần đang giả vờ ngủ cũng phải mở mắt, thổn thức không dứt. Hắn không chỉ đang ngắm trăng. Triệu Bân trong lúc không có ai liền luân chuyển chân nguyên, luyện thần thông pháp môn thiên nhãn. Tên nhóc này đúng là có dị bẩm thiên phú, có thể cải biến phương pháp luyện thiên nhãn, mượn ánh trăng sáng bồi dưỡng đôi mắt. Ánh mặt trời quá nóng bỏng. Còn ánh trăng kia thì lại rất mát lành. Một mặt trời, một mặt trăng. Như vậy, đây chính là âm dương kết hợp. Ban ngày dùng ánh mặt trời luyện thiên nhãn, ban đêm dùng ánh trăng bồi dưỡng. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nguyệt Thần lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Thần thông thiên nhãn mà cô ta truyền cho Triệu Bân thật ra vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ có nửa bộ đầu, nửa bộ sau chưa truyền chính là chỉ dẫn dùng ánh trăng bồi dưỡng đôi mắt. Điều hòa âm dương. Thật không ngờ cái tên này lại có thể tự diễn hóa ra nửa bộ pháp môn thần thông còn lại. Thiên phú dị bẩm của hắn khiến cho cô ta hoảng sợ. Keng, keng. Tiếng kiếm va chạm vang lên chói tai, cả Tử Tiêu cùng Long Uyên đều được Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm, khiến cho chúng lượn quanh người của Đại Bằng, sự biến hóa của chiêu thức càng lúc càng khó lường. Răng rắc, răng rắc. Ngoài ra, âm thanh xương cốt va chạm cũng từ bên trong cơ thể của Triệu Bân truyền ra. Không sai, hắn lại đang luyện thể. Cái tên này như có ba đầu sáu tay vậy, vừa luyện kiếm, vừa luyện thể, vừa dùng ánh trăng bồi dưỡng đôi mắt. Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Ngoài những chuyện này ra, hắn còn đang bận lĩnh ngộ bước phong thần, cho dù người chưa động nhưng lại có tàn ảnh hóa ra, xa xa nhìn lại chỉ thấy quỷ huyễn khó lường, ngay cả Đại Bằng cũng phải nhướng mắt lên nhìn mấy lần. Nhặt được bảo vật rồi. Nguyệt Thần lại một lần nữa thổn thức, đồ nhi mà cô ta chọn càng lúc càng phát triển một cách khủng khiếp. Tài năng như thế. Có tố chất như thế. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thì sau này trên bảng phong thần nhất định sẽ có một chỗ cho hắn. Tú Nhi, khi nào thì mới tới ngày cực dương trăm năm?
Mặc dù đang làm đủ thứ việc, nhưng Triệu Bân vẫn có thể cùng Nguyệt Thần nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có áp lực gì. Vẫn còn một ít thời gian nữa. Nguyệt Thần tùy ý đáp lại, cô ta đã gặp qua không ít yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt như Triệu Bân quả thật cô ta vẫn chưa gặp nhiều, cô ta lớn hơn Triệu Bân nhiều như vậy, mà hắn còn không biết phải gọi thế nào sao. Bên này, Triệu Bân đã nhắm mắt lại. Nơi khóe mắt của hắn có máu tươi chảy ra ròng ròng, rồi ngay lập tức biến thành màu đen. Sau khi hắn bồi dưỡng đôi mắt, hắn cũng đã đẩy ra hết tạp chất, giống như luyện khí vậy, phải loại trừ hết dơ bẩn, giữ lại những gì tinh túy nhất. Ông ta sẽ không ra ngoài nữa đâu nhỉ? Triệu Bân xách bầu rượu, ánh mắt liếc qua túi càn khôn, nhìn quan tài của vua Âm Nguyệt dán đầy bùa vãng sinh đang bất động nằm ở đó. Người nằm trong quan tài đã từng là cao thủ cảnh giới thiên võ uy chấn bát hoang, nói không chừng lại có một ngày nào đó ngủ mãi cũng cảm thấy khó chịu, sau đó phóng ra ngoài, Triệu Bân không tin chỉ một cỗ quan tài mà có thể nhốt chặt vị vua ở bên trong. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ông ta sẽ không đi ra làm loạn. Nguyệt Thần khoan thai nói, bùa vãng sinh tuy có tác dụng áp chế đối với vong linh, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, nếu thi thể của vua Âm Nguyệt phát sinh thì biến, thì bùa vãng sinh sẽ không thể nào phong ấn được nữa. Đường đường là cảnh giới thiên võ, thi thể cũng trở thành xác tiên. Xác tiên ở phàm giới có bao nhiêu đáng sợ, thế nhân không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ trách tu vi của Triệu Bân quá thấp, vẽ không ra bùa vãng sinh cao cấp, nếu như để cho cảnh giới địa tạng vẽ bùa vãng sinh thì cũng có thể miễn cưỡng áp chế được vua Âm Nguyệt. Nghe Nguyệt Thần nói, Triệu Bân cũng không dám chắc chắn. Vua Âm Nguyệt mạnh mẽ như thế nào, chính hắn cũng đã từng lĩnh giáo qua, một khi ông ta phá quan tài xông ra ngoài, không phải cảnh giới thiên võ chắc chắn không thể phong ấn lại ông ta một lần nữa, huống chi hắn chỉ là phận tôm tép, chỉ cần bị ông ta tát một cái là tan xương nát thịt. Triệu Bân không nói thêm nữa, lại bận rộn lĩnh ngộ kỳ lân quyết. Hắn từng thử nghiệm ngưng tụ ra cánh tay, nhưng vẫn chưa thành công, trong kỳ lân quyết có nói. Luyện đến tầng 5 cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra cánh tay, chỉ có điều cảnh giới chân linh tầng 5 cũng miễn cưỡng có đủ tư cách, có thể làm được hay không thì còn phải nhìn vào vận may của bản thân. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nắm giữ pháp môn này, cho dù hắn không gặp chuyện bị chặt mất một cánh tay, thì 8-9 phần Nguyệt Thần cũng sẽ khiến cho hắn tự chặt cánh tay của mình xuống, sau đó phối hợp với máu rồng và kỳ lân quyết để tạo ra một cánh tay kỳ lân. Chỉ có điều vừa hay hắn đã bị chặt mất một cánh tay từ trước, sau đó chuyện tốt này lại đến với hắn như một lẽ tất nhiên. Hắn đoán không sai. Nguyệt Thần đúng là lo xa nghĩ rộng, cô ta đã sớm có ý định trong lúc Triệu Bân nằm ở cảnh giới chân linh tầng 5 thì sẽ khiến cho hắn tự mình chặt xuống một cái tay, không ngờ rằng trước thời hạn thì cánh tay của Triệu Bân đã bị chặt mất rồi, hơn nữa lúc trước hắn còn có cơ duyên nuốt được một giọt máu rồng, rõ ràng là chuyện gì cũng xảy ra quá đúng lúc. Đừng nói là Triệu Bân, ngay cả cô ta cũng cảm thấy có một số chuyện đúng là do trời đã định sẵn từ trước. Dường như chuỗi vận may này được chuẩn bị đặc biệt cho Triệu Bân vậy. Vì vậy, vận may của tên nhóc này, rất đáng sợ. Đại bằng cánh vàng cũng có thể so với thần thú, nếu dùng máu của nó thì có thể tái tạo cánh tay không? Triệu Bân tuét miệng cười một tiếng, nhìn bộ dáng của hắn, xem ra một cánh tay kỳ lân là không thể nào thỏa mãn được hắn. Có lẽ hắn còn đang nghĩ sẽ chặt luôn tay phải của mình sau đó mới tái tạo lại nó. Xem đi, tên nhóc này đúng là biết cách học phải đi đôi với hành. Nguyệt Thần tặc lưỡi, tên này tu vi không cao, nhưng đầu óc rất thông minh. Có thể hay không, Triệu Bân cười hỏi, hai mắt sáng lên. Trên lý thuyết thì có thể, Nguyệt Thần chậm rãi nói, chỉ có điều huyết mạch của đại bằng đã bị phong ấn, máu của nó lúc này cũng không tốt lắm. Mặc dù có thể sử dụng nhưng cũng không nên làm như vậy, máu rồng cùng với máu đại bàng sẽ đối chọi lẫn nhau. Đã rõ. Triệu Bân ho khan một tiếng, xem ra hắn đã quá tham lam rồi. Đêm ngày càng sâu. Máu rồng chính là lấy được từ ngọn núi vàng bên trong Ngưu Gia Trang này, thành Thanh Phong, trước đây ta suýt nữa không thoát ra được. Ở trong khu rừng hoang này ta đã gặp U Lan. Trấn nhỏ phía trước. Chẳng biết Triệu Bân đã thao thao bất tuyệt từ lúc nào, hắn tựa như đã trở thành một người hướng dẫn du lịch, vừa đi vừa nói, mỗi lần đi ngang qua nơi quen thuộc đều sẽ giới thiệu cho Nguyệt Thần biết. Nguyệt Thần không đáp, cả người gượng gạo. Triệu Bân cười khan một tiếng, cũng không vì bị phớt lờ mà mắc cỡ, vẫn tĩnh tâm ngồi yên.
ngừng lại. Hắn không còn nói lời nào, nhưng Nguyệt Thần lại đột nhiên nói. Có bảo bối. Ánh mắt của Triệu Bân sáng lên, mỗi lần Nguyệt Thần nói ngừng lại, thì nhất định sẽ có cơ duyên tốt. Quay lại. Đi đâu? Ngọn núi hoang vừa đi qua, có một cái giếng cạn. Được. Triệu Bân đứng lên, tâm ý tương thông với đại bằng, khiến cho nó quay đầu trở lại. Cái giếng cạn mà Nguyệt Thần vừa nói Triệu Bân cũng biết, đêm đó hắn cùng U Lan trong lúc né tránh cường giả đuổi giết đã trượt chân rơi vào cái giếng đó, nghe ý tứ của Nguyệt Thần, xem ra bên trong giếng cạn còn có càn khôn. Dưới ánh trăng, hắn từ trên trời đáp xuống. Quay lại chốn xưa, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm xúc khó tả, hôm ấy hắn suýt nữa thì bỏ mạng ở đây. Đi xuống, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Không cần cô ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhảy vào, nương theo vách đá xuống giếng. Ở dưới đáy giếng, hắn dùng Minh Châu thắp sáng đường đi. Không có gì đặc biệt, Triệu Bân nhìn quanh, nhưng không thấy gì kỳ lạ cả. Ta có nói là ở đáy giếng sao, Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn. Sao cô không nói sớm, Triệu Bân ngậm Minh Châu trong miệng, lại leo lên. Khi còn cách đáy giếng 20-30 trượng, Nguyệt Thần liền ngăn hắn lại. Đối diện, bổ ra. Keng. Triệu Bân không cần suy nghĩ thì đã di chuyển kiếm Long Uyên chém về phía bên kia. Keng. Tiếng va chạm của kim loại nghe chói tai như thể nó đã chém vào một tấm sắt. Hự. Triệu Bân kêu lên đau đớn, hắn dùng hồn ngự kiếm, bị chấn lui đến mức choáng váng. Ta thấy dùng bùa nổ thì tốt hơn. Triệu Bân lẩm bẩm, sau đó dán cả chục lá bùa nổ lên bức tường đá đối diện. Nổ. Trước khi Triệu Bân kịp né tránh, thì hắn đã nghe thấy Nguyệt Thần hô lên một tiếng. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ của bùa nổ rất bạo ngược, giếng cạn sụp đổ ngay tại chỗ. Triệu Bân lúng túng. Bùa nổ này rất có uy lực, hắn vốn muốn né xa ra một chút thì mới niệm chú khai nổ, không ngờ Nguyệt Thần cũng có thể làm điều đó. Một chữ nổ của cô ta phát ra ngay lúc hắn còn đứng rất gần đám bùa nổ. Hắn bị nổ ngã xuống, đến khi bò dậy được thì cả người đều đã đen thui. Cũng đúng, Nguyệt Thần đang ở trong ý thức của hắn. Nguyệt Thần hoàn toàn có thể thay hắn kích hoạt bùa nổ. Chỉ có điều, cô ta đã làm cho chân nguyên của hắn tiêu hao không ít. Tú Nhi, ta đang muốn chửi thề, không biết có nên phun ra hay không, Triệu Bân ho ra máu, gương mặt vốn nên tái nhợt thì lại tối sầm, cô hay lắm, còn dám chơi ta một vố. Suýt nữa thì nổ chết ta rồi có biết hay không? Vào thôi. Nguyệt Thần không trả lời hắn, chỉ nói ra một từ. Đã nói từ trước rồi, đồ nhi là để cho sư phụ đây gài bẫy mà. Nói thế nào nhỉ, thôi thì cứ xem như bị nổ cũng là một loại tu hành đi. Triệu Bân không nói gì, sắc mặt tối sầm lại, trong lòng bắt đầu ấp ủ một tâm nguyện, ta phải tu luyện, ta phải khổ luyện, nhất định ta phải trở thành tiên. Nhất định ta phải được phong thần, sau đó ném cái bà Tú Nhi này vào trong đống bùa nổ để tu hành cho tốt. Ông!